Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Ngôi sao xuyên không, ta lại tỏa sáng rồi. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Trương Mặc Ngôn bị thương nặng nhưng vẫn kiên trì bảo vệ em gái, dùng súng bắn tỉa tiêu diệt rắn độc để giữ an toàn cho mọi người. Trong khi đó, Lương Vũ Phong cũng bị rắn cắn nhưng vẫn dũng cảm vượt qua nguy hiểm để cứu Trương Phương Linh đang bị treo lơ lửng trên sân thượng với cửa điện đe dọa bên dưới. Mặc dù bị thương và đau đớn, Lương Vũ Phong vẫn cố gắng trèo lên sân thượng, bảo vệ Trương Phương Linh và đứa con trong bụng cô, dù phải đối mặt với bầy rắn hung dữ phía dưới. Trong giây phút nguy hiểm, Trương Phương Linh cầu xin Lương Vũ Phong buông cô ra để anh có thể sống sót, nhưng anh kiên quyết không bỏ cuộc và tiếp tục trèo lên với tất cả sức lực còn lại, quyết tâm cứu cô và con của họ. Diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ như thế nào? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện nào. Tập 47. Đám rắn nhúc nhích, từng lớp chồng lên nhau thành một đống để đuổi theo hướng của bọn họ. Trương Phương Linh cúi đầu nhìn bọn chúng, cô hiểu bọn chúng đang đuổi theo hơi máu. Chỉ cần trên người bọn họ còn vết thương thì sẽ chảy máu xuống dưới, như vậy kiểu truy đuổi này sẽ không dừng lại. Phải làm sao bây giờ? Bỗng giữa lúc đó, cô lóe lên một ý rồi nặng nề cắn nát ngón tay của mình, sau đó vung mạnh về phía xa. Lần này cô cắn rất mạnh và tàn nhẫn, máu tươi như sợi trâu đứt gãy văng thành một đường vòng cung. Bầy rắn lập tức rối loạn, trong đó đã có không ít con rời khỏi đống rắn mà đuổi theo hướng của máu tươi. Đống rắn nhờ đó thấp đi nhiều, những con rắn bay ở phần đỉnh kia cũng không bay vọt được đến chân của hai người nữa. Trương Phương Linh mừng thầm, liên tiếp vung máu của mình ra. Trong hai người thì một người cắn răng trèo lên trên, một người ở dưới phòng bị bầy rắn. Dường như trăm triệu năm trôi qua, khó lắm mới đến được sân thượng trên cao. Khi hai chân vừa chạm tới đất, thể lực toàn thân của Lương Vũ Phong tiêu hao, anh không kiên trì được tiếp nữa mà ngã nhào xuống đất. Lương Vũ Phong, Trương Phương Linh bị anh kéo theo nên cũng ngã lăn trên mặt đất, nhưng cô không để ý tới đau đớn mà ngồi xuống đấy anh. Lương Vũ Phong, anh thế nào rồi? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Nhưng mắt của người đàn ông kia vẫn nhắm nghiền, cô có gọi thế nào cũng không tỉnh lại được. Trương Phương Linh khóc nhìn anh, cả người anh ướt đẫm mồ hôi như mới vớt ra từ trong hồ vậy. Đôi tay kia đã bị dây cáp thô cứng cọ sát đến mức máu thịt be bét. Điều khiến người ta nhìn mà giật mình hơn là trên cánh tay và cổ chân của anh có mấy vết thương do rắn cắn, mỗi lỗ máu sâu kia đều ứa ra máu màu đen. Trương Phương Linh kinh hãi không thôi, cô hiểu lũ rắn Lương Vũ Vân nuôi độc tới mức nào. Cô không kịp nghĩ nhiều mà cúi đầu hút nọc độc trong vết thương giúp Lương Vũ Phong. Sau khi hút liên tiếp một lúc lâu mới thấy máu đen dần chuyển thành đỏ sậm, vẻ mặt của anh cũng xám ngắt đầy đáng sợ. Lương Vũ Phong, Lương Vũ Phong, cô gào khóc, anh không được xảy ra chuyện gì, anh không thể xảy ra chuyện gì được. Cô không hề hay biết người dưới của mình cũng có một vũng máu tụ lớn chưa được phát hiện. Ở phía bên này, cô khóc đến đau lòng thì ở bên kia Trương Mặc Ngôn cũng hoàn thành nhiệm vụ yểm hộ cho Lương Vũ Phong. Cuối cùng anh không cầm nổi súng bắn tỉa nữa, mất máu quá nhiều đã khiến mặt mày tái mét, té xỉu trên đất. Diệp Minh Thành bên cạnh yên lặng nhìn anh ngã xuống đất. Người đàn ông cao lớn bước một bước qua cơ thể của Trương Mặc Ngôn rồi dựng súng bắn tỉa lên, yên lặng nhắm về phía người đang hôn mê bất tỉnh trên sân thượng. Lương Vũ Phong, chỉ cần một phát súng này thôi, sẽ không còn ai tranh Tiểu Linh với hắn nữa. Diệp Minh Thành nhìn người trong ống ngắm mà vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo. Phải, đúng là hắn mắc bệnh nan y và ở trong giai đoạn tuyệt vọng nhất. Hắn cũng thấy may mắn vì còn có người đàn ông như Lương Vũ Phong ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Linh, nhưng nhìn cô quỳ trên mặt đất ôm người đàn ông kia khóc nghẹn, lòng hắn lại đau như dao cứa, cảm giác ghen ghét cũng dần trỗi dậy, bên tai như có ma quỷ không ngừng nói, Diệp Minh Thành, giết anh ta đi, giết anh ta rồi Tiểu Linh sẽ là của anh. Dù anh sắp chết thì có sao? Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, cô ấy có thể một lòng một dạ ở bên anh. Sẽ không còn Lương Vũ Phong gì nữa, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người thậm chí còn có thể gương vỡ lại lành, anh thậm chí còn có thể cầu hôn cô ấy. Sự mê hoặc này quá lớn, Diệp Minh Thành nhanh chóng mở chốt an toàn. Nhưng nước mắt lã chã của cô tựa như dấu ấn nóng hổi, khó phai rơi vào tim hắn. Nhìn xem, cô khóc tới đau khổ nhường đó, nếu Lương Vũ Phong chết rồi, có phải cô cũng sẽ đi theo anh ta không? Diệp Minh Thành không biết chắc được, có lẽ cô sẽ tự tử thật chăng? Hắn đau lòng nhìn cô khóc tới đứt ruột đứt gan, nhìn cô lấy điện thoại trên người Lương Vũ Phong ra rồi lớn tiếng gọi kêu cứu, sau đó lại nhìn cô luống cuống ôm lấy anh ta như muốn giữ ấm vì anh ta mất máu quá nhiều. Cô đã nỗ lực làm tất cả những việc mình có thể nghĩ đến, cô đã cố gắng tới vậy, cố gắng. Chỉ để cứu sống người đàn ông kia. Vẻ mặt của Diệp Minh Thành dần ảm đạm, hắn chán nản bỏ súng xuống. Ha! Trong bóng tối truyền đến một tiếng cười giễu cợt.
Diệp Minh Thành quay ngoắt lại thì thấy Lương Vũ Vân đang nửa sống nửa chết nằm dựa vào tường, thoi thóp nhìn mình. Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của Lương Vũ Vân lóe lên vẻ xem thường. Diệp Minh Thành, giới chính thống có nhiều người như vậy nhưng lúc trước tôi chỉ khâm phục anh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không ngờ anh cũng lằng nhằng do dự y như một con đàn bà. Diệp Minh Thành giơ súng đập mạnh về phía gã. Lương Vũ Vân kêu lên một tiếng đầy đau đớn, xương sườn chuyển tới âm thanh gãy vụn. Khóe miệng gã dính máu nhưng nụ cười vẫn xảo quyệt và xinh đẹp như vậy. Ha ha, tàn độc với tôi thì có gì là đàn ông? Có giỏi thì anh tàn độc với tình địch đi. Lúc này anh đúng là không bằng tôi có thể xẻ ngực mổ bụng người phụ nữ kia ra, anh lại. À, Diệp Minh Thành lại đập một súng nữa xuống. Hắn nhìn xuống từ trên cao, lạnh lùng nhìn vết bẩn trên mặt Lương Vũ Vân rồi cất giọng u ám như đến từ địa ngục, tôi có thể xẻ ngực mổ bụng của anh. Hắn nói rồi bỏ súng bắn tỉa xuống, khom người tháo cái hộ giáp tinh xảo vô cùng sắc bén kia đâm sâu vào người gã. Soạt, trường bào gấm trên người Lương Vũ Vân bị xé rách. Diệp Minh Thành rạch một đường sâu hoắm từ ngực đến bụng của gã mà không nương tay chút nào. Máu lập tức ứa ra, da thịt dần lẫn lộn, một lượng lớn thứ dịch không rõ tên trong ruột cũng dần chảy ra. Mùi tanh hôi tràn ngập hang núi khiến người da gây mũi tới muốn ói. Diệp Minh Thành vẫn tỉnh rụi, khuôn mặt hắn lạnh lùng, như thể vừa mổ một thứ không có sinh mệnh, chứ không phải một con người vậy. Lương Vũ Vân kêu lên đầy đau đớn, gã co rúm lại nhưng vẫn chưa chết, thậm chí còn không ngất xỉu được. Gã nhìn Diệp Minh Thành, khuôn mặt tái nhợt chợt hiện nụ cười quỷ dị, sau đó khó khăn mở miệng, Thế nào, anh tức giận rồi à? Ha ha ha, vì tôi động đến Dương Yến Linh. Đáng tiếc thật, cô ta không phải người phụ nữ của anh. Gã nói rồi phải thở hổn hển đầy khó khăn, một lúc lâu sau mới tiếp, Diệp Minh Thành. Anh và tôi đều là kẻ thất bại. Chúng ta đều là kẻ thất bại trên tình trường. Vẻ mặt của Diệp Minh Thành biến sắc. Hắn nhìn Lương Vũ Vân rồi chợt hiểu ra điều gì đó. Nếu hắn không có được Tiểu Linh nên trở thành kẻ thất bại trên tình trường, vậy thì người Lương Vũ Vân muốn có được là Lương Vũ Phong. Vì thế gã mới ra tay tàn ác với Tiểu Linh. Như vậy mọi chuyện đều đã được lý giải rồi. Anh đúng khiến cho người khác buồn nôn. Hắn lạnh lùng nói với Lương Vũ Vân, Lương Vũ Phong sẽ không bao giờ thích anh. Anh nói bậy. Lương Vũ Vân yếu ớt kêu lên như con mèo bị người ta giẫm vào đuôi, Tiểu Phong yêu tôi. Người Tiểu Phong yêu chỉ có mình tôi. Nó chỉ tạm thời bị người phụ nữ kia che mắt thôi. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Vẻ mặt của gã vặn vẹo, hai mắt nhìn vào hư không, thỉnh thoảng sẽ nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng lại cười to đầy điên dại. Gã điên rồi, đây chắc chắn là một kẻ điên. Diệp Minh Thành tự xưng là người làm việc không kiêng nể điều gì lại cảm thấy kinh tởm và buồn nôn sau khi biết những suy nghĩ điên cuồng của Lương Vũ Vân. Hắn vẫn nhìn xuống Lương Vũ Vân từ trên cao, trong tia sáng ảm đạm, ruột của Lương Vũ Vân vương vãi đầy đất, tiếng cười của gã cũng dần yếu đi, tuy còn kéo dài chút hơi tàn nhưng đã không thể nói nên lời. Diệp Minh Thành ho khan vài tiếng rồi khom người kéo gã ra ngoài. Hắn không thể để Lương Vũ Vân chết dễ dàng như vậy được, xẻ ngực mổ bụng vẫn chưa đủ với gã biến thái muốn hại Tiểu Linh này. Hắn không quan tâm tới cơ thể suy yếu vì bệnh tật của mình, từng cơn đau do ung thư gây ra khiến hắn không đứng thẳng lên được. Hắn kéo Lương Vũ Vân xuống hang núi phía dưới, cái áo dài gấm màu đỏ đã rách vụn, ruột và máu tươi chảy đầy đất. Hắn vừa kéo vừa thở hổn hển. Lần này biết Tiểu Linh xảy ra chuyện là lúc suýt chút nữa hắn bị đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn không để ý sự phản đối của tất cả mọi người mà tới đây. Hắn dùng tính mạng của mình để bảo vệ người con gái mình yêu, còn tên Lương Vũ Vân biến thái này lại dám tàn độc với người con gái hắn coi như châu ngọc. Vì ốm mà cơ thể của Diệp Minh Thành lảo đảo sắp ngã, nhưng ánh mắt lại u ám lạnh lẽo. Hắn kéo Lương Vũ Vân tới một hang núi khác, khi còn cách hang rắn khoảng mười mấy mét, hắn lảo đảo rồi ngã trên mặt đất. Hắn dùng hết sức lực toàn thân nhưng có thế nào cũng không kéo người vào trong hang rắn được. Hắn nhìn Lương Vũ Vân chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Không lẽ để tên biến thái này chết vì xẻ ngực mổ bụng? Không, như vậy quá lợi cho gã. Tranh giành bên ngoài vẫn tiếp tục, trong hang núi lớn như vậy, trừ hắn ra thì cũng chỉ có Lương Vũ Phong đang hôn mê bất tỉnh và Trương Phương Linh đang khóc như mưa, vốn không có ai có thể kéo Lương Vũ Vân cho rắn ăn giúp hắn. Diệp Minh Thành Thành thấy Lương Vũ Vân sắp mất màu mà chết thì uất hận siết tay thành quyền. Lương Vũ Vân suy yếu nhìn hắn, dù gã không nói lời nào hưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Gã hiểu ý định của Diệp Minh Thành, người đàn ông kia muốn gã chết càng thảm càng tốt, tiếc là, ha ha, mọi chuyện không được như mong ước của hắn rồi. Dù Lương Vũ Vân rất không hài lòng với kiểu chết của mình, nhưng không khỏi vui sướng muốn cười.
Đúng lúc này, một con báo đốm có bộ lông lộng lẫy bước vào hang núi. Cả người nó dính đầy máu, đôi mắt màu hổ phách đã thấy Diệp Minh Thành và Lương Vũ Vân chỉ sau nháy mắt, nó gầm nhẹ rồi nhào về phía cả hai. Diệp Minh Thành nhận ra đây là con báo đốm hắc đốm mà Lương Vũ Phong nuôi. Hắn không biết hắc đốm muốn làm gì, liệu có làm hắn bị thương không, có điều vì đã sức cùng lực kiệt cộng thêm cơn đau vì chứng bệnh ung thư nên hắn không thể di chuyển dù chỉ một chút. Hắc đốm nhào tới trước mặt bọn họ rồi dừng lại. Nó vốn không để ý tới Diệp Minh Thành, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ hung ác chỉ nhìn chằm chằm một người, nói đúng hơn là hơn một nửa cơ thể bị xẻ ngực, mổ bụng, không thành hình người kia. Nó nổi giận gầm lên rồi cắn vào cánh tay của Lương Vũ Vân, chỉ chốc lát sau đã xé rời cánh tay còn gắn trên người của gã xuống. Dù Lương Vũ Vân đã thoi thóp nhưng cũng không nhịn được mà kêu gào thảm thiết. Hắc đốm vẫn chưa dừng lại, nó vứt cánh tay kia đi rồi liếm láp máu tươi trên miệng mình, sau đó lại nhìn chằm chằm Lương Vũ Vân nằm dưới đất mà gầm gừ. Hắc đốm đúng không? Diệp Minh Thành ho khan với vẻ mặt đau khổ, hắn suy yếu mở miệng, nếu mày có thể nghe hiểu lời tao thì kéo gã đến hang rắn bên kia đi. Hắn gắng sức giơ tay lên, chỉ vào hang rắn tỏa ra đầy mùi hôi tanh cách đó mấy mét. Hắn phát hiện hắc đốm không đối đầu với mình mà là đến báo thủ Lương Vũ Vân. Con báo thông minh kia nghe vậy nên cúi đầu ngoạm lấy Lương Vũ Vân, phần eo của Lương Vũ Vân rơi vào giữa những chiếc răng bén nhọn, trắng như tuyết của nó phải kiềm chế lại để không cắn gã thành hai nửa. Nó kéo Lương Vũ Vân đi mà không để ý huyết tương và ruột chảy ra khắp cả đường, thỉnh thoảng có đoạn ruột còn dính vào đá trên mặt đất nên bị cuốn theo rồi kéo đứt đoạn. Lương Vũ Vân bị kéo tới trợn trắng mắt, gã phun ra từng ngụm máu tươi, khó lắm mới bị hắc đốm kéo tới hang rắn bên cạnh. Lúc này hắc đốm buông gã ra rồi gầm lên đầy giận dữ, sau đó cúi đầu cắn vào nửa người của gã. Lần này Lương Vũ Vân không kêu thảm được nữa, gã trơ mắt nhìn nửa người trên tách rời với hai chân của mình. Gã cúi đầu xuống thì thấy vả vai, xương sườn và đống ruột lẫn màu rơi vào hang rắn, chốc lát sau đã có vô số rắn độc vây quanh, những con rắn khi xưa gã chiều chuộng đã ăn sạch gã, ăn tới chỉ còn nửa bộ xương trắng. Lúc này hắc đốm mới thỏa mãn. Báo đốm có bộ lông mềm mại ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ chốc lát sau đã tìm được Lương Vũ Phong trên ban công kia. Nó chạy men theo cầu mà tới chỗ Lương Vũ Phong và Trương Phương Linh. Bầy rắn vẫn không rời khỏi bộ xương trắng của Lương Vũ Vân. Trước khi bọn chúng trở lại bình thường, hắc đốm đã chạy tới bên cạnh chủ nhân rồi. Nó cúi đầu nhìn khuôn mặt tái xanh đang hôn mê bất tỉnh của chủ nhân rồi phát ra một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, sau đó cọ phần đầu to lớn của mình vào người Lương Vũ Phong. Hắc đốm, Trương Phương Linh khóc, làm sao bây giờ? Giúp tao đi, Lương Vũ Phong không sao đúng không? Chủ nhân của mày không sao đúng không? Nước mắt của cô nhỏ xuống bộ lông của hắc đốm. Hắc đốm dịu dàng lẽ lưỡi liếm chủ nhân rồi lại liếm tay của cô. Nó giúp cơ thể to lớn bên cạnh người của chủ nhân để giữ ấm cho Lương Vũ Phong vì anh đã mất máu quá nhiều, vì thế cả người căng thẳng tới cứng ngắc của Trương Phương Linh cũng buông lỏng một chút. Lương Vũ Phong, anh không được chết. Cô lẩm bẩm với anh, không quan tâm anh có nghe thấy hay không, anh đã đồng ý sẽ sống bên em tới già, chúng ta còn phải cùng tới nhà mới, cùng ngắm mặt trời mặt, cùng sinh một đàn con. Lương Vũ Phong, anh còn chưa chứng kiến đứa con thứ hai của chúng ta ra đời. Cô nói rồi đặt tay lên bụng dưới, dường như nơi đó có cảm giác đau âm ỉ, nhưng cảm giác trống vắng này khiến lòng cô dâng lên chút linh cảm không lành. Khó lắm họ mới chờ được người cứu viện tới, nhưng dũng sĩ kia cũng cả người đẫm máu, chồng chất vết thương như hắc đốm. Lúc họ lao tới trước mặt cô và lớn tiếng gì đó, cô đã không nghe ra nữa rồi. Thật ra, cô cũng mất máu quá nhiều giống như Lương Vũ Phong. Vết thương Lương Vũ Vân gây ra cho cô nhìn thì tưởng không sâu, nhưng giãy giụa và hoạt động mạnh đã khiến nó nứt ra, máu trên bụng kia không biết đã chảy mất bao nhiêu. Nếu không phải cô cố gắng xốc lại ý thức mơ màng của mình để bảo vệ Lương Vũ Phong, thì có lẽ đã ngất đi từ lâu rồi. Quân cứu viện mau chóng đưa bọn họ vào bệnh viện. Trong mông lung, cô thấy cáng cứu thương, xe cứu thương, bác sĩ và y tá, ông cụ Lương, Tào Hải Băng và cả khuôn mặt lo âu của mẹ. Sau đó cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật và tiêm thuốc mê. Mấy người muốn làm gì? Giọng của cô rất yếu ớt, cô giãy giụa trong bất an với ý định bước xuống từ bàn phẫu thuật. Tôi không sao, vì sao phải phẫu thuật cho tôi? Bác sĩ nhìn cô đầy thương xót, bà Lương, bà sảy thai rồi, nhất định phải phẫu thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của người mẹ. Gì cơ? Sảy thai? Cô không thể tin nổi, hai mắt trợn tròn nhìn bác sĩ, cứ như lời nói của bác sĩ đều trở thành ngôn ngữ khó hiểu, không còn cảm giác chân thật. Bờ môi như cánh hoa khô của cô khẽ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng thuốc gây mê từ từ phát huy tác dụng, cô nhanh chóng rơi vào một vùng tăm tối. Khi tỉnh lại,
cô trông thấy trần nhà phòng bệnh trắng bệch, ống truyền nước trong suốt. Bà Trương nắm lấy tay cô ngồi bên cạnh giường bệnh, đáy mắt có quầng thâm lờ mờ. Trương Phương Linh gọi, mẹ, giọng khàn đi, yếu đến nỗi gần như không thể nghe được. Nhưng bà Trương lại nghe được, thấy cô tỉnh thì nở một nụ cười mệt mỏi và mừng rỡ, Tiểu Linh, con tỉnh rồi hà. Con không sao, thật là tốt quá, mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con. Bà nói rồi muốn đưa tay nhấn chuông cấp cứu ở đầu giường. Trương Phương Linh nhẹ nhàng giữ chặt tay bà, Lương Vũ Phong đâu rồi ạ? Cô hiểu Lương Vũ Phong hơn ai hết, nếu anh không có chuyện gì, nhất định sẽ canh chừng bên giường cô không rời nửa bước. Nhưng bây giờ lại không thấy anh đâu, nhất định là anh bị thương không nhẹ. Thế nhưng, cô mong rằng mình đoán sai biết mấy, nhìn mẹ mình với ánh mắt chờ mong bí ẩn. Sắc mặt của bà Trương không nỡ, nắm lấy tay con gái mình, nói bằng giọng hiền hòa nhất, tình hình lúc ấy con cũng biết đó, nó bị thương. Lúc con bị đẩy đến phòng phẫu thuật, nó cũng được đưa đi cấp cứu. Bây giờ cũng đang nghỉ ngơi trên giường bệnh, có lẽ không đầy mấy ngày nữa sẽ có thể tỉnh lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, anh không chết. Nhưng lập tức, tim lại nhảy vọt lên, anh vẫn chưa tỉnh lại trong hôn mê sao? Cô nhìn qua mẹ mình, nói, con muốn đi thăm anh ấy. Bà Trương cản cô, sức khỏe của con vẫn còn rất yếu, bác sĩ dặn không được tùy tiện xuống giường, nếu không sau này không mang thai được thì phải làm sao? Nghe vậy, Trương Phương Linh lặng thinh. Mãi cho đến lúc này, cô mới nhận ra cơ thể mình trống rỗng. Nhớ tới đứa con gái khó khăn lắm mới được 3-4 tháng cứ thế mất đi, cô không kìm được mà buồn bã. Là do cô bất cẩn, lúc trước, khi ra khỏi phòng bệnh của Diệp Minh Thành, cô nên đứng chờ Lương Vũ Phong, hay hoặc là làm gì đó. Cô không biết nữa. Cô nhẹ nhàng buông tay mẹ mình ra, phủ lên bụng mình, ngạc nhiên rơi nước mắt. Bà cũng đau lòng gạt lệ, con còn trẻ, dưỡng sức thật tốt là có mang thai được, sau này rồi con sẽ có một đứa bé khác. Trương Phương Linh không muốn để mẹ đau lòng theo, vất vả lắm mới ngừng khóc, đổi chủ đề, anh trai đâu rồi à? Lúc ấy cô bị Lương Vũ Vân treo trên dây cáp, nghe nói anh hai cũng tới. Bà Trương nghĩ đến con mình, sắc mặt hơi tối lại, anh trai con bị tên xúc sinh Lương Vũ Vân đánh bị thương, cũng nằm bệnh viện mấy ngày. Có điều, bây giờ đã không còn gì đáng ngại. Bác sĩ đã nói mấy ngày nữa nó sẽ có thể bình phục hoàn toàn. Đúng rồi, phòng bệnh của nó nằm sát vách phòng bệnh của con đấy, để mẹ bảo nó ghé thăm con một chút. Trương Phương Linh hơi lấy làm lạ, chẳng phải bên này là khoa phụ sản sao à? Khu nội trú của bệnh viện đều phân chia theo phòng, như cô làm phẫu thuật lấy thai thì chắc chắn sẽ tĩnh dưỡng trong khu nội trú của khoa phụ sản, còn Trương Mặc Môn sao lại vào khoa sản năm vậy? Bà Trương cười, con bé ngốc, con nằm trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của khu nội trú đấy. Tầng này yên tĩnh, ban đầu chỉ có một mình con nằm, nhưng anh trai con nhớ con, nên đã yêu cầu chuyển lên đây dưỡng thương, ai không nể mặt nó chứ? Kẻ có tiền đương nhiên có quyền, huống chi là nhân vật lớn một tay che trời như Trương Mặc Ngôn. Nghe vậy, lúc này Trương Phương Linh mới khẽ gật đầu. Bà Trương đứng dậy định đi gọi con trai, bỗng nghe thấy Trương Phương Linh hỏi, vậy phòng bệnh của Lương Vũ Phong ở đâu thế ạ? Bà Trương hơi dừng chân, xoay người lại, làm tua rua của khăn choàng đong đưa, nó ở phòng bệnh sát vách tòa nhà kia, có người của nhà họ Lương chăm sóc, hết thảy đều mạnh khỏe, con yên tâm. Trương Phương Linh nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng, nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, Trương Mặc Ngôn đã mặc quần áo bệnh nhân đi vào. Hiếm khi thấy anh thế này, không còn mặc đồ trắng, mà giờ đây anh đang mặc bộ đồ sọc trắng xanh xen kẽ rất tùy ý, tháo hai cái nút áo trên cùng, loáng thoáng để lộ xương quai xanh. Dù là em gái ruột thì Trương Phương Linh cũng hơi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh. Trước kia sao cô lại không nhận ra anh trai mình đẹp như thế nhỉ? Như này sẽ khiến người ta phạm tội mất. Rõ ràng là quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, quả thật lại được anh mặc rất hấp dẫn, mang theo chút lười nhác và gợi cảm, khiến người ta. Khiến cho người ta. Trương Phương Linh mò mẫm lấy tay che mắt, anh à, anh đẹp trai quá. Đẹp trai đến nỗi khiến cô không dám nhìn. Trương Mặc Ngôn không ngờ câu nói đầu tiên của cô lại là câu này, trong đôi mắt lạnh lùng chứa đựng ý cười, cố ý trêu cô, anh đẹp, hay là ai đó của em đẹp? Lương Vũ Phong đẹp trai nhất. Bạn nhỏ Trương Phương Linh phản bội không chút do dự. Bà Trương ngồi bên cạnh phì cười thành tiếng, thấy con trai trước giờ luôn lạnh lùng hơi sạm mặt, bà không kìm được mà vừa cười vừa nói, Tiểu Mặc còn nói muốn ở bên cạnh con để bảo vệ con. Kết quả, lúc nó chưa vào thì tầng lầu này yên tĩnh cực kỳ, vừa vào đã bị nhóm y tá quan tâm quá mức, đến nỗi cửa phòng bệnh sắp mòn đến nơi kia. Nhóm y tá mặc kệ anh là ngài quốc sư hay là ai khác. Với tầng lớp của các cô ấy, hoàn toàn không biết danh xưng này có ý nghĩa thế nào.
Các cô ấy chỉ biết rằng trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất có một anh chàng rất đẹp trai, dáng người quả thật hoàn hảo. Mấy ngày nay, gần như y tá của cả bệnh viện đều lấy lý do đến kiểm tra phòng, tìm bác sĩ, trực luân phiên, đưa cơm hộp, đi ngang qua các kiểu để vây xem Trương Mặc Ngôn mấy lần. Mấy y tá phụ trách số giường của anh còn quá trớn hơn, mỗi ngày vì giành nhau thay thuốc cho anh mà suýt đánh nhau. Các cô gái giành đến nỗi phấn khích vô cùng, nhân cơ hội thay thuốc mà quang minh chính đại nhìn cơ thể của anh, đùa giỡn với anh. Trương Mặc Ngôn thấy phiền kinh khủng, quả thật là sắp phát điên. Nhưng bà Trương lại hết sức vui mừng, cảm thấy đứa con trai luôn lạnh lùng giữ kẽ đã có hy vọng bán ra ngoài rồi, hoàn toàn không cho anh ngăn cản những hành động tái máy tay chân của nhóm y tá kia. Vì thế, anh chỉ có thể chịu đựng, bởi vì đây là niềm vui thú duy nhất của bà Trương, người đang hàng đêm lo lắng cho con gái. Trương Mặc Ngôn đi đến bên cạnh giường bệnh, khom người nhìn cô một chút, tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì làm thủ tục xuất viện, về tộc dưỡng thương với anh. Trương Phương Linh chớp mắt mấy cái, hơi ngớ ra, vội thế làm gì à? Lương Vũ Phong còn chưa tỉnh mà, Trương Mặc Ngôn đen mặt, anh sẽ không tiếp tục ở lại đây để bị đám y tá kia quấy rối đâu. Hơn nữa, trong tộc có không khí tốt, chất lượng thức ăn và nước uống cũng tốt hơn bên này, rất có lợi cho em dưỡng bệnh. Trương Phương Linh kiên quyết lắc đầu, vậy anh về trước đi. Em không về đâu, em muốn chờ Lương Vũ Phong. Nói rồi cô quan sát anh trai từ trên xuống dưới, mẹ nói anh bị Lương Vũ Vân đả thương, bị thương ở đâu vậy? Có nặng không? Xem ra đã sắp khỏe rồi nhỉ? Trương Mặc Ngôn âm thầm nghiến răng, cô em gái này rốt cuộc cũng nhớ quan tâm anh rồi sao? Thật ra cũng không trách Trương Phương Linh được. Trong thời gian này cô trải qua quá nhiều chuyện, Diệp Minh Thành mắc bệnh nan y, bản thân cô thì bị Lương Vũ Vân bắt đi, Lương Vũ Phong bị thương nặng hôn mê chưa tỉnh, con thì bị sẩy mất. Khi cô nhìn thấy Trương Mặc Ngôn lành lặn đi vào phòng bệnh, thật sự là đã thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, có thể còn sống, không cụt tay cụt chân chỉ là chuyện nhỏ, cứ như là... Ừ, không bị sao vậy. Trương Mặc Ngôn cũng hiểu rõ tâm tư của cô, chậm rãi cất giọng, lúc anh bắn tỉa giúp Lương Vũ Phong, Lương Vũ Vân đột nhiên đánh úp anh từ phía sau. May mà có Diệp Minh Thành xuất hiện kịp thời để ngăn cản anh ta, nhờ vậy mà anh chỉ bị vài vết thương nhỏ, đã khỏi rồi. Anh không nói cho cô biết, phát súng kia suýt chút đã gây chết người. Trương Phương Linh thấy anh chẳng khác gì người bình thường, thì liền tin lời anh nói. Nhưng, Diệp Minh Thành cũng đi sao? Cô liền hỏi, sao em không nhìn thấy Diệp Minh Thành? Anh ta vẫn ổn chứ? Câu nói sau cùng hơi run, cô thật sự sợ rằng anh trai cô sẽ nói cho cô biết Diệp Minh Thành đã xảy ra chuyện. Với người mắc bệnh ung thư, mỗi một ngày họ còn sống đều là giành giật thời gian từ tay thần chết. Với người bình thường mà nói, mấy ngày ngắn ngủi này với bọn họ có lẽ là âm dương mãi mãi cách biệt. Cô lo sợ, bất giác nắm chặt tay. Trương Mặc Ngôn càng dịu giọng, hắn hoãn ca phẫu thuật, mang bệnh đi cứu em. Sau khi trở về thì phát sốt, đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Có điều, em yên tâm, hắn đã được cứu, vùng bị ung thư đã thu hẹp rất nhiều, bây giờ tình trạng đã ổn định, đang tiến hành điều trị từng bước. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Minh Thành không sao, thật sự là quá tốt. Anh ta ngốc thật, cô nói thì thào, đã bệnh như thế còn muốn chạy tới cứu em. Trương Mặc Ngôn nói, Lương Vũ Vân là do bị hắn và Hắc Đốm giết chết đấy. Nói rồi liền kể sơ lại tình hình khi Lương Vũ Vân chết cho cô nghe một lần. Nghe xong, Trương Phương Linh ngẩn người hồi lâu. Không ngờ, tên biến thái khiến người ta run sợ, quái dị quỷ quyệt như thế cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao Lương Vũ Vân cứ nhắm vào Lương Vũ Phong như thế. Nếu Lương Vũ Phong tỉnh lại phát hiện Lương Vũ Vân đã chết, anh sẽ có tâm trạng thế nào? Anh ta có di ngôn gì không? Trương Phương Linh hỏi. Trương Mặc Ngôn lắc đầu, chắc chỉ có Diệp Minh Thành biết. Lúc Lương Vũ Vân và Diệp Minh Thành đối thoại, Trương Mặc Ngôn đã hôn mê, chuyện sau đó anh cũng chỉ nghe người ta thuật lại mà thôi. Trương Phương Linh không suy nghĩ thêm nữa. Trên thực tế, chuyện cô phải lo lắng thật sự quá nhiều, hoàn toàn không thể chú ý được. Cô lại chuyển chủ đề lo lắng về Lương Vũ Phong, em vẫn muốn đi thăm anh ấy, ngày nào anh ấy chưa tỉnh thì ngày đó em không yên tâm. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mẹ và anh trai bằng ánh mắt khẩn cầu. Bà Trương nhíu mày, con bé này sao không biết quý trọng sức khỏe của mình vậy chứ? Sắc mặt của Trương Mặc Ngôn cũng không vui, nhìn cái gì, nếu không phải tại nhà họ Lương, em có thể chịu khổ nhiều vậy? Mau về tộc với anh, dưỡng sức thật tốt quan trọng hơn. Trương Phương Linh cố chấp lắc đầu, em muốn gặp anh ấy. Bà Trương dùng kế hoãn binh, nếu con thật sự muốn gặp nó, mẹ cũng không cản con, nhưng dù gì cũng phải chờ con có thể xuống giường mới được. Con dưỡng thương cho thật tốt đi,
mấy ngày nữa chờ tình trạng của con tốt hơn, mẹ sẽ đi gặp nó với con. Trương Phương Linh rất muốn đến bên Lương Vũ Phong ngay lập tức, nhưng cô cũng hiểu mẹ nói rất có lý. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở phòng bệnh, dưỡng sức thật tốt để sớm ngày có thể đi lại, sớm đến thăm Lương Vũ Phong. Chiếc điện thoại của cô đã mất tăm khi bị Lương Vũ Vân bắt giữ. Cô hỏi xin mẹ di động mới để giết thời gian dưỡng bệnh nhàm chán này. Bạn bè nhốn nháo gọi điện và gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm tình hình của cô. Nhưng Trương Phương Linh vẫn cảm thấy cô đơn. Người cô yêu nhất trước mắt vẫn không cách nào liên lạc với cô. Cô nhìn qua ảnh đại diện tuấn tú của Lương Vũ Phong trong WeChat, ngẫm nghĩ một hồi rồi ghi lại một tin nhắn thoại cho anh. Em đã tỉnh rồi, sức khỏe không có gì đáng ngại. Lương Vũ Phong, anh cũng phải thật khỏe nhé, sớm tỉnh lại nhé, cố lên. Sau đó nhấn phím gửi đi. Xế chiều hôm đó, y tá đẩy cửa đi vào, mau chóng thay chai nước biển cho cô. Cửa gỗ dày không khóa mà chỉ khép hờ, ngoài cửa bỗng truyền đến một tràng tiếng ồn. Con gái nhà họ Trương của các người là người, bộ cháu trai nhà họ Lương chúng tôi không phải là người sao? Ngài quốc sư, bà Trương, các người dựa vào đâu mà ngăn cản không cho tôi vào? Tôi muốn gặp cháu dâu của tôi. Các người đừng khinh người quá đáng. Trương Phương Linh nhận ra đó là giọng của ông cụ Lương, bèn hỏi y tá, bên ngoài có chuyện gì vậy? Mặt y tá biến sắc, ấp úng đáp, tôi ra ngoài xem thử. Dứt lời, thay chai nước biển cho cô xong liền chạy ra ngoài, tiện tay gài cửa lại. Trương Phương Linh nằm trên giường bệnh đợi mấy phút, không thấy cô y tá kia quay lại, cánh cửa gỗ cách âm khiến cô cũng chẳng còn nghe thấy gì bên ngoài. Cô không khỏi bực bội trong lòng. Lúc này, điện thoại chợt đổ chuông, cô vô thức bắt máy. Dương Yến Linh, lại là giọng của ông cụ Lương, tức hổn hển, cô đã tỉnh tại sao không đến thăm cháu tôi? Bây giờ Lương Vũ Phong vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng cô có biết không? Tôi vừa mới đến tìm cô nhưng bị mẹ và anh trai cô chặn bên ngoài. Có gia đình như các người sao? Nếu cháu tôi có chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Rõ ràng ông cụ đã tức điên, chỉ còn thiếu to tiếng mắng chửi nữa thôi. Trương Phương Linh cảm thấy tim như ngừng đập, sao cơ, Lương Vũ Phong vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng sao? Mẹ và anh không nói cho cô biết. Bọn họ chỉ hời hợt nói anh, bệnh tình ổn định, không lâu sẽ có thể tỉnh lại, thế mà cô lại không biết tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Anh ấy nằm ở phòng bệnh nào, cháu sẽ đến ngay. Trương Phương Linh vừa nói vừa khó khăn chống người ngồi dậy trên giường bệnh, chỉ một động tác đơn giản đã mệt đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông cụ Lương hừ lạnh một tiếng, báo số phòng bệnh cho cô. Mấy ngày nay, Lương Vũ Phong luôn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nên dù Trương Mặc Ngôn bệnh như vậy cũng có thể chuyển đến phòng bệnh kế bên phòng bệnh của cô, còn Lương Vũ Phong thì tuyệt đối không thể nào chuyển được. Bệnh viện đã gửi lá thư thông báo về bệnh tình nguy kịch của Lương Vũ Phong. Ông cụ Lương và Tào Hải Băng ngày đêm chờ đợi bên ngoài phòng bệnh, ngay cả Thiên Huy cũng nhiều lần khóc đến đỏ mắt, nhưng Trương Phương Linh thì sao? Cô cháu dâu này vẫn không thấy tăm hơi. Ông cụ Lương đã có ý định liên lạc với Trương Phương Linh từ lâu. Nhưng, ban đầu Trương Phương Linh phẫu thuật hôn mê, sau đó thì người nhà họ Trương phong tỏa toàn bộ khu phòng bệnh VIP, không cho bất cứ ai quấy rầy. Nếu cô không gửi tin nhắn WeChat đến di động của Lương Vũ Phong, thì ông cụ đến giờ vẫn không thể liên lạc với cô. Vừa nhận được tin nhắn WeChat của cô, ông đã nổi giận đùng đùng đến tìm cô, nhưng bị ngăn cản. Hết cách, ông cụ Lương đành phải gọi điện cho cô. Trương Phương Linh không biết mấy chuyện phức tạp này, nhưng cô cũng đoán được là bà Trương muốn để cô yên tâm dưỡng thương mà cố ý che giấu bệnh tình của Lương Vũ Phong. Lòng nóng như lửa đốt, Trương Phương Linh đặt điện thoại xuống định xuống giường, nhưng do mới làm phẫu thuật sẩy thai, thể trạng còn rất yếu, nên hai chân vừa mới chạm đất thì cả người đã mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Giá đỡ dịch truyền nước bị kéo theo, đập mạnh xuống người cô, những mảnh thủy tinh vụn rơi đầy đất. Tiểu Linh, bà Trương đi vào, thấy Trương Phương Linh đã ngã sóng xoài. Trương Phương Linh không quan tâm đến cơn đau nhức trên người, vừa tức giận vừa uất ức trừng mắt nhìn bà, mẹ. Mẹ cố ý giấu con chuyện của Lương Vũ Phong đúng không? Con muốn đi gặp Lương Vũ Phong, mẹ để con đi gặp anh ấy. Cô loạng choạng đứng dậy, chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh vụn, máu chảy đầm đìa. Bà Trương vô cùng đau lòng, vội vàng chạy tới đỡ cô đứng lên, thấy mọi chuyện không thể giấu được nữa, cũng chẳng thể khuyên được Trương Phương Linh, nên bà mới nói, con đừng vội, mẹ sẽ để y tá đưa xe lăn tới đẩy con đi. Ông già Lương Sơn Hà kia đúng là kẻ nhiều chuyện, còn tới đó thì có ích gì? Con cũng đâu phải bác sĩ, nhưng con muốn đi. Trương Phương Linh đỏ mắt, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, con cũng sống không nổi nữa. Cái gì mà chết với sống? Bà Trương nhíu mày, đỡ cô ngồi xuống giường,
kêu y tá tới lấy những mẩu thủy tinh găm ở chân cho cô, rồi lại tìm vệ sĩ tới đỡ cô lên xe lăn, phủ tấm chăn mềm, rồi gọi cả Trương Mặc Ngôn và bảo vệ cùng đi tới phòng bệnh cấp cứu ở tòa bên cạnh. Có rất nhiều vệ sĩ nhà họ Lương bảo vệ bên ngoài, ông cụ Lương, mấy tên thuộc hạ, Ano đang ôm Thiên Uy trên tay, bé con có vẻ vô cùng mệt mỏi, đang nhắm mắt ngủ say. Bên cạnh ông cụ Lương, Tào Hải Băng đang dịu dàng an ủi ông nội, kể cả Dương Yến Linh không hiểu chuyện, thì ông cũng phải để ý tới sức khỏe của mình, đừng tức giận như thế. Giờ Lương Vũ Phong đang xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta chỉ trông cậy vào mình ông thôi. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc áo lông dê mỏng màu tím nhạt hở cổ, trang điểm nhẹ, tóc búi đơn giản, trông thật hiểu chuyện và dịu dàng, đúng kiểu vợ hiền dâu thảo. Ông cụ Lương khẽ thở dài, quay sang nhìn cô ta, trong lòng thầm nghĩ, cháu trai mình sao cứ chướng mắt một cô gái như Tào Hải Băng chứ? Cứ khăng khăng nhất quyết đòi cưới con hồ ly tinh Dương Yến Linh kia. Không nói tới chuyện bị cô ta làm hại sống chết không rõ, mà giờ còn chẳng thèm tới liếc mắt nhìn nó một cái. Ông cụ nói, con bé đó không ở đây, những ngày tới phải phiền cháu rồi. Những ngày qua, Tào Hải Băng canh giữ ngoài phòng bệnh của Lương Vũ Phong một phút không rời, ông cụ đều chứng kiến hết cả. Tào Hải Băng hơi cúi đầu, mau chóng che giấu sự mừng rỡ trong đôi mắt. À, sở dĩ cô cứ ngồi lì ở đây một phút không rời, ngoại trừ lo lắng cho Lương Vũ Phong, thì không phải là vì muốn ra vẻ cho ông cụ xem sao? Lại còn so sánh với người mãi không thấy xuất hiện là Dương Yến Linh. Xem ai mới là người thích hợp làm con dâu nhà họ Lương, chẳng phải liếc mắt qua là thấy ngay sao? Cô ta dịu dàng nói với ông cụ, đây là bổn phận của Tào Hải Băng, cháu không cảm thấy phiền đâu à? À, bổn phận à? Trương Phương Linh đang ngồi trên xe lăn, vừa tới đã nhìn thấy Tào Hải Băng thì không thoải mái chút nào, lại nghe cô ta nói câu đó, quả thực là tức phát điên, đến mức vết thương ở bụng dưới cũng đau nhói. Tào Hải Băng, từ lúc nào mà việc chăm sóc chồng tôi lại là bổn phận của cô thế? Lời cô nói quả thực rất khó nghe, khiến Tào Hải Băng không nhịn được mà tái mặt, bối rối, khó xử. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu, nhìn thấy đoàn người nhà họ Trương đã xếp hàng dài ở ngoài. Cô chủ, Ano là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hắn vui vẻ mở miệng, cô tới rồi, sức khỏe đã khá hơn chút nào chưa? Anh ta là vệ sĩ cá nhân kiêm trợ lý sinh hoạt của Lương Vũ Phong, nên cũng thân quen với Trương Phương Linh từ lâu, cũng coi như người một nhà, có đủ tư cách hỏi cô như thế trước mặt nhiều người thế này. Trương Phương Linh nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Uy trên tay anh ta, nói, tôi không sao, Lương Vũ Phong thế nào rồi? Cô rất hài lòng với cách ứng xử của Anu, tối thiểu, trong thời gian khi cô dưỡng bệnh, anh ta không giao Tiểu Thiên Uy cho người khác. Sắc mặt Anu hơi bối rối, tình hình của ông chủ. Ấp úng nói không nên lời, anh ta quay ra nhìn ông cụ Lương xin giúp đỡ. Ông cụ Lương hừ lạnh một tiếng, ngay trước mặt người nhà họ Trương, ông cũng không nói quá khó nghe với Trương Phương Linh, chỉ nói, đã tới rồi thì đi thăm Tiểu Phong chút đi, các chỉ số cơ thể của nó đang không ổn định, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Có lẽ nó nghe giọng cháu sẽ tỉnh lại nhanh hơn. Trương Phương Linh gật gật đầu, sai người gọi y tá tới, nói mình muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Y tá nói, Hơn Lương, để ngăn ngừa lây nhiễm, phòng chăm sóc đặc biệt của chúng tôi luôn được cách ly, mời cô đi theo tôi, thay đồng phục khử độc, sau đó hãy vào. Nhìn thoáng qua nữ y tá đang đẩy xe cho Trương Phương Linh, cô nói, cô cũng phải thay. Trương Phương Linh lại nói, một mình tôi vào cũng được, tôi có thể tự đẩy xe lăn. Đã cần phòng ngừa lây nhiễm, thì càng ít người đi vào sẽ càng tốt cho Lương Vũ Phong. Y tá gật đầu, giúp cô thay bộ đồng phục cách ly, đưa mắt nhìn cô đi vào phòng bệnh. Tào Hải Băng đứng bên ngoài nhìn vào, trong lòng có một ngọn lửa đố kỵ đang cháy hừng hực, phòng ngừa lây nhiễm, lại là phòng ngừa lây nhiễm. Những ngày qua, ngoại trừ ông cụ Lương và Tiểu Thiên Uy được vào thăm Lương Vũ Phong một lần, thì tất cả những người khác đều bị ngăn ngoài cửa, ngay cả Tào Hải Băng canh giữ hàng đêm cũng chưa từng được phép đi vào. Thế nhưng Trương Phương Linh thì sao? Một người nhiều ngày qua không xuất hiện, vừa tới đã được phép bước vào căn phòng đó. Ngón tay Tào Hải Băng nắm thật chặt thành nắm đấm bên người, ánh mắt trở nên u ám. Nhưng cơn tức này cô ta chỉ có thể nhịn, ai bảo cô ta không phải chính thất, không có danh phận. Thì có tư cách gì đứng bên cạnh anh? Bên kia, Trương Phương Linh đang cố hết sức quay xe lăn đi vào. Cánh cửa cách ly sau lưng cô khép lại. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc y tế đang chạy. Giữa căn phòng, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều loại ống, hai mắt nhắm chặt. Lồng ngực không phập phồng lên xuống, nếu không phải bên cạnh là máy đo nhịp tim, thậm chí cô cũng không dám chắc anh còn sống không nữa. Lương Vũ Phong, cô lầm bầm gọi tên anh, cố gắng chuyển xe lăn đi tới bên giường anh. Cúi đầu, nhìn gương mặt ngày nhớ đêm mong kia.
Lương Vũ Phong, anh mau tỉnh lại đi. Cô vô cùng khổ sở, sao anh lại ngốc thế hả? Biết rõ Lương Vũ Vân là thằng điên, còn không quan tâm tới mạng sống tới cứu em. Nếu như anh chết, anh bảo em sống một mình thế nào? Nước mắt của cô lăn dài trên hai gò má, nhìn chăm chú anh hồi lâu, thật lâu, nói thật nhiều, nhưng cứ như anh chẳng nghe thấy gì cả, cả người không có chút phản ứng gì. Lòng cô nặng trĩu, cảm giác lo sợ nghi hoặc ùa tới, ngộ nhớ anh thật sự sẽ không tỉnh lại nữa, thậm chí là chết, thì cô phải làm gì đây? Không, cô không muốn anh chết. Lương Vũ Phong, anh mau tỉnh lại đi. Cô khóc đến mức khàn giọng, anh đã hứa sẽ khiến em hạnh phúc. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, giọng y tá vang lên bên tai cô, bà Lương, đã hết giờ thăm bệnh, vì sự an toàn của bệnh nhân, mời cô ra ngoài, để ngăn ngừa lây nhiễm. Trương Phương Linh nhìn anh một lúc thật lâu, khó lắm mới quay bánh xe, rời khỏi phòng bệnh. Ra ngoài hành lang, đoàn người họ Trương vẫn đang chờ cô. Sao rồi? Người lo lắng nhất chính là ông cụ Lương, tình hình của Tiểu Phong đã khá hơn chưa? Cô nói chuyện thằng bé có phản ứng gì không? Trương Phương Linh mất hồn mất vía lắc đầu, nói không nên lời. Ánh sáng mờ tối ngoài hành lang phản chiếu gương mặt tiểu tụy vô cùng, như bị rút cạn sức lực, chỉ còn một cái xác khô trống rỗng. Cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai, cũng không muốn biểu lộ chút tình cảm gì. Cảnh tượng lặp đi lặp lại trước mắt là hôm đó anh ôm chặt cô trong vòng vây của bầy rắn. Khi đó, giọng anh bình tĩnh mạnh mẽ cỡ não, bờ lưng như ngọn núi kiên cố, cho cô yên tâm dựa vào. Nhưng hôm nay, khi anh cần ủng hộ và dựa dẫm vào ai đó, thì cô lại chẳng làm được gì cả. Bên tai, có một giọng nữ đang nói, sao cô lại không khiến anh ấy tỉnh được, chẳng phải cô yêu anh ấy nhất sao, hoặc là anh ấy không đủ yêu cô, cho nên nghe được giọng cô cũng không có phản ứng. Cô không biết giọng nói kia là của ai, vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình. Bên cạnh xe lăn, Trương Mặc Ngôn ngước mắt khẽ lườm xéo Tào Hải Băng một cái. Mặc dù anh không biết cô ta, nhưng cũng không khó để anh nhận ra ánh mắt tràn đầy địch ý và lòng đố kỵ khó che giấu được của cô ta. Anh cất giọng nhàn nhạt chất vấn ông cụ Lương, ở nơi thế này, người vớ vẩn không có phận sự gì cũng vào được đây sao? Ông cụ Lương khẽ giật mình, rồi mới nhận ra người anh ta nói là Tào Hải Băng. Ông vội vàng hòa giải, Hải Băng không có ý đó, con bé lo quá nên mới. Ano, Trương Mặc Ngôn chẳng thèm nghe ông giải thích, gọi người đang ôm Thiên Uy bên cạnh, khẽ nói với vệ sĩ, đưa người không liên quan ra ngoài. Vâng, Ano lên tiếng, giao Thiên Uy cho cô chủ, rồi nói với Tào Hải Băng, cô Tào, mời cô rời khỏi đây. Mặc dù anh ta là vệ sĩ nhà họ Lương, nhưng chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Lương Vũ Phong, trong tình hình này, giúp vị anh vợ này mới là giúp người nhà mình, còn Tào Hải Băng thì sao? Cũng chỉ là thuộc hạ, người ngoài mà thôi. Tào Hải Băng mở to hai mắt nhìn, phản rồi hay sao? Người nhà họ Lương lại giúp người ngoài đối phó với cô ta. Ano, anh, Tào Hải Băng vừa hoảng sợ lại nhục nhã, ngay cả giọng nói cũng hơi thay đổi, anh đừng quên mình là người nhà nào. Ano nói lời khách khí nhưng cũng không kém phần cương quyết, cô Tào, đừng ép tôi phải dùng vũ lực. Phản thật rồi. Tào Hải Băng cắn môi, quay sang nhìn ông cụ Lương cầu cứu, đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta hạ lệnh đuổi khách thế này, hơn nữa còn ngay trước mặt tình địch, sau này mặt mũi cô ta biết để đâu. Nhưng ông cụ Lương chỉ khẽ thở dài một hơi rồi nói, Hải Băng, mấy ngày nay cháu trực ở đây cũng mệt mỏi quá rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng sức đi. Ông cụ Lương đã lớn tuổi, nhưng vẫn có chút mắt nhìn người, quốc sư đại nhân rõ ràng đang không vui, ông cũng chẳng muốn đâm đầu vào họng súng vào lúc này. Huống chi, Lương Vũ Phong đã chiếm quyền của ông từ lâu, cho dù ông có ra lệnh cho Ano thì Ano cũng không nghe lời ông. Chuyện duy nhất ông có thể làm chính là nói một hai câu xoa dịu Tào Hải Băng, cũng coi như cho cô ta một cái cớ để khỏi phải mất mặt. Trái tim của Tào Hải Băng dần dần lạnh đi, trong thời khắc mấu chốt này, quả nhiên trong lòng ông cụ Lương vẫn không có cô ta. Ông già này từ trước đến nay luôn lấy lợi ích gia tộc làm trọng, bây giờ tình cảnh của cô ta trong nhà họ Lương bị cô lập đến thế nào chứ? Cô Tào, đi thôi. Ano lại giục cô, anh ta vươn tay nắm lấy cánh tay cô ta, giải quyết việc chung nói, đắc tội, rồi kéo cô ta đi ra đầu hành lang bên kia. Tào Hải Băng bị anh ta kéo thì cả người lảo đảo trực ngã, tức giận nói, thả tôi ra, tôi sẽ tự đi. Gương mặt tái mét cứng ngắc, cô ta cắn môi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Trương Mặc Ngôn thấy tinh thần em gái không tốt, liền nói với hộ lý, đẩy con bé về phòng bệnh đi. Y tá vừa đáp dạ, định đẩy xe lăn của Trương Phương Linh ra ngoài. Trương Phương Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, tay cô giữ chặt xe lăn lại, không, em không đi. Em muốn ở đây cùng Lương Vũ Phong. Cô nói, ngẩng đầu nhìn Trương Mặc Ngôn với ánh mắt cầu xin,
anh hai, anh mau cứu Lương Vũ Phong đi, anh có cách nào cứu anh ấy không? Trương Mặc Ngôn không trao mày lấy một cái, quá muộn rồi, anh không cứu được cậu ta đâu. Trương Phương Linh không tin lắc đầu, sao anh không cứu được anh ấy chứ? Anh hai, anh đừng gạt em, nhất định anh đã có cách rồi, đúng không? Cô ngẩng đầu, muốn tìm hy vọng gì đó trong ánh mắt của Trương Mặc Ngôn, nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Chút ánh sáng trong mắt cô cuối cùng cũng tắt hẳn. Vài ngày trước ông cụ Lương cũng từng bị Trương Mặc Ngôn từ chối như thế, lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ gì, chỉ là trong lòng đau khổ không thôi, thằng cháu đáng thương của nội ơi. Ông cụ vừa lầm bầm, chân cũng đứng không vững nữa, run rẩy ngã ngồi xuống hàng ghế dài bên ngoài hành lang. Trương Phương Linh cúi đầu, ngồi bên cạnh ông chờ đợi. Lông mi cô hơi rũ xuống, ánh mắt u ám, không biết đang nghĩ gì. Bà Trương thương con gái liền nói, về thôi, Tiểu Linh, con đã ở đây trông cậu ấy cũng lâu rồi, dù sao cũng phải chăm sóc mình thật tốt, con còn chưa khỏe nữa. Trương Phương Linh ngẩng đầu, nở nụ cười miễn cưỡng, mẹ, con không sao. Mẹ và anh hai về trước đi, con ở lại với anh ấy một tiếng nữa, rồi sẽ bảo hộ lý đưa con về phòng bệnh. Bà Trương thấy cô đã thả lỏng, cũng biết không khuyên tiếp được nữa, đành thở dài một tiếng, nói, vậy mẹ ở lại đây cùng con. Trương Phương Linh lắc đầu, con không sao thật mà, mẹ và anh hai về trước đi, con muốn yên tĩnh một lúc. Đúng rồi, hai người đưa Thiên Huy về đi, thằng bé ngủ ở đây không đủ giấc rồi bị bệnh thì làm sao? Con không sao, có Ano ở đây rồi. Bà Trương nhìn Ano, người anh ta to cao cứ như cột điện lại không nói nhiều, nhưng vô cùng đáng tin, cũng tuyệt đối trung thành với Trương Phương Linh. Bà lại nhìn Thiên Huy đang ngủ say, dù sao thì bà cũng thương cháu ngoại, bà nhận thằng bé từ tay Ano, dặn dò Trương Phương Linh vài câu, rồi ra về cùng với con trai. Trong hành lang, chỉ còn lại ba người Trương Phương Linh, ông cụ Lương và Ano. Trương Phương Linh nói nhỏ với ông cụ Lương, ông nội, cháu xin ông một chuyện. Ông cụ nhấc mí mắt liếc cô một cái, không nói gì. Ông ta vô cùng không thích đứa cháu dâu này, nếu như không phải vì cô, thì thằng cháu trai của ông cũng không gặp nhiều chuyện như thế. Trương Phương Linh không thèm để ý đến thái độ của ông, mở miệng nói tiếp, xin ông giúp cháu ra khỏi bệnh viện, cháu muốn đi tìm Võ Bá Nam, chuyện tới nước này có lẽ chỉ anh ta mới có thể cứu được Lương Vũ Phong. Gương mặt ông cụ Lương nhăn nhó, quốc sư đại nhân còn chẳng làm gì được thì hắn có thể làm được gì? Cũng nên thử một lần. Trương Phương Linh nói, cô từng nghe anh hai nói về bối cảnh của Võ Bá Nam, cô biết người đàn ông thần bí ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể đối kháng với người nhà họ Trương, nếu hắn đã có sức mạnh như thế, lại mở một tập đoàn chế thuốc từ sinh vật, nói không chừng sẽ có cách cứu được Lương Vũ Phong. Dù gì cũng còn nước còn tát. Ông cụ Lương cũng dần bị dao động, dù sao anh cũng là cháu trai ruột của ông, dù chỉ có một tia hy vọng ông cũng muốn thử. Ông đứng dậy, ra lệnh cho Ano, cậu đưa Dương Yến Linh đi theo tôi, trên đường phải cẩn thận một chút, đừng để người ta thấy được sơ hở. Sắc mặt Ano không mấy dễ nhìn, cụ chủ, cô chủ. Chuyện này quá mạo hiểm, sức khỏe của cô chủ vẫn đang còn yếu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Trương Phương Linh lườm anh ta, anh quyết định hay tôi quyết định? Ano thật muốn khóc, đây không phải vấn đề ai quyết định, mà là cô không thể cậy mạnh như vậy được. Cậu chủ đã dặn anh ta phải chăm sóc cô chủ cho thật tốt, dù là chuyện gì cũng phải đặt cô chủ lên hàng đầu, thậm chí việc của cậu chủ cũng có thể đặt sang một bên. Nếu cậu chủ tỉnh lại phát hiện cô chủ xảy ra chuyện, anh ta có 10 cái mạng cũng không đủ cho cậu chủ chém. Ông cụ Lương cũng nhíu mày, làm nhảm lắm thế làm gì, đi thôi. Ano không nghe lời ông cụ Lương, anh ta là vệ sĩ trung thành của Lương Vũ Phong chứ không phải của ông cụ. Anh ta chỉ nhìn Trương Phương Linh, mong cô sẽ đổi ý. Bình thường nhìn Trương Phương Linh trông có vẻ ngốc nghếch và dễ bị bắt nạt nhưng lúc này lại không ngốc chút nào, cô vẫn nhìn anh ta chằm chằm, anh không đẩy tôi đi đúng không? Cùng lắm thì tôi tự đẩy xe lăn đi là được. Cô nói rồi loạng choạng đứng dậy, bám vào vách tường ở hành lang để đi lên phía trước, nhưng chỉ mới đi được mấy bước đã lảo đảo suýt ngã. Ano trông thấy thì hoảng sợ, nhanh chóng đưa tay đỡ cô chủ, cô đừng làm khó tôi đẩy cô đi là được chứ gì. Người đàn ông vạm vỡ cao 1m80 này thật muốn bật khóc, anh ta thấy cô chủ thề sống chết không đổi như vậy mà bản thân còn không giúp cô một chút, dù sao thì vẫn phải phối hợp theo mới được. Lúc này Trương Phương Linh mới đồng ý ngồi lại vào xe lăn, nhịp tim của cô tăng lên, trán đổ đầy mồ hôi. Ông cụ Lương đi phía trước, dù đã nhiều tuổi nhưng những kinh nghiệm tích lũy trong thời lưu lạc giang hồ vẫn còn, nhân lúc nhà họ Trương không phòng bị, ông ta đã dễ dàng tìm ra khu nằm viện, liên hệ với tài xế của nhà họ Lương và đưa Trương Phương Linh tới trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Võ. Đó là một tòa nhà cao tầng không có gì nổi bật, thậm chí còn hơi cũ nát,
nhìn giống những công ty cỡ vừa và nhỏ vơ bừa cũng được một nắm trong thành phố này. Nếu không phải trước đó Trương Phương Linh đã tới đây một lần vì bệnh của Diệp Minh Thành, cô thật không dám tin nơi này là xào huyệt duy nhất trên thế giới của quái vật có thể đối đầu với nhà họ Trương. Nếu đám virus ở trong này mà được thả ra thì có thể hủy diệt cả thế giới. Cô được nô đẩy vào cửa, ông cụ Lương đi bên cạnh cô. Nhân viên lễ tân chào hỏi lịch sự, xin chào, xin hỏi các vị tìm ai? Võ Bá Nam, Trương Phương Linh nói cái tên này. Vẻ mặt của nhân viên lễ tân hơi thay đổi, có không ít người tới nơi này, nhưng không nhiều người chỉ đích danh muốn gặp boss lớn nhất của họ là tổng giám đốc võ thần bí kia. Cô ta nhìn Trương Phương Linh kỹ thêm một chút rồi hỏi, có hẹn trước không? Trương Phương Linh hơi nóng nảy, không, nói với anh ta là Dương Yến Linh tới. Trước đó nhân viên lễ tân không hay chú ý tới tin tức giải trí, khi nghe cô giới thiệu thì mới giật mình nhớ ra khuôn mặt quen thuộc này có lai lịch thế nào. Dương Yến Linh, thiên hậu tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Trời ơi, ngôi sao nổi tiếng người thật việc thật. Cô Linh, là cô thật sao? Thật vinh hạnh khi được gặp cô. Nhân viên lễ tân chợt kích động, chỉ nhìn cô chằm chằm, ký tên cho tôi được không? Dù cô ta không theo đuổi thần tượng, nhưng rất nhiều bạn bè của cô ta đều theo đuổi thần tượng. Xin được chữ ký của Dương Yến Linh là việc tự hào biết bao nhiêu, có thể khoe khoang với bạn bè rất lâu đấy. Trương Phương Linh lại càng nóng ruột hơn, nếu là lúc bình thường, cô sẽ chú ý hình tượng mà giao lưu với những người fan, nhưng hôm nay chưa biết Lương Vũ Phong sống chết thế nào, cô có tâm trạng nào mà cho chữ ký. Phiền cô liên hệ sớm với Võ Bá Nam giúp tôi. Cô sắp không nén lửa giận được nữa rồi. Nhân viên lễ tân lại nói với vẻ khó xử, nếu không hẹn trước thì không thể gặp được Tổng Giám đốc Võ, dù cô có là thiên hậu siêu cấp cũng không được. Đúng là nói đùa, truyền thuyết về boss đáng sợ như vậy, người gây chuyện với anh ta cũng không có kết cục tốt, so với việc làm mết lòng anh ta, cô ta thả nhịn đau làm mết lòng một người nổi tiếng còn hơn. Lần này vẻ mặt của Trương Phương Linh lạnh lùng, cô là người mới tới. Vâng, nhân viên lễ tân hơi trố mắt, sao cô ấy biết được? Sau đó cô ta nghe Trương Phương Linh lạnh giọng nói, nhân viên lễ tân lúc trước ngăn tôi gặp Võ Bá Nam đã biến mất không tung tích rồi. Nhân viên lễ tân dùng mình, đúng là cô ta mới vào công ty này chưa bao lâu, chỉ lờ mờ nghe được người tiền nhiệm làm mết lòng với ai đó rồi không rõ bị Tổng Giám đốc Võ điều đi nơi nào, không lẽ là làm mết lòng người phụ nữ trước mặt này? Cô chờ một chút, tôi đi xin phép. Cô ta cúi đầu nói lắp bắp. Trương Phương Linh nhẫn tại chờ cô ta xin mấy tầng chỉ thị. Cấp bậc của nhân viên lễ tân không đủ nên gọi mấy lần điện thoại mới được đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, cô ta xin lỗi Trương Phương Linh, xin lỗi cô Linh, Tổng Giám đốc Võ đang bận, trong khoảng thời gian này sẽ không gặp ai, bao gồm cả cô. Rốt cuộc Võ Bá Nam đang bận gì trong thời gian này? Tim của Trương Phương Linh trầm xuống, lần trước cô đến, có thế nào Võ Bá Nam cũng bớt chút thời gian gặp cô, dù anh ta không đồng ý chữa cho Diệp Minh Thành nhưng cũng không từ chối cô từ xa. Lần này thì sao? Cô nhìn thoáng qua nhân viên lễ tân rồi hiểu quyền hạn của cô gái này không đủ, dù có hỏi tiếp cũng không có tác dụng gì, vì thế cô đành phải gọi điện cho Võ Bá Lâm. Tôi đang ở trụ sở chính tập đoàn nhà anh, tôi muốn gặp chú anh có cách nào không? Võ Bá Lâm giật nảy, cô điên rồi sao? Muốn gặp kẻ biến thái kia? Anh ta đâu có ăn thịt người. Trương Phương Linh nói với vẻ mất kiên nhẫn. Chú ấy sẽ ăn thịt người đấy. Cô không điên nhưng Võ Bá Lâm đã muốn phát điên rồi, cô ở đó đừng nhúc nhích, tôi đến ngay bây giờ. Nửa tiếng sau, Võ Bá Lâm quần áo xộc xệch xuất hiện trước quầy lễ tân của tập đoàn, đến cả cúc áo cũng cài sai, trên người anh ta tỏa ra hương sữa tắm nhàn nhạt, tóc vẫn còn dính chút bọt như đang tắm thì chạy vọt ra ngoài vậy. Trương Phương Linh ngơ ngác nhìn anh ta, có cần liều mạng như thế không? Chưa gì cô đã nghe Võ Bá Lâm quát ầm lên với mình, cô rảnh quá hay sao mà chạy tới đây làm gì? Cô không biết ông chú kia của tôi là kẻ biến thái à? 10 người, không, 100 người cũng không đủ để chú ấy chơi đâu. Trương Phương Linh ngồi ngẩng mặt lên từ xe lăn, yên lặng nhìn anh ta, tôi biết tất cả những chuyện anh vừa nói, nhưng Lương Vũ Phong vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, có lẽ chỉ có chú của anh mới cứu được anh ấy thôi. Võ Bá Lâm im lặng, gần đây anh ta có xem tin tức và biết Lương Vũ Phong xảy ra chuyện, cũng biết Lương Vũ Phong quan trọng với cô biết bao nhiêu. Anh ta nhìn vẻ mặt tiều tụy của cô thì bực bội đi vài bước trong đại sảnh, sau đó cũng đưa ra quyết định, đi, tôi dẫn cô đi gặp chú ấy. Anh ta hiểu chưa tới bước đường cùng thì cô không cam lòng, bình thường nhìn có vẻ dễ lừa nhưng nếu là chuyện gì cô quan tâm thì có 10 châu cũng không kéo lại được. Võ Bá Lâm cũng nghĩ giống như Ano, thay vì bỏ mặc cô xảy ra chuyện thì chi bằng giúp một tay, ít nhất cũng sẽ an toàn hơn. Trương Phương Linh cười, cảm ơn anh, Võ. Võ Bá Lâm lườm nguýt cô, không được cảm ơn tôi.
Đưa cô vào đó là chuyện ngốc nghếch nhất của tôi. Trương Phương Linh vẫn cười, trong lòng lại cảm kích không thôi. Từ khi quen người bạn này, anh ta đã giúp đỡ cô rất nhiều. Võ Bá Lâm vừa ghét bỏ nhìn xe lăn của cô vừa nói, chú tôi không sợ ồn ào, vệ sĩ của cô và ông cụ đừng vào khiến chú ấy không vui, để tôi đưa cô vào. Trương Phương Linh gật đầu nói được. Võ Bá Lâm đứng cạnh xe lăn nhìn một lúc lâu, anh ta đưa tay ra rồi lại rút về, cuối cùng rối rắm hỏi, bao lâu rồi xe này không được khử trùng? Anh ta ghét mọi thứ của bệnh viện. Suýt nữa Trương Phương Linh đã quên người này có bệnh ưa sạch, nhưng cô cũng không có tâm trạng rông dài với anh ta, cô mắng anh ta, đẩy tôi đi nhanh lên. Võ Bá Lâm vẫn do dự, sau đó quay đầu hỏi Quầy Lễ Tân, trong kho của chúng ta có xe lăn không? Mang cái mới đến đây. Cô gái ở Quầy Lễ Tân biết anh ta là cậu chủ nhỏ của nhà họ Võ nên ngoan ngoãn trả lời, trong kho không có, nhưng phòng thí nghiệm khu G có hai cái mới, tôi chuyển một cái về đây cho anh nhé. Thôi được rồi, về Bá Lâm càng ghét bỏ hơn. Phòng thí nghiệm khu G, đám virus của cái khu thí nghiệm đó mà thoát được ra ngoài đủ để hủy diệt cả trái đất đấy. Anh ta bằng lòng đẩy một chiếc xe lăn cũ nát được dùng tới 100 lần của bệnh viện chứ không muốn đẩy xe lăn mới tinh của khu G. Anh ta bảo nhân viên lễ tân lấy hai chiếc khăn tay rồi dè dặt bọc vào tay cầm, rồi đẩy chiếc xe với vẻ vô cùng oan ức và chịu đựng. Tòa nhà trông tầm thường này thực tế kiến trúc trên mặt đất đó chỉ dựng lên để ngụy trang với người bình thường. Hai khu trụ sở chính của nhà họ Võ nằm sâu trong lòng đất. Võ Bá Lâm đẩy cô rẽ hết lối này đến lối khác, hành lang như mê cung tiếp nối với thang máy. Sau quãng đường dài đi xuống dưới mới tiến vào một không gian rộng mênh mông. Tại sao lại dùng hai chữ mênh mông? Bởi nơi này là một thế giới nhân tạo thu nhỏ, có cây cỏ thơm ngát, gió nhẹ hiu hiu. Khi ngẩng đầu lên sẽ thấy mái vòm điện tử lấp lánh ánh sao cách đó mấy trăm mét, thật giống đi dã ngoại vậy. Những nơi này thường được tạo ra để ngăn chặn việc nhân viên mắc chứng sợ không gian hẹp khi làm việc lâu ngày dưới lòng đất. Nhưng xây dựng bạo tay như nhà họ Võ thì quả là có một không hai. Khó lắm Võ Bá Lâm mới đẩy cô đi xuyên qua được đám cỏ và đom đóm, gió thổi vào người cũng khá lạnh. Đi một lúc lâu, một cánh cửa điện tử chặn đường đi của họ. Võ Bá Lâm đặt ngón tay lên khóa cửa, chỉ chốc lát sau đã có âm thanh truyền đến, gen phù hợp, mở khóa. Nhưng sau đó lại có một âm thanh điện tử khác truyền đến, cậu chủ nhỏ Võ Bá Lâm, quyền hạn của ngài đã bị thay đổi, cửa này chỉ cho một mình ngài bước vào, không được dẫn theo người khác. Nếu không sẽ giết không cần định tội. Võ Bá Lâm đần mặt, chuyện này là thế nào? Tên đáng chém ngàn đao nào đã lặng lẽ điều chỉnh quyền hạn của anh ta? Trương Phương Linh lại lờ mờ hiểu ra, cô than khẽ, xem ra chú anh đã đoán trước rằng tôi sẽ đến đây nên cố tình điều chỉnh quyền hạn, ngăn anh dẫn tôi vào gặp. Vì sao Võ Bá Nam phải làm như vậy? Không phải anh ta luôn rất hứng thú với cô hay sao? Võ Bá Lâm nhíu mày, anh ta cũng thấy giải thích của Trương Phương Linh rất hợp lý, cô chờ ở đây. Đúng là không còn cách nào khác, anh ta biết hệ thống phòng ngự của trụ sở rất khủng khiếp. Nếu cứng rắn phá bỏ thì lượng tử ánh sáng bắn ra từ bốn phương tám hướng sẽ chém Trương Phương Linh thành bột mịt, tôi vào tìm chú rồi thuyết phục xem sao. Trương Phương Linh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn anh ta đi vào. Có điều một lúc lâu sau, Võ Bá Lâm vẫn không trở ra. Sắc trời của thế giới nhân tạo bỗng thay đổi, bầu trời dần ảm đạm và có lác đác tuyết rơi xuống, rất nhanh sau đó đã biến thành tuyết dày. Trương Phương Linh ngồi trên xe lăn mà đưa mắt nhìn bốn phía, cô cố gắng điều khiển xe tới dưới cây lớn để tránh bông tuyết, nhưng tuyết rơi ngày càng dày hơn, cành cây phát ra âm thanh đứt gãy, dần dần về sau đến đường cũng đã biến mất. Trương Phương Linh lạnh tới cả người run rẩy, phải ôm chặt lấy cơ thể của mình. Phải quay về sao? Cô quan sát cánh cửa điện tử đóng chặt rồi liếc nhìn con đường ra mà đầy vẻ không cam lòng. Chỉ cần lùi về đến thang máy kia, cô sẽ an toàn, sau đó có thể bảo nhân viên lấy quần áo khô cho mình thay, thậm chí là một tách trà nóng. Có điều, như vậy đồng nghĩa với việc không gặp được Võ Bá Nam. Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay trong không trung, trong lòng nghĩ có lẽ Võ Bá Nam cố tình dùng thời tiết này để ép cô trở về. Trong tòa nhà kết cấu tinh vi dưới lòng đất này, chẳng phải mọi cử động của cô đều nằm trong sự theo dõi của anh ta sao? Cô không xác định được, nhưng dù thế nào cũng không muốn cứ lùi bước như vậy. Bờ môi đã lạnh tới tím tái, cố gắng ra sức hét lên giữa không trung, Võ Bá Nam. Anh đừng quên tôi là Phượng Hoàng nhà họ Trương. Nếu anh dám khiến tôi chết cóng, nhà họ Trương sẽ không bỏ qua cho anh. Cô hét lên mấy lần rồi dừng lại trong chốc lát, nhưng trừ tiếng gió tuyết rít gào khắp bốn phía ra thì vẫn yên lặng như tờ. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên, có lẽ Võ Bá Nam thật sự không thấy cô đang ở đây. Phòng quan sát trống không, chỉ có mấy con quái vật vừa giống sói vừa giống chó gầm gừ cắn xé, đánh nhau hỗn loạn.
Sức phá hoại của chúng đã làm hỏng mấy nút bấm, trong đó có cả không gian nhân tạo mà Trương Phương Linh đang ở đó. Trong mấy cái nút không khí của không gian nhân tạo bị kéo tới vị trí cực thấp, dưới màn hình giám sát tương ứng đầy tuyết rơi dày lấm tấm vết máu kia là một thi thể bị cắn đứt cổ. Vật thí nghiệm số 21 lại bỏ trốn rồi. Chốc lát sau đã có mấy người mặc trang phục phòng hộ, cầm súng xông vào phòng quan sát. Sau khi họ bắn phá, mấy con quái vật lai tạp mới kiệt sức ngã trên mặt đất. Một người trong đó nói, các anh nhốt bọn chúng về lồng, ghi lại số liệu thí nghiệm lần này và bảo người đến đây quét dọn, cử nhân viên quan sát mới đến. Rõ, mấy người mặc đồ phòng hộ khác trả lời. Quản lý Lý, có mấy máy giám sát ở đây bị phá hỏng. Có người nói, có cần phái người đi kiểm tra tình hình các khu tương ứng không? Người đàn ông đứng đầu không kiên nhẫn lắm, ai thèm tới nơi quỷ quái này? Vật thí nghiệm số 21 có tính công kích cao, các anh mau đưa bọn chúng về phòng thí nghiệm kẻo chúng lại chạy trốn, cả đội đi hết đi. Không phải để ý tới giám sát bên kia, đợi nhân viên giám sát mới đến là được. Nhóm người mau chóng nghe theo và thực hiện theo lời của quản lý Lý. Trương Phương Linh ngồi dưới bóng cây lớn mà lạnh thấu xương, cô thử điều khiển xe lăn để đến nơi an toàn hơn, nhưng tuyết đã bóng băng nên đến xe lăn cũng đông cứng trong tuyết, cô có đẩy thế nào cũng không đi được. Cô loạt choạng đứng lên nhưng trước mắt dần trở nên lờ mờ, cô đi chưa được mấy bước thì đã ngã sấp trên mặt đất đầy tuyết. Lương Vũ Phong, cô khó khăn vươn tay ra như muốn nắm lấy gì đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mình không được chết. Mình còn phải đi tìm Võ Bá Nam để cứu Lương Vũ Phong. Trong lúc hốt hoảng, không rõ có phải ảo giác không mà có một người đàn ông cao gầy, rong ròng đi về phía cô. Người đàn ông mặc bộ đồ trắng, tay áo tung bay trong trời gió tuyết, mặt mày anh lạnh lùng như tranh. Người khom xuống ôm lấy cô, em không muốn sống nữa sao? Anh lạnh lùng nói, có đáng phải làm vậy vì một người có quan hệ sếp và nhân viên với em không? Trương Phương Linh đưa tay tóm lấy ống tay áo của anh, cất giọng nhỏ đến mức không nghe thấy được. Anh ơi! Đừng! Trương Mặc Ngôn nhíu mày rồi ôm cô đến nơi an toàn, cô lại tóm lấy tay áo của anh chặt hơn nữa, em không muốn đi. Đừng ôm em đi! Em muốn! Cứu! Lương Vũ Phong! Giọng của Trương Mặc Ngôn đã nhuốm giận, nếu em chết rồi thì cứu cậu ta kiểu gì? Mặt Trương Phương Linh tái nhợt, cô thì thào nói, nếu anh ấy chết rồi, em sẽ chết theo anh ấy. Trương Mặc Ngôn không nói thêm lời nào nữa mà chỉ ôm cô quay trở lại đoạn đường lúc trước, cửa lớn bằng kim loại sau lưng khép lại ngăn trời gió tuyết thành một thế giới khác. Anh nhấn nút thang máy, âm thanh điện tử tuyệt vời vang lên, chào mừng ngài A50714, xin hỏi ngài muốn tới tầng mấy? Tầng 1 trên mặt đất, Trương Mặc Ngôn nói. Trương Phương Linh giãy giụa đầy yếu ớt, em không đi, em muốn chở Võ Bá Nam. Trương Mặc Ngôn cúi đầu nói với cô, gần đây Võ Bá Nam đang tự biệt lập bản thân để làm một chuyện cực quan trọng, trời có sập xuống anh ta cũng sẽ không để ý tới em. Nếu em muốn cứu Lương Vũ Phong thật thì... Anh trầm mặc một lúc lâu, khi thấy em gái giãy càng mạnh hơn và không chịu từ bỏ khi chưa đạt được mục đích, anh mới nói, anh có cách. Trương Phương Linh không giãy giụa nữa rồi nhìn anh bằng vẻ khó tin, anh từng nói không có cách mà. Vì cách đó cần em mạo hiểm rất nhiều. Trương Mặc Ngôn không muốn em mình gặp nguy hiểm, vì thế mới nói không có cách cứu Lương Vũ Phong. Nhưng em gái nói nếu Lương Vũ Phong chết, cô cũng sẽ không sống nữa. Anh tin cô sẽ làm vậy. Còn một chuyện là Võ Bá Nam tự biệt lập bản thân thật, nhưng ai biết lúc nào anh ta mới ra ngoài. Nếu thí nghiệm lần này của anh ta thất bại, không thể nghiên cứu ra cách niết bàn đầu thai thần bí, có lẽ anh ta sẽ thật sự động tay động chân với Tiểu Linh. Ai bảo Tiểu Linh tự chui đầu vào rõ? Trương Mặc Ngôn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh đưa Trương Phương Linh về bệnh viện để tiếp tục điều trị, sau đó cũng nói cách cứu Lương Vũ Phong cho cô. Trương Phương Linh có cách của anh mình rồi nên lúc nào cũng cố gắng bồi bổ cơ thể. 3 ngày sau, cô có mặt trên sân khấu của sân vận động Phiếm Vân, sân vận động lớn nhất thành phố. Sàn sân khấu lót gỗ ngô đồng mới tinh, không rõ dùng cách nào để khắc từng vòng hoa văn phức tạp, từ xa nhìn lại trông như một trận đồ vậy. Trương Phương Linh mặc một bộ váy áo thuần màu trắng, tóc dài xóa ra, hai chân để trần và không đeo thêm một món phụ kiện nào. Cô đứng ở chính giữa sân khấu như vật tế, tay cầm micro đối diện với tất cả khán giả dưới sân khấu và ống kính máy quay tường thuật trực tiếp. Mọi người đều đã xem bản tin và biết chồng tôi, Lương Vũ Phong bây giờ đang hôn mê trong bệnh viện, vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Trong nửa tháng vừa rồi, bệnh viện đã báo bệnh tình của anh ấy trở nên nguy kịch tới 5 lần. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng anh ấy bỏ tôi mà đi như vậy. Giọng của cô hơi nghẹn ngào, cô dừng một chút rồi kìm lại. Dưới sân khấu, hàng trăm hàng triệu người ngẩng đầu nhìn cô, sân vận động lặng ngắt như tờ chờ đợi câu nói sau cùng của cô.
Bọn họ đều biết gần đây Lương Vũ Phong gặp chuyện không may, dù không rõ vì sao Lương Vũ Phong bị thương như vậy nhưng đều hiểu người vợ mới cưới như cô chắc hẳn đang rất đau lòng. Bọn họ tới đây sau khi nhìn thấy biển, buổi hòa nhạc cầu nguyện trên truyền hình, họ tới cũng vì cổ vũ và tiếp sức mạnh cho cô. Bầu không khí dưới sân khấu rất trang trọng, tới mức có thể nghe được cả tiếng động nhỏ nhất. Trương Phương Linh nói tiếp, tôi không phải bác sĩ, có ở lại trong bệnh viện cũng không giúp được việc gì, vì thế chỉ có thể cầu xin ông trời phù hộ cho anh ấy tai qua nạn khỏi. Tôi tin trên thế giới này có một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta thực hiện những nguyện vọng tưởng như không thể, vì thế tôi tổ chức buổi hòa nhạc này để cầu nguyện cho anh ấy, cũng chân thành xin mọi người hãy cầu nguyện cho anh ấy. Chúng ta hợp sức của nhiều người thế này chắc chắn có thể khiến ông trời cảm động. Cô nói rồi cúi người thật thấp hành lễ với mọi người dưới sân khấu. Dưới sân khấu, rất nhiều người thổn thức không thôi. Buổi hòa nhạc này là vào cửa tự do, yêu cầu duy nhất là cầu nguyện cho Lương Vũ Phong. Nhờ có lời kêu gọi của thiên hậu như cô nên đã đón được 5.000 người tới xem và rất nhiều người yêu ca nhạc đang đua nhau tới. Trước bước ngoặt sinh tử này, vô số fan và người qua đường cũng muốn cầu nguyện giúp cô. Bọn họ đua nhau trụm tay thành loa rồi ho to về phía sân khấu, Tiểu Linh, cô yên lâm, Lương Vũ Phong sẽ ổn cả thôi. Đúng vậy, ông trời thấy cô yêu anh ấy như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để anh ấy rời khỏi cô đâu. Anh ấy nhất định sẽ khỏe lại. Chúng tôi sẽ cầu nguyện giúp cô. Những lời nói vang lên liên tiếp như thủy triều. Trương Phương Linh nhìn xuống dưới sân khấu mà cảm động không nói thành lời, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Vào giờ phút này, cô thấy thật may mắn vì mình là một ngôi sao lớn có thể kêu gọi nhiều người cầu nguyện chân thành như vậy vì Lương Vũ Phong. Anh từng nói trận đồ cầu nguyện này càng đông sẽ càng hiệu nghiệm. Với vết thương của Lương Vũ Phong, kêu gọi toàn giới yêu âm nhạc mới có thể thực hiện một lần. Cô nói lời cảm ơn với mọi người dưới sân khấu rồi lại nói với ống kính máy quay, cũng xin những người bạn xem truyền hình và xem trực tuyến ủng hộ tôi như vậy. Cảm ơn lời cầu nguyện của các bạn, tôi sẽ luôn cảm kích các bạn. Cô cũng khom người cúi thật thấp với ống kính máy quay. Rất nhiều người yêu âm nhạc không thể tới sân vận động mà đang ngồi trước màn hình TV cũng thấy cảm động, quyết định sẽ thật lòng cầu nguyện cho Lương Vũ Phong vì cô. Cô yêu anh như vậy, chắc chắn anh sẽ không sao. Tại sân khấu dưới bầu trời sao, cô nâng micro cất cao giọng hát. Lần ca hát này không giống với bất kỳ ca khúc nào trước kia, đó là cách phát âm kỳ lạ có giai điệu khó diễn tả bằng lời được. Nó tựa như tiếng phạn thần bí truyền đến từ thời xa xôi, nhưng cũng tựa như tiếng hót trầm bổng của loài chim không hay tên. Đây là tiếng hát của Phượng Hoàng. Mọi người đều chấn động, họ đắm mình trong giai điệu tuyệt đẹp thật lâu mà vẫn chưa trở lại bình thường được. Họ vốn cho rằng có là buổi hòa nhạc cầu nguyện thì cũng sẽ diễn những ca khúc kinh điển bao năm qua của cô, nhưng lần này lại diễn một giai điệu chưa ai từng nghe. Tuy chúng không có chút quy luật nào nhưng vẫn tươi đẹp như thể không thuộc về trần gian này vậy. Trời ơi, đây là gì thế này? Trước màn hình TV, một cô gái đang uống nước thì giật mình đến mức không biết cốc thủy tinh trong tay mình bị rơi xuống đất. Mẹ ơi! Mẹ mau lại đây nghe đi! Đến giờ con chưa từng được nghe ca khúc nào hay như vậy. Không, không phải là hay mà là thần thánh, trang nghiêm, tuyệt đẹp. Ca khúc tiếng phạn cất lên như dòng nước chảy trôi dưới bầu trời sao khiến vô số người như si như say. Trương Phương Linh mặc quần áo màu trắng, đôi mắt hơi ngước lên nhắm nghiền, bờ môi bạc như mất hết sắc màu lại truyền ra giai điệu chấn động lòng người nhất. Gió đêm khẽ lay động vạt áo của cô khiến chúng tung bay như trong mơ. Trước khi lên sân khấu, cô lo lắng hỏi anh mình, em nên hát gì bây giờ? Trương Mặc Ngôn nói, không cần hỏi hát gì, sau khi lên sân khấu em sẽ biết thôi. Em là Phượng Hoàng, nơi sâu trong linh hồn của em vẫn mang ký ức xa xưa của Phượng Hoàng, bước lên trận pháp trên sân khấu sẽ giúp em nhớ lại tiếng phạn đã thất truyền từ lâu kia. Chúng đến từ linh hồn của em, chỉ cần em cất giọng hát thì sẽ biết phải hát như thế nào. Cô vẫn thấp thỏm nhưng vẫn chọn tin tưởng anh mình tuyệt đối. Giờ đây khi đắm mình trong gió đêm, cô như quên mất bản thân là ai, những giai điệu liên tiếp cùng với nguyện vọng mong Lương Vũ Phong tai qua nạn khỏi, trong lòng như thủy triều chập trùng, như âm thanh tự nhiên êm ái. Cô không biết mình đã hát bao lâu, thậm chí cũng không biết mình đang hát gì, những ký ức đã có với Lương Vũ Phong trước kia dần dâng lên trong lòng cô. Lần đầu gặp anh dưới ánh nắng trong suốt trong rừng, nụ cười tươi như gió xuân ấm áp của anh, bóng người treo leo lên vách đã cứu cô trong bão tố, bùa hộ mạng nhuốm máu, anh duỗi tay ra với cô khi ở đại dương sâu thẳm. Lương Vũ Phong, anh đã làm nhiều điều vì cô như vậy, bây giờ đổi lại là cô cứu anh. Cô rất ngốc, không làm được chuyện gì cả, việc có thể làm tốt duy nhất là ca hát, vậy thì hãy để cô dùng cách thức duy nhất này mà dốc toàn lực khiến anh tỉnh lại đi. Cô vẫn say sưa hát.
Hoa văn trên sàn nhà Ngô Đồng Mộc xoay tròn, dưới ánh đèn mông lung lại như từng vòng xoáy xoay chuyển và hô ứng với những ngôi sao trên bầu trời đêm. Không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng khi càng nhiều người biết đến, ước vọng cầu nguyện kia càng lớn hơn, hoa văn trên gỗ Ngô Đồng cũng thêm rõ nét, phản chiếu cả bầu trời sao rực rỡ. Cô hát tới khản giọng rồi ngất xỉu trên sân khấu. Buổi diễn vẫn chưa kết thúc, đa số người đều không rời đi mà chờ cô lên sân khấu lần nữa. Bọn họ đều nhận được thông báo rằng buổi hòa nhạc này sẽ kéo dài, Lương Vũ Phong chưa tỉnh lại ngày nào thì ngày đó còn chưa kết thúc. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Trương Phương Linh chỉ thực hiện các nhu cầu cơ bản như ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại đều sẽ đứng trên sân khấu và cất giọng hát bài hát cầu nguyện không ngừng. Dù bọn họ đều lo cho sức khỏe của cô nhưng cũng bị tình yêu sâu sắc của cô làm cảm động, vì thế cũng tự nguyện ở lại cùng cô tới cùng. Trong lúc buổi hòa nhạc được tiến hành, tin tức cũng dần lan đi và có thêm rất nhiều fan không ngại cực khổ đã tới sân vận động, thậm chí không ít người qua đường quá xúc động nên đã tự nguyện gia nhập đội quân cầu nguyện. Sân vận động có sức chứa tới hàng trăm nghìn người đã không chứa nổi những người này. Nhóm người như thủy triều tụ họp ở ngoài sân vận động, vừa cầm điện thoại của mình để dõi theo buổi hòa nhạc, vừa giơ cao băng rôn chúc Lương Vũ Phong sớm khỏe lại, Tiểu Linh hãy kiên trì. Ngay cả giao thông cũng bị tắc nghẽn. Nhà họ Lương, nhà họ Trương liên kết với chính phủ để phong tỏa quảng trường này, nới rộng khu vực cho mọi người cầu nguyện. Trương Mặc Ngôn cũng tự đứng ra xin lỗi người dân trong thành phố, tỏ ý rằng việc phong tỏa quảng trường là chuyện bất đắc dĩ, tất cả người dân thành phố bị chịu ảnh hưởng đều sẽ được đền bù, nhưng mặt khác cũng mong mọi người cầu nguyện cho Lương Vũ Phong. Nhờ đó, lại có thêm nhiều người dân trong thành phố tham gia đội ngũ cầu nguyện. Bất kỳ lúc nào, trên đường đi làm hay giờ nghỉ trưa ở trường học cũng có thể thấy già trẻ, gái trai cầm các thiết bị thu phát xem buổi hòa nhạc tường thuật trực tiếp của Trương Phương Linh. Sau đó họ cũng lẩm nhẩm hoặc cúi đầu nhắm mắt cầu nguyện trong yên lặng. Có điều, Lương Vũ Phong vẫn không tỉnh lại. Anh nằm yên trong phòng chăm sóc đặc biệt, độc rắn nghiêm trọng khiến anh chật vật trên con đường sinh tử. Thỉnh thoảng anh sẽ sốt hầm hập, rồi cả người lại rét run như rơi vào hầm băng. Mỗi lần bác sĩ kiểm tra xong đi ra sẽ đều lắc đầu. Bác sĩ, các anh phải cứu cháu tôi bằng mọi giá. Ông cụ Lương chặn bác sĩ chủ trị vừa ra khỏi phòng bệnh lại rồi khốn khổ van nài. Những ngày này, ông cụ như già đi rất nhiều, trông đã như một ông cụ thực sự, luôn hoang mang, lo sợ chứ không còn minh mẫn như trước kia. Bác sĩ chủ trị nhìn ông cụ đầy đồng cảm nhưng vẫn không thể không nói, tình hình của anh Lương không có bất kỳ chuyển biến tốt nào, chúng tôi đã thử mọi cách rồi, có tỉnh lại được hay không phải xem ý trời thôi. Thật sự không còn cách nào khác nữa sao? Ông cụ Lương sắp tuyệt vọng. Bác sĩ chủ trị quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Cách lớp kính quan sát có thể thấy chiếc loa nho nhỏ bên trong đang nhấp nháy đèn xanh và phát buổi hòa nhạc cầu nguyện của Trương Phương Linh. Cách. Chỉ mong cách của cô Linh có hiệu quả thôi. Bác sĩ chủ trị nói như than thở, trong lòng ông ấy cũng biết rõ rằng trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không lần này Lương Vũ Phong chắc chắn sẽ chết. Độc rắn xâm nhập ngày càng sâu, các cơ quan nội tạng trong cơ thể ngày càng suy yếu. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng hy vọng đến chuyện Lương Vũ Phong tỉnh lại. Dù chỉ là duy trì mạng sống thôi cũng là một vấn đề lớn. Ông ấy thấp giọng nói, ông đừng buồn quá. Sau khi nói xong thì đi lướt qua người ông cụ Lương. Ông cụ Lương chán nản bám vào tường rồi dần ngã ngồi trên ghế dài ở hành lang. Cháu trai ông như vậy, bảo không buồn thế nào đây? Tiểu Phong, ông cụ nhìn cháu trai nằm trong phòng bệnh qua bức tường kính, sao cháu lại tàn nhẫn như vậy, ông già này còn chưa chết, cháu đã muốn ra đi trước ông sao? Tiểu Phong à, cháu mau tỉnh lại đi. Cháu mau tỉnh lại đi, được không? Chỉ cần cháu tỉnh lại, ông sẽ đồng ý mọi yêu cầu của cháu. Đôi mắt vẫn đục của ông cụ chất chứa những đau thương tột cùng. Trên sân khấu, không biết Trương Phương Linh đã ngất xỉu bao nhiêu lần. Lần nào cô cũng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại bước lên sân khấu khiến bà Trương luôn tay lau nước mắt. Trương Mặc Ngôn cũng rất lo lắng, em gái có thể tiếp tục chống đỡ đến khi Lương Vũ Phong tỉnh lại sao? Tin tức truyền đến từ bệnh viện bên kia cũng không có gì khả quan. Đây cũng là lý do lúc đầu anh nói không có cách cứu Lương Vũ Phong với mọi người. Xác suất thành công của cách cứu Lương Vũ Phong này chỉ là 50-50 nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trương Phương Linh, không chừng có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô. Cô vừa mới qua cơn bệnh nặng, sao có thể chịu được buổi hòa nhạc cường độ cao như thế này? Nhưng anh không thể ngăn cản được, cô đã quyết tâm đánh đổi mọi thứ để cứu người, có lẽ kết quả cuối cùng phải thật sự phó mặc cho trời xanh rồi. Trương Mặc Ngôn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong phúc đức tích lũy những năm này của nhà họ Trương vẫn còn đủ và khiến trời xanh rủ lòng thương mà buông tha cho đôi uyên ương này. Trương Phương Linh lại kiệt sức ngất đi, sau đó được người đỡ xuống khỏi sân khấu để uống nước, ăn cơm.
Bà Trương xót xa bón thực phẩm dinh dưỡng kết hợp với khoáng chất dạng lỏng cho cô rồi nói, Tiểu Linh, cứu Lương Vũ Phong quan trọng nhưng con cũng phải chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu con quá suy sụp, cậu ấy sẽ tự trách bản thân mình. Thiên Uy cũng cần có mẹ. Trương Phương Linh yếu ớt không nói thành lời, chỉ lặng lẽ nuốt thức ăn bà bón. Cô không biết mình đã hát bao nhiêu ngày liên tiếp, cổ họng cũng đã ứ máu và khàn giọng từ lâu. Nếu không có thuốc được bác sĩ chuyên nghiệp đặc chế, e là cổ họng của cô đã hỏng từ lâu rồi. Cô không để ý tới lời của bà Trương, ăn xong lại loạng choạng bước về phía sân khấu. Bà Trương ứa nước mắt nhìn theo bóng lưng mỏng manh của cô. Bỗng có người gọi, Tiểu Linh. Đó là một giọng nam ấm áp và trầm thấp. Trương Phương Linh coi như không nghe thấy rồi chỉ lâng lâng bước về phía sân khấu như một u hồn. Người đàn ông kia đặt tay lên vai cô rồi ép cô quay lại đối diện với hắn. Hắn nhìn cô tiều tụy tới không nhận ra thì cau mày nói, em không thể tiếp tục như vậy được. Cô mất một chút sức lực mới có thể nhìn rõ người trước mặt là ai, Diệp Minh Thành. Cô đưa tay gạt tay hắn ra, nhưng cô kiệt sức, đến cả chút sức lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, nên làm thế nào cũng không gạt ra được. Cô hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Minh Thành, ý bảo hắn buông tay ra. Diệp Minh Thành không buông, em cần nghỉ ngơi. Cô tức đến mức muốn rơi lệ, tiếp tục ra sức gạt tay hắn. Hiện giờ cổ họng cô đã quá sức chịu đựng rồi, nên khi không cần thiết phải nói chuyện, cô sẽ không nói gì cả. Cô muốn sử dụng mọi lời nói để cầu phúc cho Lương Vũ Phong. Nhưng sức của cô thì quá nhỏ, người đàn ông đối diện lại cứ lặng yên, làm cô không khỏi quát lên giận dữ, buông ra. Cổ họng cô đã quá khàn rồi. Diệp Minh Thành nói, Tiểu Linh, em cần gì phải làm tội mình chứ? Em cho rằng em tự hành hạ mình như vậy thì anh ta có thể khỏe được à? Sau khi từ trở về hang rắn, hắn cũng nằm viện rất lâu, mãi mới được bác sĩ đồng ý cho ra ngoài, thì liền đến tìm cô ngay. Nhưng hắn lại phát hiện cô đâu chỉ u mê không chịu tỉnh, mà quả thực là mê đắm trong mộng luôn rồi. Trương Phương Linh không muốn tranh cãi với hắn, cô quay sang nhìn anh trai và mẹ mình để xin giúp đỡ, hai người bảo anh ta buông con ra đi. Nhưng Trương Mặc Ngôn và bà Trương lại không hề nhúc nhích. Sao bọn họ lại không muốn để cô nghỉ ngơi chứ? Nếu họ đã không khuyên được, mà Diệp Minh Thành có thể thì họ cũng phải cảm ơn trời đất. Trương Phương Linh thấy hai người không có động tĩnh gì thì hiểu ý. Trong lòng cô dâng lên một nỗi thê lương, rồi bất chợt rơi lệ, ông trời ức hiếp tôi, các người cũng ức hiếp tôi. Diệp Minh Thành, anh buông tay ra, bằng không tôi sẽ liều mạng với anh. Cô nói xong, chân thì hung hăng giẫm hắn, hai tay lại đấm loạn lên người hắn như một kẻ điên. Diệp Minh Thành căn bản không cảm thấy đau, ôm cô vào lòng, Tiểu Linh ngoan, anh biết em khó chịu. Em khóc đi, em đánh anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng phải nghỉ ngơi cho tốt, ngoan. Nhưng cô lại không thể, càng ra sức vùng vẫy hơn, dùng cả tay chân, thậm chí là răng để cắn hắn, anh buông ra. Diệp Minh Thành lại nhất quyết không buông. Lòng Trương Phương Linh nóng như lửa đốt, một giây chậm trễ đều là sinh mệnh của Lương Vũ Phong. Cô há miệng cắn lên vai hắn, đến mức máu me đầm đìa, mà Diệp Minh Thành lại chỉ khẽ than đau, chứ vẫn không chịu buông tay. Trương Phương Linh không thèm lựa lời, vừa khóc vừa nói, anh cho rằng anh là ai? Anh có tư cách gì mà quản tôi? Anh không có tư cách. Sắc mặt Diệp Minh Thành hơi tái đi, cơn giận trong lòng cũng dâng lên. Đúng, anh không có tư cách, người có tư cách quản em cũng không sống được nữa rồi. Không phải em muốn cứu Lương Vũ Phong à? Trương Phương Linh, anh cho em biết, nếu em mà còn ầm ĩ nữa, em có tin bây giờ anh đến bệnh viện rút ống truyền dịch của Lương Vũ Phong không? Anh thật hèn hạ. Trương Phương Linh ngấn lệ trợn mắt nhìn hắn. Nếu có thể cứu mạng em, anh không ngại hèn hạ một lần. Dù sao ở trong lòng cô, hắn vốn là một kẻ vừa hèn hạ vừa đáng ghét mà. Diệp Minh Thành tự giễu, hắn đau xót, vẫn kiên nhẫn khuyên cô, em nghỉ ngơi cho tốt, đi ngủ một giấc, khi nào dậy thì lại hát tiếp, được không? Nhưng cô vẫn nói, anh buông tay ra. Khi thấy làm gì hắn cũng không chịu buông, cô bỗng dưng cúi đầu xuống hát luôn ở trong lòng hắn. Vẫn bài hát có giai điệu tiếng Phạn, kết hợp với giọng khàn khàn đi tạo nên một vẻ đẹp bi thảm. Giọng của cô đứt quãng, thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy tiếng ho, nhưng dù thế nào cô cũng không chịu dừng lại, đứt hơi khản tiếng. Diệp Minh Thành nghe được mà hết hồn, Trương Phương Linh, em điên rồi à? Cô chẳng hề để ý tới hắn mà cứ tự hát như vậy. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, dù có thế nào cô cũng phải cứu Lương Vũ Phong, bất luận thế nào. Lại kiên trì một chút. Có lẽ một giây sau Lương Vũ Phong sẽ tỉnh dậy chăng? Vẻ mặt Diệp Minh Thành trở nên ác nghiệt. Trương Phương Linh, hắn nói từng chữ một cho cô gái trong lòng nghe, em đừng tự lừa dối mình nữa, anh ta đã không cứu được nữa rồi. Anh trai và mẹ em không nói cho em à?
Em ca hát mấy ngày nay, nhưng bệnh tình của Lương Vũ Phong chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, mà còn xấu hơn. Cầu phúc gì đấy chỉ là chó má thôi. Sớm muộn gì anh ta cũng chết. Diệp Minh Thành, Trương Mặc Ngôn và bà Trương cùng mở miệng quát hắn. Đúng là bọn họ hy vọng Diệp Minh Thành khuyên Trương Phương Linh nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bọn họ không hy vọng Diệp Minh Thành kích thích cô. Diệp Minh Thành vẫn cứ lạnh lùng nhìn Trương Phương Linh, Lương Vũ Phong chắc chắn sẽ chết. Trương Phương Linh mở to hai mắt, không dám tin. Cái gì? Bệnh tình của Lương Vũ Phong chẳng những không tốt lên mà còn xấu đi ư? Cô quay đầu lại nhìn anh trai và mẹ mình, hai người gạt con. Mỗi khi cô xuống sân khấu nghỉ ngơi, anh trai và mẹ đều nói với cô rằng bệnh tình của Lương Vũ Phong rất ổn định, hình như anh lại tốt hơn một chút rồi, bác sĩ bảo anh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nhưng Diệp Minh Thành lại thành những lời khác hẳn. Nhìn ánh mắt đau đớn, chan chứa khẩn cầu của con gái, bà Trương không đành lòng, quay đầu đi. Trương Mặc Ngôn nhíu mày, nhưng vẫn nhìn em gái mình, Tiểu Linh, em đừng nghĩ nhiều. Thứ em cần nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt. Lương Vũ Phong là người tốt, ắt có ông trời phù hộ. Trương Phương Linh nhìn sân khấu, lại nhìn anh trai mình. Cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên người Diệp Minh Thành, đưa điện thoại di động của anh cho tôi. Tiểu Linh, Trương Mặc Ngôn và bà Trương không ủng hộ, lên tiếng ngăn cản. Diệp Minh Thành vẫn đưa điện thoại của mình cho cô. Trương Phương Linh nhận lấy, bấm gọi cho Ono, Ano, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc tình huống của Lương Vũ Phong mấy ngày nay thế nào? Người duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này chỉ có mình Ano thôi. Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự yếu đuối, cậu đừng gạt tôi, Ono, đừng làm thất vọng sự tin tưởng của tôi đối với cậu. Cô chủ, Ano do dự rất lâu. Hiện giờ anh ta đang trông ở ngoài cửa phòng bệnh, vừa nghe điện thoại vừa nghiêng đầu nhìn Lương Vũ Phong qua lớp cửa kính ngăn cách. Thôi, nếu cô chủ đã nói đến nước này, không bằng cứ nói thật với cô ấy, để cô ấy còn chuẩn bị tâm lý. Nếu không thì nhớ cậu chủ đi thật. Sự đả kích đến bất thình lình mới là cú đánh chí mạng. Arnold hít sâu một hơi rồi nói, sáng hôm nay bác sĩ đã bảo cụ ông chuẩn bị hậu sự rồi. Bụp, chiếc điện thoại của Trương Phương Linh rơi xuống đất. Người cô lảo đảo trực ngã, nếu không có Diệp Minh Thành đỡ thì cô đã ngã nhào trên mặt đất rồi. Tiểu Linh con sao thế? Bà Trương lo lắng kêu lên. Bà đón lấy cô từ trong tay Diệp Minh Thành, rồi cùng Trương Mặc Ngôn đỡ cô nằm lên ghế, con nói lời gì đi. Con đừng dọa mẹ. Trương Phương Linh lại chẳng nói lên lời, đầu óc cô trống rỗng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có câu nói của Anu, chuẩn bị hậu sự. Chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị hậu sự. Diệp Minh Thành quỳ một chân xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô. Trước khi tới đây, hắn đã nghe được tin Lương Vũ Phong sắp chết. Tuy hắn không nỡ để Tiểu Linh đau buồn, nhưng trong lòng không phải không có chút mừng rỡ nào. Lần trở về từ động xà này, hắn bị sốt cao, sau khi hết sốt thì lại phát hiện ra tế bào ung thư đã giảm bớt một cách lạ kỳ. Bác sĩ vui mừng nói cho hắn biết, trong giới y học cũng từng có trường hợp như vậy. Sau khi tế bào ung thư bị giết chết vì cơn sốt cao, thì căn bệnh nan y đó có khả năng tự chữa khỏi. Diệp Minh Thành hết sức phối hợp với bác sĩ để trị liệu cho tốt. Mấy ngày nay, bệnh tình của hắn càng ngày càng ổn định hơn. Cuối cùng bác sĩ mới tươi cười nói cho hắn biết hy vọng khỏi hẳn bệnh của hắn rất cao và cho hắn xuất viện. Diệp Minh Thành cảm ơn ông trời đã ban cho hắn niềm may mắn này. Nếu có thể tiếp tục sống, thì có phải hắn lại có thể tiếp tục bảo vệ Tiểu Linh không? Thậm chí hắn còn có thể khôi phục lại dã tâm lúc trước, cướp cô về từ vòng tay của tình địch. Ý chí mạnh mẽ dấy lên lần nữa, thì đúng lúc này, tính mạng của Lương Vũ Phong gặp nguy hiểm. Đúng là ông trời cũng giúp hắn. Hắn không hy vọng Trương Phương Linh chìm đắm trong sự đau thương, nên nói với cô, con người rồi cũng phải chết, em nên nghĩ thoáng hơn. Trương Phương Linh tràn ngập sự căm phẫn, cô chưa bao giờ hận Diệp Minh Thành như vậy. Rõ ràng Lương Vũ Phong còn chưa chết, hắn đã nói mấy lời suối quẩy gì chứ? Anh mới là kẻ rồi cũng phải chết ấy. Cô quát lên với hắn, giọng nói vừa khàn vừa mong manh, Diệp Minh Thành, anh muốn chết thì tự đi mà chết. Đừng kéo Lương Vũ Phong chôn cùng, rồi anh ấy sẽ tốt lên thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ tốt lên. Sắc mặt Diệp Minh Thành lập tức cứng lại. Vừa nói những lời ấy xong, Trương Phương Linh đã cảm thấy không ổn. Hiện giờ hắn mắc bệnh nan y, nói vậy chẳng phải là nguyền rủa hắn à? Nhưng mà, đúng là hắn thật sự rất quá đáng. Sao hắn có thể nguyền rủa Lương Vũ Phong chết chứ? Trương Phương Linh buồn bã nhìn Diệp Minh Thành, câu xin lỗi nghẹn ở trong cổ họng mà làm thế nào cũng chẳng nói ra được. Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Diệp Minh Thành khẽ buông ra. Sáng sớm hôm nay khi biết mình vẫn có thể sống, trong lòng hắn tràn ngập niềm vui sướng.
Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là chia sẻ tin tức này với cô. Hắn vội vàng đi đến địa điểm buổi biểu diễn, nhưng thứ nhận được chỉ là lời nguyền rủa tức giận của cô. Hắn khẽ nhắm mắt lại, ở tận dưới đáy lòng có một thứ gì đó vỡ vụn. Trương Phương Linh chống tay xuống ghế muốn đứng dậy, nhưng vì cơ thể cô vốn đã quá mệt, lại còn trải qua sự kích thích của tin tức Lương Vũ Phong đang nguy kịch, thì càng yếu hơn, nên vừa mới đứng dậy cô đã ngã xuống ghế. Bà Trương thấy vậy thì rất đau lòng, Tiểu Linh, con cứ như vậy thì không được. Con phải nghỉ ngơi cho tốt đi. Trương Phương Linh cúi đầu xuống nhìn bàn tay không còn sức của mình, nước mắt lại chảy ra, con thật vô dụng, kết quả vẫn chẳng giúp được anh ấy cái gì. Giọng nói của cô càng lúc càng mong manh, hai mắt mơ màng, suýt nữa thì lại ngã xuống. Trương Mặc Ngôn cũng nhíu mày, anh bế em lên giường ngủ nhé. Trong hậu trường của buổi biểu diễn có một căn phòng nghỉ nho nhỏ, bên trong có một chiếc giường mềm mại thoải mái và đồ cấp cứu đơn giản đều được chuẩn bị riêng cho cô. Trương Phương Linh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình như van xin, anh đưa em đến bên anh ấy đi. Nếu anh ấy thật sự sắp chết, em muốn chết cùng chỗ với anh ấy. Tiểu Linh, xin anh đấy, anh trai. Nước mắt cô giàn giụa, anh để em đi gặp anh ấy đi, xin anh đấy. Nghe thấy tiếng van xin yếu ớt của em gái, lòng Trương Mặc Ngôn đau như cắt. Anh rất muốn từ chối, nhưng anh hiểu tính cách kiên quyết của em gái mình. Nhớ Lương Vũ Phong xảy ra chuyện gì thật, nói không chừng cô sẽ nghĩ quẩn đi theo. Cho dù người ngoài có trông chừng thế nào, thì có thể trông được một người có ý định tìm đến cái chết ư? Không bằng bây giờ mang cô đi xem, có lẽ sau khi thỏa mãn tâm nguyện của cô rồi, mọi chuyện còn có đường suy truyền. Trương Mặc Ngôn cúi người bế cô lên. Cô đã gầy đến mức da bọc xương rồi, cơ thể rất nhẹ, lại thêm chiếc áo trắng tinh trên người thì trông như không có chút sức nặng nào cả. Điều này khiến Trương Mặc Ngôn có một cảm giác giống như thứ mình đang ôm không phải là một cô gái, mà là một chiếc áo lụa mỏng manh, nhẹ như sương khói, không có sinh mệnh. Anh kìm nén sự xót xa trong lòng, bế cô lên xe đi tới bệnh viện. Dưới sự giúp đỡ của y tá, cô mặc bộ đồ phòng hộ và được đưa đến bên giường bệnh của Lương Vũ Phong. Lương Vũ Phong vẫn nhắm chặt mắt, nằm im như cũ. Sắc mặt anh đã tiều tụy hơn so với lần trước cô đến thăm, hai gò má lõm sâu xuống, da thịt vàng như nến, cũng gầy chỉ còn da bọc xương như cô. Không, còn gầy hơn cả cô. Nước mắt của Trương Phương Linh không sao dừng được. Trong thời gian này, cô lại trở thành người hay khóc. Cô giơ tay lên, cố gắng tùng chút một để nắm lấy bàn tay cắm đầy ống truyền của Lương Vũ Phong, rồi khẽ nói, Lương Vũ Phong, em đến rồi. Người đàn ông đang mê man không hay biết gì cả, cũng không hề đáp lời, thậm chí sự phập phồng trên ngực cũng chẳng có. Nếu không có đường sóng dao động theo quy luật trên điện tâm đồ, thì trông anh chẳng khác gì một người đã chết. Cô được anh trai ôm ở trong lòng, cố gắng dướn người đến gần anh hơn. Trương Mặc Ngôn nhẹ nhàng an ủi cô, được rồi Tiểu Linh, chúng ta cần phải đi rồi, đừng để cậu ta nhiễm phải vi khuẩn gây bệnh. Nơi này là phòng bệnh vô khuẩn, tuy bọn họ đã mặc đồ phòng hộ đơn giản rồi, tuy nhiên người bên ngoài ở trong này càng lâu thì sự nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng Trương Phương Linh lại lắc đầu, em không đi. Các anh đều nói anh ấy sắp chết. Em, phải ở lại đây với anh ấy, sống phải ở bên anh ấy, chết cũng vậy. Lời nói đó của cô khiến hốc mắt Trương Mặc Ngôn cũng phải đỏ lên. Bên ngoài phòng bệnh, đám người ông cụ Lương, bà Trương, Diệp Minh Thành nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính. Tuy họ không nghe thấy cô nói gì, nhưng sự đau khổ trên mặt cô đủ để tâm trạng mọi người bên ngoài phải nặng nề. Anh để em ở đây đi, anh. Tuy giọng nói của Trương Phương Linh rất mỏng manh, nhưng cũng rất kiên quyết, tựa như một con phượng hoàng thật sự, cao quý đến mức không ai có thể xâm phạm, phàm là những quyết định của cô thì không ai có thể làm trái được. Mà ngài quốc sư Hô Phong Hoán Vũ khắp cả thế giới kia lại chỉ có thể than thầm một tiếng, rồi cẩn thận đặt cô ở bên giường bệnh Lương Vũ Phong. Giường bệnh không lớn lắm, nhưng giờ hai người họ đều gầy như một bộ xương, nên có nằm trên cùng một chiếc giường bệnh thì cũng vẫn còn dư chỗ. Trương Mặc Ngôn cẩn thận chỉnh lại những ống truyền ở bên cạnh giường, không để cô đụng phải, rồi lại vuốt mái tóc hơi rối của cô. Cô khẽ giơ tay lên ôm lấy eo Lương Vũ Phong, để mình nằm gần anh hơn. Tựa như vô số lần vành tai và tóc mai chạm nhau trước đây vậy, cô ghé mặt vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể có lẽ đã chẳng thể cảm nhận được nữa của anh, nghe nhịp tim có thể đã mỏng manh đến không nghe được nữa. Cô nhẹ nhàng nói, Lương Vũ Phong em đến rồi đây. Sao anh lại ngốc như vậy chứ, liều chết đi cứu em làm gì? Anh thật là ích kỷ, anh muốn chết ở trước mặt em như vậy à? Anh muốn để em đau lòng đúng không? Em không để anh được như ý muốn đâu. Lương Vũ Phong nếu anh chết, em sẽ chết cùng anh nghe thấy không? Em sẽ không để anh cô đơn trên con đường xuống suối vàng đâu. Nước mắt cô chảy dọc theo người anh.
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc chuyển động và tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của cô. Cô ôm anh một lúc rồi lại tiếp tục thì thầm, kẻ lừa đảo. Anh gạt em mở buổi biểu diễn cầu phúc cho anh, mà sao anh lại không tốt lên chứ? Anh có nghe được tiếng hát của em không? Em hát cho anh nghe có được không? Cô cúi đầu hát, giọng hát đứt quãng. Vẫn là bài hát tiếng Phạn không biết tên đó, anh trai nói với cô không cần bản nhạc, không cần tập luyện trước, những âm thanh đó vẫn chảy xuôi trong người cô. Giọng hát của cô hơi khàn, sức lực không đủ, tiếng hát càng lúc càng nhỏ, càng ngày càng ngụt hơi, hơi thở mong manh phiêu đãng trong căn phòng bệnh yên tĩnh như một ngọn đèn trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Cuối cùng cô mất hết sức lực, tiếng hát dần lặng đi. Gò má cô vẫn áp trên người anh như trước, hàng lông mi dày mềm mại khẽ rung động, giọt lệ nơi khóe mắt bất giác chảy ra. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tay anh khẽ giật. Cô đắm chìm ở trong đau thương nên không nhận ra, mà những người bên ngoài cửa kính thì đã sốt sắng, cử động. Tay Lương Vũ Phong cử động. Mau đi gọi bác sĩ, mau lên. Bác sĩ mang theo y tá xông vào phòng bệnh. Trương Phương Linh kinh ngạc nhìn bọn họ bận rộn, còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Bỗng dưng có tiếng gọi khàn khàn bên tai cô, Tiểu Linh. Cô ngỡ rằng mình nghe nhầm. Trương Phương Linh từ từ cúi đầu xuống, thấp thỏm nhìn lên mặt anh, lúc này mới phát hiện anh đã mở mắt ra từ khi nào, đang yếu ớt nhìn cô. Lương Vũ Phong, Lương Vũ Phong, cô khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy anh. Anh đã tỉnh rồi ư? Anh thật sự tỉnh rồi hả? Cô vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn. Tay Lương Vũ Phong khẽ động muốn lau nước mắt bên khóe mi thay cô, rồi lại vô lực buông xuống. Không sao đâu, anh nói bằng giọng khàn khàn, Tiểu Linh, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Vâng, cô ra sức gật đầu, nắm chặt tay anh không nói lên lời. Các bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Lương Vũ Phong. Dưới phương án trị liệu tỉ mỉ mà tổ chuyên gia đề ra cho anh đã dần khỏe lại. Trong lúc ấy Trương Phương Linh luôn ở bên cạnh anh. Bên cạnh giường bệnh của anh được kê thêm một chiếc giường bệnh nữa để hai người cùng nhau trị liệu, điều dưỡng cơ thể. Mà người nhà hai bên thì cũng thay phiên đến thăm hai người. Thoát chết rồi, hai người dần nhắc lại chuyện lần này. Khi tổng hợp đủ loại tin tức về cùng một chỗ mới phát hiện, vì Lương Vũ Vân từ nhỏ đã thích chơi trò hành hạ đến chết, nên gã biết rõ hầm giam của tổng bộ hơn bất cứ ai, thậm chí còn cho đào hẳn một con đường bí mật trong hầm giam để tiện làm những trò xấu xa. Lần này gã bị nhốt vào đó, đúng là đã lợi dụng con đường bí mật kia để chạy trốn. Sau khi bỏ trốn rồi, gã âm thầm theo dõi Trương Phương Linh, ý đồ bắt cô đi ngay trên địa bàn của Lương Vũ Phong thì mới có thể khiến cho Lương Vũ Phong bị đả kích nặng nề được. Vậy nên khi Lương Vũ Phong và cô đi thăm Diệp Minh Thành, cơ hội của Lương Vũ Vân đã tới. Gã ta lợi dụng Vũ Thái Phong với tâm lý quan tâm Diệp Minh Thành để Vũ Thái Phong tìm cớ kéo Lương Vũ Phong đi. Sau khi Lương Vũ Phong đi rồi, gã mới dùng tốc độ nhanh nhất bắt Trương Phương Linh rồi đặt bẫy ở hang rắn, dụ dỗ Lương Vũ Phong đến đó. May mà Trương Phương Linh để lại lời nhắn bằng rêu cho Lương Vũ Phong để anh tấn công hang rắn trước. Nếu không một khi Lương Vũ Vân bố trí xong bẫy dập đầy trời, thì sợ là dù chỉ một người trong số bọn họ cũng không thoát được. Lương Vũ Vân chết rồi. Trương Phương Linh nói cho Lương Vũ Phong, Diệp Minh Thành đã mổ bụng gã, sau đó thì lại bị hắc đốm cắn đứt đôi, vứt ở trong động xa. Nghe tin anh trai mình chết như vậy, Lương Vũ Phong im lặng rất lâu. Trương Phương Linh lo lắng nhìn anh, có phải anh rất khó chịu không? Lương Vũ Phong lại lặng yên một lát rồi mới nói, anh và anh trai lớn lên cùng nhau. Trước đây anh ấy rất xấu tính với anh, giữa mùa đông bỏ rắn vào trong chăn anh. Đến nửa đêm, con rắn ngủ đông đó cũng tỉnh dậy vì ấm nên cắn anh. Anh nuôi một con thỏ, anh ấy bắt nó lột da rút gân, treo cả bộ xương vẫn còn dính máu thịt ở trước cửa phòng anh. Anh ấy còn từng đẩy anh xuống nước, muốn giết chết anh. Cũng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy dường như hôm nay anh đa sầu đa cảm lạ thường. Anh lại im lặng một lát mới nói tiếp, anh luôn cảm thấy anh ấy rất cô đơn. Trương Phương Linh khó có thể tin được tên biến thái kia cũng có lúc cô đơn, cô khẽ nói, thật khó tin. Lương Vũ Phong lắc đầu, an ủi ngược lại, có lẽ là anh nghĩ nhiều thôi. Tâm tư anh ấy thay đổi thất thường, ai mà đoán biết được chứ? Biết đâu anh ấy lại cảm thấy vui vẻ. Tiểu Linh, tuy anh khó chịu vì cái chết của anh ấy, nhưng anh cũng cảm thấy rất may mắn vì có thể bớt đi một kẻ uy hiếp đến sự an toàn của em. Anh thật sự không rõ vì sao anh ấy lại cứ nhằm vào em. Ông cụ Lương không thích cô thì anh có thể hiểu là do thương cháu. Tào Hải Băng, Trương Ngọc Vân gây hấn với cô anh cũng có thể hiểu là do tình địch, nhưng Lương Vũ Vân thì sao? Đây đúng là một bí ẩn không thể giải đáp được. Người cuối cùng nói chuyện với gã là Diệp Minh Thành,
có lẽ Diệp Minh Thành biết điều gì đó. Trương Phương Linh nói, Lương Vũ Phong, một tiếng rồi lại nói, thôi, người cũng đã chết rồi, nói những thứ này cũng chẳng còn ý nghĩa. Mặc kệ Diệp Minh Thành biết được cái gì, cứ để nó bay đi theo gió đi. Sau này em cũng đừng nhắc đến tên anh trai anh trước mặt mấy đứa trẻ. Gã đàn ông tính tình thất thường kia quả thực là điển hình của nhân vật xấu xa. Trương Phương Linh đồng ý với quan điểm của anh. Vết thương bị Lương Vũ Vân cào trên má anh mấy năm trước vẫn còn thấy rõ, vậy thì lúc ấy anh phải đau nhiều như thế nào? Cô giơ tay sờ lên miệng vết thương đó, nói khẽ, chúng ta phải trông chừng Thiên Uy và Hậu Nghệ, không được để bọn nó biến thành người như Lương Vũ Vân. Quả nhiên việc dạy dỗ con người vẫn phải tiến hành từ nhỏ. Lương Vũ Phong mỉm cười, Thiên Uy rất ngoan, Hậu Nghệ ở chung với nó cũng sẽ ngoan theo. Cô cũng cười rất dịu dàng, trò chuyện với anh thêm một hồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy ông cụ Lương đi vào. Tinh thần của ông cụ Lương gần đây tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do cháu trai đã khỏe lại, nên gương mặt già nua của ông cũng hồng hào, sáng sủa hơn, tinh thần sảng khoái, khá giống với điệu bộ xưng hùng xưng bá năm nào. Ông khẽ ho một tiếng, thong thả dạo những bước chân uy nghiêm đến bên giường Lương Vũ Phong, hỏi anh, hôm nay cháu thấy thế nào? Rất tốt à, cảm ơn ông nội quan tâm. Lương Vũ Phong cười tít mắt. Hiện giờ tuy ông cụ Lương không cầm quyền nữa, nhưng vẫn là người nuôi lớn anh từ nhỏ, anh rất kính trọng ông, nên cũng không muốn vì những việc này mà làm ông khó chịu. Ông cụ thấy tinh thần anh rất tốt thì trong lòng cũng thỏa mãn. Ông đảo mắt liếc sang Trương Phương Linh thì hơi xấu hổ, nên lại ho một tiếng nữa. Trương Phương Linh bình tĩnh chào ông nội. Hiện giờ cô là con dâu nhà họ Lương, cô và ông có mối quan hệ không tốt, nhưng cũng không thể gạt bỏ được, huống hồ ở trước mặt Lương Vũ Phong, cô không muốn biến mọi chuyện thành rắc rối hơn. Trong lòng ông cụ Lương cũng có chung cách nghĩ với cô. Ông khẽ gật đầu, chỉ bảo cô, nghỉ ngơi cho tốt vào, sức khỏe cháu có tốt thì mới chăm sóc được Tiểu Phong. Thông qua việc lần này, xem như ông đã nhận ra, cô cháu dâu này và cháu trai nhà mình là không ai rời được ai. Một người gặp chuyện thì người kia sẽ nhất quyết đi theo. Cho dù ông tức giận thì có ích lợi gì chứ? Việc duy nhất ông có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện cho cả hai người không gặp chuyện thôi. Có lẽ đây chính là vận mệnh gắn liền mà quốc sư đại nhân từng nói. Ông cụ Lương bất đắc dĩ, hiện giờ cô cháu dâu này ông không muốn chấp nhận cũng phải nhận, hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. May mắn là sự lựa chọn của cô cháu dâu trong lúc cháu trai xảy ra chuyện đã để ông biết được ít ra cô cũng không phải là kẻ vô ơn, chỉ vậy thôi. Ông hạ tầm mắt nhìn xuống Trương Phương Linh ở trên giường bệnh, trông có vẻ vô cùng khí thế. Trương Phương Linh còn chưa nói gì thì Lương Vũ Phong đã bênh vợ, chúng cháu chăm sóc cho nhau. Cô khẽ giật mình rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây mới là người đàn ông cô yêu, bất cứ lúc nào đều cố gắng bảo vệ cô, anh luôn đứng ra ngăn cản trước khi cô phải chịu tổn thương. Có người chồng như vậy thì cô còn mong gì hơn? Cô nhìn anh, trong đôi mắt là tình cảm dịu dàng như nước. Ông cụ Lương tức giận nghẹn lời, hít sâu mấy hơi mới nhịn được suy nghĩ muốn cầm gậy đánh thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, ông đóng vai ác là vì ai? Sao thằng nhóc chết tiệt này lại không biết cảm ơn chứ? Tóm lại, hai đứa tự giải quyết cho tốt. Ông cụ Lương không muốn xem bọn họ khoe tình cảm, mắt không thấy tâm không phiền, oai phong sải bước đi ra ngoài. Lương Vũ Phong đưa mắt nhìn bóng ông khuất dần ngoài cửa. Anh quay đầu nói với Trương Phương Linh, tính của ông nội như vậy đấy, đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Có anh ở đây thì chút thiệt thòi này có là gì? Cô nở nụ cười xinh đẹp, sau khi xuất viện, trời đất bao la, chúng ta và ông cũng không ở cùng nhau nữa, sẽ không có xích mích gì lớn, cứ như vậy sống tiếp. Lương Vũ Phong dịu dàng đáp lời cô. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem có cách nào để ông nội và Tiểu Linh sống hòa hợp với nhau không. Một người là ông nội nuôi dạy anh nên người, một người là bạn đời mà anh yêu, anh không hy vọng bọn họ xa cách cả đời. Khi sức khỏe hai người dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng bác sĩ cũng đã cho bọn họ xuất viện. Trở lại phòng cưới ở thành phố Sao Băng sắp xếp lại, Trương Phương Linh nói với Lương Vũ Phong, em muốn đi gặp Diệp Minh Thành. Gặp Diệp Minh Thành, Lương Vũ Phong khẽ nhướng mày. Trương Phương Linh hơi do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp với anh, lần này anh ta cũng đã nhiệt tình nghĩ cách cứu em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên đi cảm ơn người ta. Hơn nữa hôm đó ở hậu trường buổi hòa nhạc cầu phúc cô đã nói lời quá đáng với hắn, Diệp Minh Thành chắc chắn sẽ rất đau lòng nhỉ. Hơn nữa cái gì? Em còn nợ anh ta một lời xin lỗi. Đi đi, Lương Vũ Phong nói, nhớ dẫn theo hai vệ sĩ đáng tin, cẩn thận hắn. Trương Phương Linh không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy, nhìn anh với lòng biết ơn, lại hỏi cẩn thận từng tí, anh không ghen chứ?
Đương nhiên là anh ghen rồi. Lần này bạn nhỏ Lương Tiểu Phong không vui, em cho rằng chồng em có lòng dạ bao la rộng lớn, chuyện gì cũng nhịn được vây hà. Tiểu Linh, anh nói cho em biết, nếu em dám ngoại tình thì anh... Anh sẽ... Anh làm sao? Anh kéo cô vào lòng, cắn vành tai cô, anh sẽ... Cho, em, đẹp, mặt. Dứt lời, anh đè cô lên sofa, bên trong căn phòng cháy rực ngọn lửa tình yêu. Bạn nhỏ Trương Tiểu Linh xin thề sau này sẽ không tiếp tục hỏi Lương Vũ Phong vấn đề ngu ngốc thế nữa. Hu hu hu. Cả người đau nhức khiến cô không ra khỏi giường được nguyên ngày, lẩm bẩm rất lâu, lùi lại hành trình đến gặp Diệp Minh Thành đã định, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ vết hồng đầy ám muội trên người biến mất hết mới buồn rầu đi ra ngoài. Diệp Minh Thành chọn địa điểm ở bên bờ biển. Đây là nơi mà hai người bọn họ rất thích trong kiếp trước, có bãi cát mềm mịn sạch sẽ, từng cơn sóng biển dập dờn như cặp tình nhân đang nghỉ non. Trương Phương Linh mặc chiếc áo hoa nhí, phối hợp với váy ngắn, bộ đồ rất mát mẻ, đứng trước mặt Diệp Minh Thành. Diệp Minh Thành, xin lỗi. Cô nhìn vào ánh mắt người đàn ông kia, hôm đó tôi không nên mắng anh như vậy. Không gặp một thời gian, dường như sức khỏe Diệp Minh Thành đã khá lên, không còn vàng vọt tiểu tụy nữa, cơ bắp cân đối cao lớn khỏe đẹp dã dần dần quay lại, hắn trở về với dáng vẻ bể vệ đầy uy nghiêm của một sếp lớn như ngày trước. Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ xinh này, có lẽ không thể gọi là cô gái nữa, cô đã trở thành vợ người khác, ngay cả con cũng đã lớn thế rồi. Anh sẽ mau khỏe thôi, em mắng hay không thì cũng không quan trọng. Hắn nói, thật ra trong lòng hắn sao lại không quan trọng chứ? Chỉ là không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt cô. Trương Phương Linh vẫn cảm thấy rất áy náy, lại nghe thấy hắn bảo sẽ khỏi bệnh thì rất mừng, thật sao? Vẻ vui sướng hiện rõ trong đôi mắt cô khiến tâm trạng hắn cũng tốt hơn, giọng hắn dịu dàng hơn, em còn chưa chết thì sao anh lại chết? Anh sẽ bên em cả một đời. Cô lại khẽ lắc đầu, tôi không muốn anh theo tôi cả một đời. Diệp Minh Thành, hãy tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi, anh xuất sắc như vậy, có rất nhiều cô gái thích anh, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn tôi. Diệp Minh Thành nhìn cô với ánh mắt đau thương, trong lòng lặng lẽ nói, Tiểu Linh, làm sao có thể chứ? Trên thế giới này làm gì có người tốt hơn em? Mất em rồi thì anh còn có thể ở với ai? Cuối cùng, hắn lại không nói nên lời nào. Trương Phương Linh thấy hắn không nói thì hạ quyết tâm nói, Diệp Minh Thành, anh bỏ cuộc đi thôi, tôi đã có Lương Vũ Phong rồi. Cho dù anh ấy chết thì tôi sẽ chết cùng anh ấy. Anh không có cơ hội, vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Hắn trầm giọng nói, em rất quan tâm việc anh có cơ hội hay không sao? Tôi không. Cô bác bỏ, nói nhỏ, tôi chỉ là... Chỉ là... Diệp Minh Thành, tôi rất cảm ơn vì khi đó anh đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi, nuôi tôi khôn lớn, tôi có thể nhận được sự dạy dỗ về âm nhạc tốt như vậy, trở thành thiên hậu, đều là công lao của anh. Anh đừng để tôi lo lắng, có được không? Đừng để cô lo lắng. Chiếc mặt nạ không thể phá vỡ của Diệp Minh Thành dường như có một vết nứt. Không ngờ lại như vậy, hắn nhớ đến lúc mình bị ung thư, cô khóc như hoa lê dưới mưa, không để ý đến việc đang mang thai đi tìm hắn khắp nơi, còn đến nhà họ Võ xin thuốc hộ hắn. Cho dù cô gả cho Lương Vũ Phong rồi thì trong lòng luôn có một vị trí thuộc về hắn. Trái tim Diệp Minh Thành dần dần ấm áp. Em lo lắng cho anh sao? Hắn hỏi. Cô nhìn ánh mắt hắn, nói, tôi từng yêu anh, cũng từng hận anh, cảm ơn anh nhưng cũng từng sợ anh. Diệp Minh Thành, tôi không biết anh mang ý nghĩa gì với tôi từng muốn bỏ anh ra khỏi cuộc sống tôi, không quan tâm, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà tôi không làm được. Mỗi lần anh có chuyện gì thì trong tim tôi cũng rất khó chịu, thật là kỳ quái, anh nói xem, tôi là người không có tự trọng phải không? Rõ ràng anh xấu xa như vậy, làm hại tôi nhiều lần như vậy, còn định làm hại con tôi. Cô tự giễu, chính cô cũng thấy mê man, đây có phải là ma chú không? Cô bị vận mệnh nguyền rủa nên vĩnh viễn không thể quên hắn, nóng ruột nóng gan hay đau lòng vì mỗi hành động cử chỉ của hắn. Diệp Minh Thành, anh phải hạnh phúc. Cô nói nhẹ, nếu như anh không hạnh phúc thì làm sao tôi có thể yên tâm thoải mái hạnh phúc chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Hạnh phúc là một từ xa vời với hắn từ kiếp trước, khi cô kéo hành lý muốn rời khỏi nhà, hạnh phúc trong lòng hắn đã sụp đổ và chẳng còn tồn tại nữa. Bao nhiêu năm qua hắn cố gắng bắt hạnh phúc trở lại nhưng càng ngày cô càng cách xa hắn hơn, cho tới bây giờ đã không về được nữa. Đời này kiếp này, sao hắn còn có thể hạnh phúc được nữa? Gió trên bờ biển mang theo vị đắng chát. Diệp Minh Thành nhìn cô rất lâu rồi nói, em hãy sống thật tốt, không cần quan tâm tới anh. Lúc nào không sống nổi với Lương Vũ Phong nữa thì quay lại tìm anh. Cô nghe rõ ý trong lời nói của hắn, người đàn ông này vẫn không chịu buông tay nhưng hắn cũng hứa không đến quấy rầy cuộc sống yên bình của cô.
Trong lòng cô đau như bị đánh, thấp giọng nói, Diệp Minh Thành, anh cần gì phải như vậy? Hắn cười khẽ, nụ cười tan vào trong gió biển, xa xôi và dễ vỡ, đã qua biển lớn thì sợ gì sông nước. Tiểu Linh, anh từng có em rồi thì sao còn có thể yêu người khác được nữa? Hắn nói, từ lần đầu tiên gặp, nhìn thấy cô, kết quả đã được định trước, cô là cánh bướm của hắn, là ánh sáng của hắn, là tất cả khát vọng và nhiệt tình trong cuộc sống của hắn. Nếu như thời gian quay trở lại, về mùa hè hoa diên vĩ nở rộ năm đó, hắn nhất định sẽ đeo lên tay cô chiếc nhẫn đính hôn, cho dù cô kinh ngạc hay nói hắn mắc bệnh yêu trẻ con, tất cả chẳng còn quan trọng chính là che chở cô trong lòng bàn tay, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Tiếc là trên thế gian này cho tới giờ không có từ nếu như. Gió biển nhẹ nhàng thổi, tiếng sóng biển nhẹ nhẹ như voan mong. Cô nhìn hắn rất lâu, biết rằng dù có thế nào cũng không thể khuyên được hắn, đành phải nói, chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ, tiếng nói của hắn rất ấm áp, giống như lần đầu gặp mặt, cho người ta một cảm giác rất đáng tin. Hắn nhìn vào đôi mắt cô, mỉm cười, sau lần chia tay này anh sẽ không làm phiền em nữa. Em có thể ôm anh không? Coi như là, tạm biệt, hắn giang hai tay rồi nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, cuối cùng bước chậm rãi tới gần ôm lấy hắn. Bóng dáng nhỏ xinh vừa khỏi ốm được người đàn ông cao lớn ôm vào lòng, giống như được một ngọn núi đáng tin bao quanh. Đây là một cái ôm ấm áp không mang theo chút dục vọng nào. Vào lúc này hắn giống như người cha lại như người anh, cảm giác yên tâm mà cô cảm nhận được lúc còn bé đã quay lại. Giống như là dù gặp phải điều gì ở bên ngoài cũng không cần sợ hãi. Hai người ôm nhau rất lâu, gió biển cuốn bay tay áo cô, mái tóc dài của cô bay bay trong gió. Không biết qua bao lâu, Diệp Minh Thành thấp giọng nói, giữ gìn sức khỏe, Tiểu Linh. Hắn buông cô ra, bước đi mà không hề quay lại. Cô ngơ ngác đứng trên bờ cát, nhìn bóng lưng người đàn ông dần dần đi xa, một nơi nào đó trong lòng bỗng thấy vắng vẻ như thứ gì đó mất đi không thể tìm lại được, Diệp Minh Thành. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gọi tên hắn? Người đàn ông nghe thấy tiếng cô nhưng lại không quay đầu. Ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, kiềm chế cả người run rẩy, sải bước đi lên phía trước, không dám quay đầu, sợ rằng mình vừa quay đầu lại sẽ không thể khống chế được bản thân, sẽ đoạt cô về bên cạnh mà không tiếc giá nào. Bây giờ cô đang rất hạnh phúc, nếu như mất Lương Vũ Phong thì cô sẽ chết. Đừng làm phiền cô ấy, Diệp Minh Thành nói với chính mình, một lần lại một lần. Mỗi một bước đi giống như trái tim bị khoét một miếng thịt, đau đến mức không muốn sống. Hẹn gặp lại, cô bé của anh. Hẹn gặp lại, cánh bướm của anh. Ánh nắng chiều nhuộm hồng mặt biển, hai người chìm trong đau thương chia cách không hề phát hiện ở rừng cây cách đó không xa, một phóng viên cầm máy ảnh chụp toàn bộ khoảnh khắc bọn họ gặp nhau. Tin tức lập tức được đăng lên, trong nháy mắt bùng nổ trên Internet. Các cậu xem này, trong một trung tâm thương mại thành phố Sao Băng, một nhân viên nữ cầm điện thoại gọi đồng nghiệp của mình, có người chụp được ảnh Dương Yến Linh và Diệp Minh Thành gặp riêng ở khu đông bãi biển. Nữ thần linh của mình, làm sao lại như vậy? Còn ôm nhau nữa chứ, không phải là ngoại tình chứ? Vừa hô lên một câu đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Các đồng nghiệp dồn dập chen tới, cho tôi xem chút nào, cho tôi xem một chút. Thật này, Tiểu Linh ôm Diệp Minh Thành. Ảnh hai người còn rất đẹp nữa. Đẹp cái gì mà đẹp? Vừa nhìn là biết đã ôm rất nhiều lần rồi. Các cậu xem, thân hình phù hợp thế nào? Có người tức xì khói, đáng ghét, boss Lương Vũ Phong của mình phải làm sao đây? Vừa mới khỏi bệnh thì lại gặp ngay phải chuyện này, phải đội nón xanh sao? Không thể nào, người có lý trí thì nói, lúc trước Tiểu Linh còn mở một buổi concert cầu phúc cho Lương Vũ Phong mà, không thể nào ngoại tình nhanh chóng thế được. Ai nói? Lại có người bảo, chưa bao giờ nghe thấy câu, lòng dạ đàn bà như kim đáy biển à, hơn nữa Tiểu Linh còn là vợ trước của ông chủ Diệp đấy. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà cho tàn cháy lại. Có lý, rất nhiều người gật đầu lia lia. Khắp các nơi trong nước, nhà hàng, quán bar, trên tàu điện ngầm, trong công viên. Mọi người đều đang trình diễn màn bàn luận nhiệt tình tương tự như vậy. Chỉ mấy phút mà những từ như Dương Yến Linh ngoại tình, Dương Yến Linh hẹn hò với Diệp Minh Thành, Lương Vũ Phong bị Dương Yến Linh cắm sừng đã đứng đầu trên hot search. Ngay cả ông cụ Lương trước giờ không chú ý đến tin tức giải trí cũng bị quấy rầy. Cụ chủ, Tào Hải Băng mang những tin tức truyền trên mạng đến tìm ông, làm sao đây, nếu dư luận còn tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho cậu chủ, không ngờ Dương Yến Linh lại làm ra chuyện như vậy. Ông cụ Lương cũng rất tức giận, đứa cháu dâu này đã làm ô danh nhà họ Lương thật hay sao? Ông chống gậy nói với Tào Hải Băng, đi, đi tìm Lương Vũ Phong. Hai người lái xe đến biệt thự tân hôn của Lương Vũ Phong.
Lương Vũ Phong đang ở trong phòng sách xử lý chuyện tranh chấp súng ống đạn dược đến sứt đầu mẻ trán, bỗng nhiên bị ông nội gọi ra. Còn chưa hiểu chuyện gì, xảy ra chuyện gì à? Ông cụ Lương ném ảnh chụp vào mặt anh, xem chuyện tốt mà vợ cháu làm đi. Lương Vũ Phong vừa cầm lên nhìn thì thấy bờ biển nhuốm một vầng sáng dưới ánh trời chiều. Thợ chụp ảnh đã chụp một bức ảnh Trương Phương Linh và Diệp Minh Thành rất đẹp, một nam một nữ có dáng người cao thấp, nhìn qua như một đôi tình nhân do trời đất tạo nên, hạnh phúc và tâm đầu ý hợp. Trong bức ảnh, đôi mắt cô hơi lim dim, dáng vẻ bình an thoải mái. Trong lòng Lương Vũ Phong dấy lên ngọn lửa mang tên ghen tị, nhưng mà anh bình tĩnh lại rất nhanh. Ông muốn nói gì? Ông nội, mình biết Tiểu Linh đi gặp Diệp Minh Thành, giữa bọn họ không có vấn đề gì. Trên mạng đã như ông vỡ tổ rồi. Ông cụ giận mắng, mặt mũi nhà họ Lương bị cô ta làm mất hết rồi. Đến lúc này cháu vẫn còn bảo vệ cô ta. Chẳng lẽ định bắt gian tại giường thì cháu mới bằng lòng đối diện với sự thật sao? Ông nội, Lương Vũ Phong giận tái mặt, cháu không thích ông nói Tiểu Linh như vậy. Đó là do cô ta sai trước. Ông cụ không nhường một bước. Lương Vũ Phong nhìn thẳng vào ông, thành kiến của ông với Tiểu Linh sâu quá rồi. Ông có nghĩ đến việc nếu như cô ấy không thích cháu, muốn ở bên Diệp Minh Thành thì cô ấy hoàn toàn không phải mở buổi concert cầu phúc cho cháu. Để cháu chết luôn đi chẳng phải là gọn gàng nhanh chóng hơn không? Nếu cô ấy muốn ở bên Diệp Minh Thành thì cô ấy đã ở lâu rồi. Ông cụ Lương bỗng nghẹn lời, nghĩ kỹ lại thì lời cháu trai nói hình như rất có lý. Nhưng mà bức ảnh kia là như thế nào, đừng nói với ông rằng đó là ảnh ghép. Lương Vũ Phong nhìn ra suy nghĩ của ông cụ Lương nên nói, chúng ta ở đây đoán mò thì chẳng phải chờ Tiểu Linh quay lại là sẽ biết rõ sao? Ông nội, lát nữa cô ấy về thì cô đừng mắng cô ấy, đừng làm tổn thương người thân trong gia đình. Ông cụ Lương hừ lạnh, không nói gì. Lương Vũ Phong quay đầu, nghiêm túc nhìn Tào Hải Băng đứng cạnh ông, còn cô nữa, Tào Hải Băng, không được bàn luận những điều này trước mặt Tiểu Linh. Muộn thế này cô còn theo ông nội đến đây làm gì? Để tôi bảo lái xe đưa cô về, nghỉ sớm đi. Đây là đang từ chối tiếp khách. Tào Hải Băng khẽ cắn môi, mang vẻ mặt tủi thân nhẫn nhịn. Em sợ cụ chủ sốt ruột và em cũng lo cho anh nên theo tới đây. Hơn nữa đã lâu lắm rồi chưa được gặp Hồng Nghệ, em rất nhớ thằng bé. Cô ta ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn Lương Vũ Phong khẽ nói, Dương Yến Linh để lộ ra tin tức như vậy, em lo lắng cho thằng bé. Trong lời nói có ẩn ý, nói rằng đời sống của Dương Yến Linh không đứng đắn, không xứng đáng dạy dỗ đứa trẻ. Vẻ mặt Lương Vũ Phong trầm xuống, chuyện của Tiểu Linh không tới lượt cô xen vào. Cô ta là người đã cứu sống anh, bình thường anh luôn cố gắng bao dung nhường nhịn cô ta, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đừng ai nghĩ có thể vu khống hãm hại Tiểu Linh trước mặt anh. Lương Vũ Phong, ông cụ Lương lại thấy không vui, thằng nhóc chết tiệt này, sao lại nói với con bé Tào Hải Băng như vậy? Lương Vũ Phong nói, ông nội, ông đừng quên ai mới là cháu dâu của ông. Ông để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải là thành kiến thì hôm nay đổi thành Tào Hải Băng hoặc những người phụ nữ khác gặp phải chuyện như thế này thì ông cũng sẽ chắc chắn là người đó ngoại tình sao? Ông cụ Lương không nói câu nào, bởi vì cháu trai nói rất đúng. Nếu như Trương Phương Linh muốn ở bên Diệp Minh Thành thật, hoàn toàn không cần tổ chức lễ cầu phúc cứu Lương Vũ Phong. Nếu cô đã mở buổi concert cầu phúc cho Lương Vũ Phong, lại còn đau đớn như thể đứt từng khúc ruột vào lúc cho rằng Lương Vũ Phong sắp chết, thì làm sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy cô lại ngoại tình được? Ông cụ Lương cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, được cháu trai chỉ ra thì hiểu được rằng mình đã bị thành kiến sâu sắc đối với Trương Phương Linh che mờ đôi mắt. Ông cụ than khẽ, Tào Hải Băng, đừng nói nữa. Trong chuyện này chắc là có điều gì bí ẩn. Trong lòng Tào Hải Băng hơi hụt hẫng, cô ta cố sức đến đây bôi đen Trương Phương Linh là vì cụ chủ thiên vị cô ta và căm ghét Trương Phương Linh, nhưng bây giờ cụ chủ cũng không giúp cô ta nữa. Vậy thì cô ta còn được lợi gì chứ? Cô ta sợ lại thất bại, định châm ngòi thêm mấy câu nhưng thấy sắc mặt Lương Vũ Phong xa sầm thì không dám vội vàng. Cô ta có thể được ở lại nhà họ Lương đến bây giờ thì bản lĩnh trông mặt nói chuyện đã được rèn luyện đến mức thành thạo. Tào Hải Băng cố nặn ra một nụ cười, đổi chủ đề, là em đã sai rồi, xin lỗi cậu chủ. Nhưng mà có thể cho em gặp Hậu Nghệ được không? Mấy hôm trước em bị ốm nên mới đánh thằng bé, sau khi được chữa trị đã kiểm soát được bệnh trầm cảm rồi, em rất nhớ thằng bé, rất muốn gặp thằng bé. Hậu Nghệ sẽ không gặp cô. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô ta. Mọi người quay đầu lại thì thấy Trương Phương Linh đang từ từ đi vào từ ngoài cửa, gió buổi đêm mang theo hơi lạnh khẽ thổi áo cô, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng nhìn xinh đẹp như một loài chim. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, bước chân ung dung, cởi áo choàng voan mỏng dưới sự giúp đỡ của người giúp việc nữ, đứng lại trước mặt bọn họ. Tiểu Linh, Lương Vũ Phong nở nụ cười lười biếng, em về rồi.
Cô hơi bất mãn lườm anh, ánh mắt sóng sánh, chỉ lơ đãng mà vô cùng quyến rũ, sao Tào Hải Băng lại ở đây? Ông cụ Lương đến gặp cháu trai thì cô không có ý kiến gì, nhưng Tào Hải Băng đến hóng hớt làm cái gì? Cô ấy nhớ hậu nghệ. Lương Vũ Phong giải thích qua loa với Trương Phương Linh, cho nên đi theo ông nội đến đây. Tính ra thì ông nội cũng đã lâu rồi chưa gặp hai đứa chắt, tối nay ông ở đây đi. Nhưng mà Tào Hải Băng, hậu nghệ không muốn gặp cô chờ mấy ngày nữa rồi hẹn gặp trước. Hẹn trước? Tào Hải Băng ngơ ngẩn, từ lúc nào mà cô ta muốn gặp con trai cần phải hẹn trước thế? Cậu chủ, cô ta đỏ mắt, rưng rưng muốn khóc. Lương Vũ Phong bình tĩnh, chuyện này cô cũng đừng xin tôi, Tiểu Linh mới là chủ nhà, toàn bộ việc trong nhà họ Lương đều do cô ấy quản lý. Có vấn đề gì thì cô gặp cô ấy để trao đổi. Anh biết là Tiểu Linh hay ghen nên để tránh bị nghi ngờ gì đó với Tào Hải Băng anh ném củ khoai bỏng tay này cho cô xử lý thì hơn. Quả nhiên Trương Phương Linh rất hài lòng, vẫn là chồng mình biết điều nhất. Cô cười híp mắt nhìn Tào Hải Băng, tâm lý của trẻ con yếu đuối lắm, lần trước cô đánh thằng bé như vậy nên bây giờ thằng bé vẫn mơ thấy ác mộng. Tào Hải Băng, cô hành hạ trẻ em, còn bị bệnh rối loạn tâm lý lưỡng cực, có thể nổi cáu bất cứ lúc nào. Chẳng phải tòa án đã ra phán quyết rằng cô không phù hợp để nuôi hậu nghệ, giao quyền giám hộ của hậu nghệ cho Lương Vũ Phong à? Tôi là vợ của Lương Vũ Phong, cũng là mẹ của hậu nghệ, là một người mẹ, tôi từ chối cho cô gặp thằng bé vào lúc này. Mấy câu nói của cô rất chính đáng, nghe thế nào cũng đều thấy có vẻ diễu võ dương oai. Hừ, cô thấy ngứa mắt với Tào Hải Băng, muốn chọc Tào Hải Băng tức chết, cho cô ta đến quyến rũ Lương Vũ Phong, tưởng người khác không biết cô ta có ý đồ gì chắc. Cái gì mà gặp hậu nghệ chứ, ý đồ rõ rành rành ra kia kia. Tào Hải Băng tỏ ra nhẫn nhịn, lấy lý lẽ ra để biện luận cho mình, cho dù tòa án không cho tôi nuôi dưỡng thì tôi cũng có quyền quan sát. Ả đàn bà đê tiện Trương Phương Linh này, dám tự cho mình là mẹ của hậu nghệ. Tào Hải Băng tức run cả người, khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân để mình không cư xử bất lịch sự. Không phải là cô ta yêu con nhiều cỡ nào mà thứ thuộc về cô ta sao có thể bị cô ả đê tiện Trương Phương Linh này cướp đi. Quyền quan sát gì hả? Sao tôi lại không biết? Trương Phương Linh hời hợt nói. Tôi có thể kiện cô lên tòa án. Tào Hải Băng cắn răng nói. Trương Phương Linh cười, cô kiện đi. Tào Hải Băng thấy cô không sợ sệt gì thì mới nhận ra, đâu phải người ta không biết mẹ đẻ có quyền quan sát, mà là không định để ý đến điều luật này. Trên mặt Trương Phương Linh chỉ thiếu nước viết mấy chữ, tôi đang bắt nạt cô đó, làm sao khiến Tào Hải Băng tức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không biết làm sao. Cho dù kiện thật thì sao chứ? Trương Phương Linh có ô dù cứng như vậy, nhà họ Lương còn có cả đoàn luật sư giỏi nhất toàn thế giới, muốn đối phó với một cô gái yếu đuối một mình không có thế lực sẽ dễ dàng thế nào? Tào Hải Băng hiểu, có kiện thì cũng chẳng thể thắng được. Cô ta bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn ông cụ xin sự giúp đỡ, cụ chủ. Ông cụ Lương còn chưa nói gì, Lương Vũ Phong đã nói, ông nội, nhà có lệ nhà, trước giờ chuyện như thế này đều do bà chủ xử lý, đàn ông chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn. Có lẽ nhà họ Lương là gia đình người Trung ở nước ngoài, lưu luyến quê nhà còn nặng hơn người trong nước, cũng chú trọng nhiều truyền thống văn hóa. Trước nay nhà họ Lương đều theo truyền thống đàn ông quản lý việc bên ngoài, phụ nữ quản lý việc trong nhà. Hễ là việc gia đình đều do phụ nữ quyết định. Nghe vậy, ông cụ Lương thở dài, chỉ có thể khuyên Tào Hải Băng, Hải Băng, cháu về trước đi. Tim Tào Hải Băng dần dần lạnh đi, không ngờ trước giờ ông cụ Lương luôn che chở cho cô ta giờ đây lại dừng lại vì dăm ba câu nói của người khác. Dù cô ta muốn tiếp tục đấu với Trương Phương Linh thì sao? Vô dụng thôi. Bốn chữ, đương gia chủ mẫu, chính là lệnh bài tối cao. Chỉ cần ngày nào đó Trương Phương Linh chiếm được vị trí này, thì không có ai có thể chống lại ý chí của cô. Tào Hải Băng ôm hận cúi đầu, rời khỏi biệt thự trong tiếng thúc giục của người giúp việc. Trương Phương Linh vẫn chưa hết giận, dặn dò người giúp việc, sau này không được để cô ta vào đây. Người giúp việc nghiêm nghị đáp lời. Tào Hải Băng đang đi ra cửa bỗng cứng đờ người, cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục một cách sâu sắc. Cô ta đã từng xinh đẹp tài hoa như thế, được người nhà họ Lương kính ngưỡng như thế, từ bao giờ lại rơi vào tình cảnh này? Nhìn qua ánh mắt cảm thông của người giúp việc, cô ta âm thầm nắm chặt tay. Trương Phương Linh, đều do Trương Phương Linh cả. Nếu không phải người phụ nữ đê tiện đó, bây giờ cô ta vẫn là cô gái được ủng hộ nhất nhà họ Lương. Cũng là cô gái được Lương Vũ Phong thích nhất. Cô ta không cam lòng. Gió đêm càng lúc càng lạnh, lòng cô ta cũng mang đầy tâm sự. Trong phòng khách, chỉ còn lại ba người Lương Vũ Phong, Trương Phương Linh và ông cụ Lương. Trương Phương Linh gọi một tiếng ông nội, nhất thời không biết nói gì. Ông cụ không thích thủ đoạn tàn nhẫn của cô lúc cô đuổi Tào Hải Băng, bèn răn dạy cô, Tiểu Linh, bây giờ cháu đã là đương gia chủ mẫu của nhà họ Lương,
phải luôn nhớ thận trọng từ lời nói đến hành động, phải có đức hạnh khiến mọi người nể phục. Sao cháu lại không có đức hạnh chứ? Trương Phương Linh rất không vui, không nhịn được mà cãi lại. Ông nội quản hơi nhiều việc rồi. Thật sự ông vẫn nghĩ mình là Lương Sơn Hà hô mưa gọi gió sao? Sao nhìn xem bây giờ ai độc chiếm nhà họ Lương, Trương Phương Linh cô là con gái nhà ai? Thật sự coi cô như quả hồng mềm mặc người vò dẹp xoa tròn, muốn bóp là bóp sao? Bạn nhỏ Tiểu Linh rất không vui, sao cô là chủ mẫu của nhà họ Lương mà nhiều người lại không coi cô ra gì vậy chứ? Sắc mặt ông cụ Lương trở nên khó coi. Con bé này thật sự ỷ lại nhà mẹ đẻ của mình mà coi trời bằng vung. Ông còn định tiếp tục dạy dỗ cô, thì Lương Vũ Phong nói xen vào, không phải ông nội đến thăm Thiên Uy sao? Cháu bảo người giúp việc dẫn ông ra sân sau nhé. Lát nữa thằng bé đi ngủ thì ông không gặp được đâu, Lương Vũ Phong hơi cao giọng nửa câu cuối. Ông cụ Lương tức đến độ trừng mắt nhìn anh. Thằng nhóc thối này, học được cách đe dọa cơ đấy. Nghe ý tứ trong lời nói của anh, nếu ông làng Trương Phương Linh không vui thì ngay cả Chắt cũng không gặp được. Mặc dù lần này không phải ông đặc biệt đến đây để thăm Chắt, nhưng quả thật lâu rồi không gặp, ông rất nhớ hai thằng nhóc đó. Ừ, chủ yếu là nhớ Thiên Huy, đứa bé mang dòng máu của nhà họ Lương này đáng yêu biết bao, quả thật hệt như phiên bản khi còn bé của Lương Vũ Phong, khiến người ta yêu thích hơn cả thằng cháu trai đã lớn bây giờ không biết gấp bao nhiêu lần. Tiếc rằng Tiểu Thiên Huy luôn không gần gũi ông. Ông phải dành nhiều thời gian để chơi với cậu bé, từ từ nghĩ cách để làm dịu mối quan hệ mới được. Tâm tư của ông cụ dao động, cuối cùng cũng không còn răn dạy Trương Phương Linh nữa. Lương Vũ Phong cười tủm tỉm, khen thưởng ông nội mình, trong bếp có bánh ngọt mà Thiên Huy thích ăn nhất đấy à. Nó chỉ ăn một ít cơm tối, chắc là lúc này đói bụng rồi, hay là ông mang tới cho nó nhé. Ngoài ra, dạo này nó mê hải tặc, thích nghe chuyện bắt đầu sự nghiệp của gia đình ta trước đây. Phương diện này ông nội biết nhiều hơn cháu, chỉ bằng ông ở lại đây mấy ngày, kể cho Tiểu Thiên Huy nghe nhé. Ông cụ mở cờ trong bụng, cầm bánh ngọt đi tìm thằng Chắt. Trương Phương Linh im lặng nhìn ông rời đi mới nói với Lương Vũ Phong. Anh biết Thiên Uy không thích ông mà. Trong lòng cô khó chịu, lúc trước người hạ lệnh đưa Thiên Uy đến câu lạc bộ huấn luyện chính là ông cố ruột này. Lương Vũ Phong ôm cô vào lòng, giận à? Hừ, cô lẩm bẩm, không muốn để ý đến anh. Lương Vũ Phong cười, nhéo chóp mũi nhỏ nhắn của cô, anh biết em không thích, nhưng sau này Tiểu Thiên Uy phải thừa kế gia sản, phải có sức chịu đựng hơn người bình thường, cũng phải có thủ đoạn xã giao cao minh hơn người bình thường. Nó nhất định phải học được cách làm thế nào để tha thứ thì mới biết được cái gì gọi là không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi, phải làm được thế thì nó mới có thể đi xa được trong thế giới mạnh được yếu thua này. Thật sự chỉ thế thôi sao? Cô không tin. Lần này, anh cười khổ, được rồi, anh có một nỗi niềm riêng, anh mong đứa con trai anh thương yêu nhất có thể hòa thuận với người ông anh kính trọng nhất. Cô bèn ngửa đầu nhìn anh, có phải anh cũng mong em hòa thuận với ông nội anh không? Cái đó khác. Lương Vũ Phong nói, ông nội nhận lỗi với Thiên Huy, ân hận, thật lòng thật dạ yêu thương đứa chắt này, nên anh mới mong Tiểu Thiên Huy có thể chấp nhận ông. Nhưng ông vẫn có thành kiến với em, cứ chọc em không vui. Sao anh có thể khắt khe bảo em chấp nhận ông trong tình trạng này chứ? Em và ông không đánh nhau là anh đã cảm ơn trời đất rồi. Cô bị anh chọc cười, cũng cảm nhận được anh tốn rất nhiều công sức. Dựa vào ngực anh một hồi, cô nói, anh yên tâm, em sẽ không làm anh khó xử đâu. Tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống. Trong tình yêu, cô không thể chịu được chút uất ức. Vì vậy, phần đầu, khi anh theo đuổi, cô mới lo lắng và đề phòng như vậy, thử thách anh đủ kiểu. Nhưng một khi quen nhau, kết hôn thì lại là chuyện khác, cô sẽ học cách thỏa hiệp để giữ gia đình này cho những người thân yêu. Lương Vũ Phong hôn lên đỉnh đầu cô, trong lòng đầy yêu thương. Ban đêm, anh về phòng ngủ trước, cô đến phòng Thiên Huy và Lương Hậu Nghệ kể chuyện cổ tích cho hai đứa trẻ như theo thường lệ. Hai đứa bé này vốn ở hai phòng, nhưng khi tình cảm càng ngày càng tốt, chúng đã nối liền hai phòng thành một, chính thức ở chung với nhau. Ban đầu Trương Phương Linh hơi bận tâm, dù sao Lương Hậu Nghệ cũng là đứa đầu gấu, lỡ làm hư Thiên Uy thì sao đây? Nhưng không lâu sau đó, nỗi lo lắng này đã biến mất. Thiên Uy không những không bị làm hư, mà còn khiến Lương Hậu Nghệ trở nên rất nghe lời, thật sự là một người anh tốt. Trương Phương Linh cầm cuốn truyện đi vào. Hai đứa bé ngồi ở đầu giường, cô thấp giọng đọc câu chuyện Cuộc phiêu lưu của mẹ con sói tuyết, giọng đọc trong vắt yên bình của Phượng Hoàng quanh quẩn trong không khí, bất giác đưa bọn nhỏ vào khung cảnh khiến người ta say mê. Hai đứa bé nghe đến say sưa, khi cô bỏ cuốn truyện xuống, hồi lâu sau mới trở về hiện thực. Sau đó thì sao à? Sau đó sói con thế nào à? Thiên Uy nắm lấy tay áo của cô, hỏi. Trương Phương Linh mỉm cười, dịu dàng nói,
khuya rồi, mau ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ kể tiếp cho các con nghe. Cậu bé có chút lưu luyến, nhưng vẫn rất nghe lời chui vào chăn. Trương Phương Linh rém gọn góc chăn cho cậu bé, rồi lại đi sang chỗ Lương Hậu Nghệ, bỗng nghe thấy Lương Hậu Nghệ nhẹ giọng bảo cô, dì Linh. Cậu bé chưa từng gọi cô là mẹ, có điều Trương Phương Linh cũng không để ý lắm. Cô hỏi cậu bé, sao thế? Lương Hậu Nghệ do dự một lát mới nói, có phải mẹ cháu đã tới đây không à? Trương Phương Linh không giấu giếm cậu bé, ừ, sao Hậu Nghệ biết? Lương Hậu Nghệ ngẩng đầu nhìn cô, cháu thấy bà ấy xuống xe với ông cố lúc chơi trên sân thượng. Cậu bé vốn định đi tìm ông cố chơi, ông cố còn thân với cậu hơn ba cậu nữa, nhưng nhìn thấy mẹ, cậu bé liền do dự. Trải nghiệm suýt bị mẹ đánh chết vẫn còn in sâu trong đáy lòng cậu, cậu không dám đối mặt với mẹ mình. Trương Phương Linh hỏi, Hậu Nghệ nhớ mẹ hả? Cậu bé vội lắc đầu, kiên cường nói, bà ấy đánh cháu, bà ấy là người mẹ xấu xa. Trương Phương Linh rất tán thành cách nói của cậu. Cô không có lòng tốt nói giúp tình địch, chỉ nói với cậu, nếu Hậu Nghệ không muốn gặp mẹ, vậy thì đừng gặp. Dì Linh sẽ chặn cô ta lại thay cháu. Cảm ơn dì Linh. Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trở lại, nói, bà ấy không nhớ cháu đâu, rõ ràng bà ấy chỉ đến tìm ba để mách tội của dì Linh thôi, hừ, cháu trốn đằng sau phòng khách nghe được hết. Trương Phương Linh giật mình, tố cáo chuyện gì? Lương Hậu Nghệ nói, dì Linh, bà ấy nói gì bị người ta chụp hình cảnh ôm người tên là Diệp gì đó, còn nói làm thế sẽ làm hư trẻ con. Cháu không nghe rõ lắm, sao lại làm hư cháu chứ? Trương Phương Linh cũng không nghe rõ, chẳng lẽ là chuyện cô gặp mặt Diệp Minh Thành bị người ta chụp lén? Cô rém chăn cho cậu bé, tắt đèn rồi đi ra ngoài, cúi đầu mở điện thoại di động của mình lên. Trên mạng đều là tin tức của cô và Diệp Minh Thành. Dưới ánh nắng chiều trên bờ biển, bọn họ yên lặng ôm nhau, đẹp đến mức tựa như một bức tranh. Đáng tiếc, bình luận bên dưới lại không đẹp như vậy. Dương Yến Linh dâm loạn. Đôi gian phu dâm phụ Dương Yến Linh và Diệp Minh Thành. Nhà giàu ngoại tình. Rất nhiều tin tức trái chiều chiếm cứ trang đầu. Mặc dù không ít fan trung thành lên tiếng ủng hộ cô, nhưng tiếc rằng ảnh chụp quá, vô cùng xác thực khiến sự biện bạch của đám fan trung thành trở nên yếu đuối và bất lực. Trương Phương Linh liếc sơ mấy lần rồi ấn vài trang kế tiếp. Nhưng trang web lóe sáng, hiện ra ký hiệu bị lỗi, biểu thị nội dung đã bị ai đó xóa bỏ. Cô trở về, lại ấn vào một tin tức và bài post khác, trong vòng mấy phút ngắn ngủi, ảnh chụp trên mạng bỗng nhiên bị ai đó xóa sạch sẽ, ngay cả những bình luận ác ý cũng bị xóa rất nhiều. Tiếp theo đó là lời tuyên bố của Lương Vũ Phong được công bố trên một số cổng thông tin lớn, tôi tin vợ tôi và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật với kẻ đã tung tin đồn. Lời đồn lập tức ít đi rất nhiều. Trương Phương Linh nhìn vào những trang mạng sạch sẽ, biết rằng Lương Vũ Phong đã vận dụng sức mạnh của anh, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác ấm áp. Vừa nãy cô vào nhà, anh làm như thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí không nhắc đến câu nào, chỉ yên lặng làm nhiều chuyện sau lưng cô như vậy. Nếu Lương Hậu Nghệ không nói ra, không biết chừng cho đến khi Phong ba qua đi cô cũng hoàn không hay biết gì. Cô tắt điện thoại di động, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lương Vũ Phong đã tắm xong, đang khoác áo choàng tắm nằm trên giường xem tạp chí tài chính và kinh tế. Thấy cô đi vào, anh bỏ tạp chí xuống, lười nhác cười, vợ. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay bóp mặt anh, sao anh không nói với em? Mặt anh bị bóp, nói chuyện không rõ, nói với em chuyện gì? Trương Phương Linh tức giận, càng bóp mặt anh mạnh hơn, có phải anh đã thấy những tin đồn kia không? Tại sao không hỏi em là có chuyện gì? Thật ra cô không tức giận, mà đau lòng nhiều hơn. Cô có thể tưởng tượng được một người phát hiện người mình yêu ở bên người khác sẽ có tâm trạng gì. Nếu như cô phát hiện anh và Tào Hải Băng, e rằng đã bùng nổ từ lâu, mà anh chỉ biếng nhác như vậy, làm như chẳng có chuyện gì. Cô không tin trong lòng anh không cảm thấy gì, chỉ là anh quá yêu cô nên mới không muốn dùng tâm trạng tiêu cực làm ảnh hưởng đến cô. Suy nghĩ một hồi, tim cô mềm nhũn, nới lỏng cái tay đang bóp mặt anh. Anh vẫn giữ tư thế nửa nằm trên giường, nắm lấy bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô, đặt lên môi hôn nhẹ, mới cười nhạt, nói, chút chuyện nhỏ ấy mà, anh đoán cũng có thể đoán được, nhất định là hai người đã cắt đứt hoàn toàn rồi, vì thế lúc anh ta ôm em mới không đẩy ra. Đó là lời tạm biệt cuối cùng, đúng không? Cô khẽ giật mình, coi thường khả năng biết rõ của anh. Cô cắn môi, nói nhỏ, vậy anh, thật sự không ghen sao? Không hiểu sao trong lòng cô hơi trống trải. Lương Vũ Phong nheo mắt nhìn cô, hồi lâu bỗng trầm thấp bật cười. Vào lúc cô mất cảnh giác, bỗng xoay người đè cô xuống, đôi mắt u ám, cất giọng khàn khàn, anh ghen cực kỳ, vì thế, nghĩ kỹ xem phải đền cho anh thế nào đi. Anh, người đẹp,
Anh nhẹ nhàng gẩy tay, đã kéo dây buộc áo mỏng manh của cô ra. Cô khẽ kêu một tiếng, đỏ mặt, anh. Nụ cười của anh nguy hiểm mà quyến rũ, thật sự tưởng chồng em dễ tính đến vậy sao? Không dạy dỗ em là em định trèo lên đầu anh luôn à? Anh cam đoan, lần dạy dỗ này sẽ khiến em nhớ suốt đời. Duệt, cái áo lụa mỏng đắt đỏ trên người cô liền bị xé rách, bay xuống đất cạnh giường. Mắt cô như bị lớp sương mù thật mỏng bao phủ, lúc này mới biết sợ. Hu hu hu, bình thường anh có dữ dội thế này đâu, còn xé rách áo cô nữa, giận thật rồi sao? Cảm thấy tay anh mò mẫm bên dưới, lại còn làm mạnh hơn trước đây, như cố ý khiêu khích cô, lại như cố ý làm cô đau. Cô không chịu nổi, yếu ớt xin tha, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Lương Vũ Phong, anh đừng, lời nói vỡ vụn bị anh ngăn giữa răng và môi. Suốt cả đêm, không nhẹ nhàng chút nào, cô đau muốn chết, hu hu hu, đổ đều. Sáng sớm hôm sau, cô gập người nằm lì trên giường, oán giận nhìn đồ đều kia sảng khoái đứng dậy thay đồ, âm thầm đâm từng cái một vào người rơm đều cáng nào đó. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Trong mắt cô hiện lên một làn sương mờ, cảm thấy hôm nay làm gì cũng không xong. Lương Vũ Phong cười tít mắt bưng bữa sáng đến cho cô, đút cho cô từng muỗng, sau này phải ngoan, biết không? Còn để anh nhìn thấy người đàn ông nào khác ôm em, anh không ngại làm lại lần nữa đâu. Cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt mờ sương, ngay cả cầm gối đập anh cũng không có sức. Ăn sáng xong, cô tránh sang bên không thèm đếm xỉa đến anh. Lương Vũ Phong kêu mấy tiếng vợ ơi, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hừ hừ kiêu ngạo của cô. Anh bật cười lắc đầu, bưng khay ra. Ánh nắng trong phòng khách vừa phải, anh đưa khay cho người giúp việc. Nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất, chỉ thấy Tiểu Thiên Uy và Lương Hậu Nghệ đang chơi đổi bắt. Hai đứa bé đều cầm súng giả như thật, bên trong cài đầy đạn màu vô hại, chúng đang bắt chước bắn nhau. Lương Vũ Phong nhìn một lát, phát hiện kỹ thuật bắn súng của Thiên Uy có tiến bộ, không kém là bao so với những xạ thủ trưởng thành. Còn Lương Hậu Nghệ thì bắn siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng là chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng cũng chơi rất vui với anh cả, làm trong sân đầy những vết đạn màu đủ màu sắc. Anh bất giác mỉm cười, nhìn chúng sống hòa thuận với nhau thế này, thật sự là không thể vui hơn. Một ông cụ đứng yên ở phía sau anh, Hậu Nghệ luôn chơi những trò đó với Thiên Uy, không tốt đâu. Lương Vũ Phong xoay người, ông nội. Ông cụ Lương mặc chiếc áo tôn trung sơn màu trắng, giày vải đế bệt, mái tóc đã bạc được trải không chút cầu thà. Ông ta từ từ bước đến bên cạnh Lương Vũ Phong và đứng sóng vai nhìn bọn trẻ ngoài cửa sổ. Thiên Uy cần người bạn chơi cùng ưu tú hơn, mà Hậu Nghệ không cần học tập nhiều như vậy. Người thừa kế của nhà quyền quý phải được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ. Ví dụ trò chơi bắn nhau như thế này, nhìn thì như trò chơi, nhưng trên thực tế là một kiểu giáo dục chiến đấu thực tiễn. Người thừa kế cần học được cách phân biệt rõ nguy hiểm một cách nhạy bén, chiến đấu dũng mãnh và sáng suốt hơn, học được lãnh đạo mọi người như thế nào, cũng cần có đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, những điều này không cần thiết với một kẻ ăn chơi trác táng. Lương Vũ Phong nghe vậy thì nở nụ cười, Thiên Uy rất thông minh. Thằng bé đã học được một số kiến thức tiên tiến về súng ống và chiến đấu với Ano. Hậu Nghệ không theo kịp sự tiến bộ của thằng bé nên trong giờ học thì bọn nó được tách ra. Ông cụ Lương lại nghiêm túc nói, thế vẫn chưa đủ. Cháu có chú ý không? Thiên Uy sẽ dạy tất cả kiến thức của mình cho Hậu Nghệ. Hơn nữa, Hậu Nghệ rất ngưỡng mộ nó, sẽ lấy nó làm tấm gương để trở nên chăm chỉ cố gắng. Lương Vũ Phong nhìn theo tầm mắt của ông cụ. Trong vườn hoa, Thiên Uy đang rất chăm chú sửa đúng tư thế cầm súng của Lương Hậu Nghệ, mà vẻ mặt của Lương Hậu Nghệ quả nhiên tràn đầy ngưỡng mộ. Anh không khỏi đau đầu. Thật ra, lần trước anh đã phát hiện vấn đề này, tình cảm của hai thằng nhóc quá tốt, mà Thiên Uy lại là một người anh trai có trách nhiệm quá mức. Lương Vũ Phong đã từng răn dạy Thiên Uy, bảo cậu đừng dạy lại kiến thức cho Hậu Nghệ. Không ngờ Thiên Uy lại nói với anh, ba, con là con trai lớn, đáng lẽ nên giúp em. Không phải ba nói đoàn kết chính là sức mạnh sao? Cậu ấy là em trai ruột của con, sau này lớn lên cũng là trợ lực cho con mà. Hơn nữa, lỡ đầu sau này con xảy ra chuyện gì không thể thừa kế gia nghiệp thì Hậu Nghệ có thể tiếp quản thay con. Lương Vũ Phong tức đến mức muốn đánh cậu. Đầu tiên, Lương Vũ Phong trách mắng cậu một trận, cảnh cáo cậu không được phép xảy ra chuyện, sau đó lại nói, cho dù con xảy ra chuyện, cũng là em trai mẹ con sinh ra sau này thừa kế gia nghiệp, không tới phiên Hậu Nghệ. Thiên Uy bé nhỏ chớp mắt, như vậy không công bằng với Hậu Nghệ. Trong gia tộc lớn vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Ba làm vậy là không cho Hậu Nghệ cơ hội lớn mạnh. Từ đầu cậu ấy đã không có cơ hội cạnh tranh bình đẳng với con và những anh em khác.
Thiên Uy rất thông minh nên đã đoán được ý đồ của những người lớn. Ba, thật ra ba không yêu Hậu Nghệ như yêu con, đúng không? Nếu Hậu Nghệ biết sẽ rất đau lòng. Lương Vũ Phong nói, vậy nên con sẽ không nói cho Hậu Nghệ biết, đúng không? Đứa trẻ nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu, con không muốn làm em đau lòng. Ngay sau đó, cậu lại nói một câu vô cùng thiếu đòn, ba, cách làm của ba thế này là không đúng. Lỡ đâu sau này mẹ không sinh được em trai, con lại không thể thừa kế gia nghiệp bởi vì nguyên nhân nào đó, không phải ngay cả người thừa kế thay thế cũng không còn nữa hay sao? Lương Vũ Phong quả thật muốn hộc máu mồm, rốt cuộc đứa trẻ này có phải con ruột anh hay không hả? Sao cứ thích thiên vị người ngoài thế cơ chứ? Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên trách nhiệm của con rất nặng nề, không thể xảy ra chuyện. Không đợi thằng nhóc tiếp tục đưa ra 10 vạn câu hỏi vì sao, anh đã phạt cậu đến phòng sách chép sách chiến quốc. Nhớ lại đoạn đối thoại vài ngày trước đó, đến bây giờ trong lòng Lương Vũ Phong vẫn còn nghẹn ứ. Rõ ràng thằng nhóc thúi vốn chẳng nghe lọt tai lời dạy bảo của anh, còn lén giấu người lớn dạy kỹ năng cho Lương Hậu Nghệ nữa. Phải tách hai đứa nó ra. Lương Vũ Phong cắn răng ra quyết định. Ông cụ Lương càng đa mưu túc trí hơn, phải nắm bắt chắc sự đúng mực trong đó. Thời gian hai đứa trẻ ở bên nhau còn ít, nếu tách ra quá xa, tình anh em sẽ phai nhạt rất nhanh, lớn lên không chừng sẽ có mâu thuẫn. Theo ông thấy, không bằng bồi dưỡng Hậu Nghệ một ít tài năng khác, ví dụ như trồng hoa, vẽ tranh. Lương Vũ Phong cũng như được tháo mở nút thắt, cứ như vậy, ngay cả khi hai thằng nhóc vẫn ăn ở cùng nhau như cũ nhưng cũng không liên quan quá nhiều. Làm sao mới có thể thay đổi hứng thú của Hậu Nghệ đối với những việc như trồng hoa, vẽ tranh đây? Anh cúi đầu nghiền ngẫm và trưng cầu ý kiến của ông nội, âm nhạc thì thế nào? Tiểu Linh có thể dẫn dắt nó, có sẵn tấm gương rồi. Ông cụ Lương cau mày, không được. Lương Vũ Phong nói, ông nội, ông có thành kiến với Tiểu Linh. Cháu mới có thành kiến. Ông cụ Lương tức giận đến mức trừng mắt lườm cháu trai, cháu cho rằng ông không thích cô vợ kia của cháu nên mới không cho cô ta dẫn dắt Hậu Nghệ ư? Chẳng lẽ không phải sao? Phải cái gì mà phải? Ông nội cháu đây là người lòng dạ hẹp hòi như vậy hay sao? Lương Vũ Phong rất muốn gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt tức muốn hộc máu của ông cụ thì giấu suy nghĩ thật ở trong lòng đi một cách vất vả, rồi cười rõ là nịnh nọt, ông nội có lòng dạ rộng rãi nhất. Nịnh bợ cho ông cụ thoải mái xong, ông cụ mới nói ra lý do tại sao âm nhạc không được, lỡ đầu trở thành siêu sao giống với vợ cháu, có vô số fan trên khắp thế giới, tương lai nếu gây mâu thuẫn gì với gia đình thì hàng nghìn hàng vạn fan khắp thế giới sẽ lên tiếng ủng hộ. Cháu ngẫm lại xem sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Đây cũng là nguyên nhân rất lớn khiến ông ta nhìn cháu dâu không vừa mắt. Ông cụ đã từng cẩn thận cân nhắc, với địa vị ngày nay của cháu dâu ở giới âm nhạc, cho dù không có nhà họ Trương chống lưng, nhà họ Lương muốn động vào cô cũng phải cân nhắc một chút, rất khó có thể giải quyết theo kiểu không cần đánh cũng thắng mà không tổn hao lông tóc gì. Nếu cô ta thông minh thêm chút nữa, cũng có khả năng sẽ bị cắn ngược lại một nhát. Cái nghề, ngôi sao này đã bị ông cụ xếp vào sổ đen. Lương Vũ Phong ngẫm lại cũng có lý. Ông cụ nói tiếp, diễn viên lại càng không được, trừ đám fan ra không nói, để một kẻ địch có khả năng diễn xuất cao siêu ở bên cạnh là một chuyện rất đáng sợ, tự rước lấy phiền phức. Lương Vũ Phong lại gật đầu lần nữa, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Ông nội đã suy xét chu đáo đủ các mặt rồi. Chỉ có vẽ tranh, thư pháp, trồng hoa trồng cỏ và những sở thích kiểu đó là ổn, có thể cho nó nghiên cứu cả đời, vừa không có tính nguy hiểm mà cũng sẽ không làm mất mặt nhà họ Lương, càng không tách rời được sự ủng hộ tài chính của dòng họ. Ông cụ Lương đã tính trước mọi việc và nói với Lương Vũ Phong, một khi Hậu Nghệ đắm chìm vào những yêu thích đó, cả đời đều phải dựa vào Thiên Uy nuôi dưỡng. Như vậy, quan hệ của hai anh em sẽ rất hòa thuận, hơn nữa rất an toàn cho Thiên Uy. Vậy nghe ông nội đi. Lương Vũ Phong lập tức quyết định. Bước đầu tiên phải làm là thay đổi hứng thú của thằng bé. Ngày hôm sau, khi Thiên Uy đến lớp thương mại quốc tế, Lương Vũ Phong dựng một giá vẽ trong sân nơi hai đứa trẻ thường chơi đùa, bắt đầu làm bộ làm tịch vẽ tranh. Trương Phương Linh không thể tin nổi nên đi qua đó xem thử, bông hoa này vẽ rõ là xấu. Lương Vũ Phong đần mặt, anh buông bút vẽ, quay đầu phát hiện con cá mình muốn câu thì không câu được, ngược lại câu bà xã tới nên không khỏi hơi buồn khổ. Em mà cũng nói anh vẽ xấu. Anh rất ấm ức, nói một cách công bằng, mặc dù bạn nhỏ Lương Vũ Phong không có tài năng vẽ tranh gì, nhưng chắc chắn không thể coi là vẽ xấu. Bông hoa cẩm tú cậu to đùng nở rộ trên nền vải vẽ tranh sơn dầu, màu sắc sặc sỡ, cũng coi như cảnh đẹp ý vui. Ngày hôm qua bạn nhỏ Trương Phương Linh nằm ở trên giường cả một ngày, hôm nay mới miễn cưỡng có thể xuống giường, đến bây giờ trên người vẫn còn lờ mờ đau đây, nên cô rất thù dai. Lúc này, cô cười nhạo anh không hề nể tình chút nào, môn mỹ thuật tiểu học của anh do giáo viên thể dục dây hà.
Anh xem chỗ này, còn có chỗ này nữa. Biết cái gì gọi là bố cục, biết cái gì gọi là độ sáng tối không? Làm sao em biết? Hở, làm sao em biết giáo viên thể dục dạy anh môn mỹ thuật hồi tiểu học? Lần này đổi lại là Trương Phương Linh hết chỗ nói, đúng thật là giáo viên thể dục dạy à. Cô cũng coi như phục bạn nhỏ Lương Vũ Phong kỳ cục này rồi, rốt cuộc là làm sao mà lớn được đến như vậy đấy. Để cải thiện trình độ nghệ thuật và gu thẩm mỹ của nửa kia, bạn nhỏ Trương Phương Linh không sợ vất vả mà cầm bút vẽ lên, cao ngạo nói với anh, học hỏi này. Đầu tiên cô lấy vài loại thuốc màu pha màu lại, tiếp theo chấm bút vẽ lên chỗ anh đã vẽ được một nửa. Một đóa hoa cẩm tú cầu sinh tươi lóng lánh từ từ nở rộ dưới ngòi bút của cô, thứ tự từng lớp màu vừa phong phú vừa tinh tế, cánh hoa rung rinh như thể gió thổi qua là sẽ bay xuống, đẹp đến mức làm người ta nín thở. Cô vẽ rất chậm, rất cẩn thận, dưới hàng lông mi thật dài là ánh mắt nghiêm túc, cánh môi hồng nhạt hơi mím lại mang theo một chút tập trung, một chút cám dỗ. Cô vẽ, còn anh ngắm cô. Trong một khoảnh khắc, dường như ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Một góc nhỏ bé của thế giới này yên lặng đến mức chỉ có tiếng hít thở của nhau. Hồi lâu, cuối cùng cô đặt bút vẽ xuống và khẽ nâng cằm lên nói, xong rồi. Có con bướm đón gió nhẹ từ từ bay tới, là lướt dừng lại trên bông hoa trong bức tranh của cô, lưu luyến không chịu rời đi. Lương Vũ Phong vòng lấy eo cô và ôm cô vào lòng. Anh làm gì thế? Cô bị bất ngờ, bút vẽ cọ vào quần áo ở nhà bằng vải bông trắng tinh nên hơi bực, quần áo đều bẩn cả rồi. Anh cúi đầu hôn cô, em đẹp hơn hoa. Cô cười xòa, tiện đà nâng cằm lên tỏ vẻ đắc ý vô cùng, đừng nói sang chuyện khác. Nhìn xem em vẽ tốt cỡ nào, một tác phẩm lớn của người nổi tiếng, mang đến hội chợ bán đấu giá là có thể bán ra giá trên trời đó, he he he. Anh cũng cười, cô bé này chắc là cầm tinh con mèo, lúc nào hay ở đâu cũng đều vểnh đuôi lên tận trời. Có điều cô vẽ đẹp thật, con bướm kia vẫn lưu luyến bay tới bay lui, thuốc màu chưa khô trên những cánh hoa li ti của đóa cẩm tú cầu dính vào sợi râu của nó. Lương Vũ Phong ôm cô, thưởng thức bức tranh kia rồi cảm thán, em vẽ tranh giỏi đến thế cơ à. Trước kia chưa bao giờ thấy em vẽ, chỉ học một thời gian. Cô nói, nhớ lại đời trước khi còn nhỏ, có một cô em họ bà con xa say mê Diệp Minh Thành vẽ cho hắn một bức chân dung. Diệp Minh Thành trong tranh cực kỳ đẹp, giữa những mảng sáng tối đan xen, hắn tuấn tú và lạnh lùng như thiên thần. Trong tiếng khen ngợi của mọi người, cô em họ bà con xa liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Minh Thành, nhỏ nhẹ cầu xin, anh họ treo nó ở phòng đọc sách được không? Trương Phương Linh đứng trong đám người hừng hực lòng đố kỵ, đến khi về nhà, việc đầu tiên là xé bức tranh kia đi. Diệp Minh Thành dung túng nhìn cô xé, giọng nói ấm áp và ánh mắt sâu thẳm, làm hỏng đồ của anh rồi nhớ phải đền lại. Em cũng vẽ tranh chân dung cho anh nhé. Rõ ràng là một câu nói vui đùa nhưng cô lại nghiêm túc đi học, mời giáo viên mỹ thuật giỏi nhất. Sau một năm luyện tập chăm chỉ, đợi đến năm thứ hai khi mừng sinh nhật hắn, cô cũng lấy ra một bức tranh chân dung trước mặt mọi người và cả cô em họ kia. Trong tranh, hắn càng tuấn tú và uy nghiêm hơn một năm trước, mỗi một ánh mắt, mỗi một nếp gấp đều sinh động như thật. Cô và hắn sớm chiều ở chung, cùng ăn cùng ở. Sự quen thuộc với hắn há là cái loại chỉ họ em họ có thể với tới được hay sao? Huống hồ, cô là con cưng được trời cao thiên vị, có năng khiếu hơn người đối với nghệ thuật, tập trung học tập trong thời gian một năm ngắn ngủi đã có thể vượt qua cô em họ bà con xa học chuyên ngành hội họa rất nhiều năm, bất kể là từ tình cảm hay kỹ thuật. Cô khiêu khích một cách trắng trợn và táo bạo làm cô em họ kia khóc lóc chạy mất, mà sắc mặt của mọi người trong bữa tiệc đều khác nhau, vừa ghen tị vừa chán ghét nhìn cô bé nghe nói được Diệp Minh Thành yêu chiều nhất này. Cô ngẩng cao đầu trong tiếng thì thầm của mọi người, giống như một chiến sĩ bảo vệ tài sản của mình. Cô ngồi ở vị trí gần Diệp Minh Thành nhất mà chẳng kiêng nể gì, đòi hắn bóc trái cây, gắp đồ ăn cho cô, thỏa mãn tất cả mọi đề nghị tùy hứng, vô lý bất chợt nảy lên của cô. Đó là ký ức về con gái xa xôi biết bao. Sắc mặt Trương Phương Linh hơi hốt hoảng, sau đó cô bị giam cầm. Trong một lần cãi nhau gay gắt, cô đã tự tay đập nát bức tranh kia, còn có nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh và bút vẽ. Cô đã thề sau này sẽ không bao giờ chạm vào bút vẽ nữa, không bao giờ vẽ tranh cho người đàn ông kia nữa. Sau đó chuyển thế sống lại, cô gần như đã quên là mình còn biết vẽ tranh. Cho đến hôm nay thấy Lương Vũ Phong cầm bút, ký ức xa xưa mới ập về. Em nghĩ gì vậy? Lương Vũ Phong hỏi cô. Cô hoàn hồn, không có gì. Thật ra, thứ mà em vẽ tốt nhất là tranh chân dung người, hay em vẽ cho anh một bức nhé? Cô nói vậy rồi hứng thú bỗng nhiên dâng trào. Mọi thứ trong quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện giờ cô có người đàn ông muốn chung sống cả đời, cô sẵn sàng miêu tả phồn hoa của cả thế giới cho anh.
Lương Vũ Phong cũng rất hào hứng, được, phải vẽ anh thật là đẹp trai tuấn tú vào đấy. Mi mắt cô cong cong, tự mãn thấy ghê. Hai người tìm được trò chơi mới nên bừng bừng hứng thú và gióng trống khua chiêng sai đám người làm trong biệt thự, dọn ghế dựa thích hợp, bàn gỗ, trái cây, bánh ngọt, ấm trà để làm nền. Sau đó bạn nhỏ Lương Vũ Phong ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị cho bà xã vẽ lại khoảnh khắc hùng dũng ngời sáng của mình. Rất nhiều người làm đều thập thò chen nhau ngó xem. Đầu giờ chiều, mọi người đều không có việc gì làm, hơn nữa Lương Vũ Phong và Trương Phương Linh đều rất dễ tính, không nghiêm khắc với bọn họ, cho nên bọn họ cũng có thể mạnh dạn đứng xa xa xem bà chủ vẽ tranh cho ông chủ như thế nào. Trong bụi hoa ở góc sân, một bóng người nhỏ bé cũng thò đầu ra nhìn. Hậu Nghệ, Trương Phương Linh phát hiện thằng bé đầu tiên. Thằng bé bị cô gọi toạc ra thì hơi thẹn thùng, đứng yên tại chỗ không biết làm sao giống như đã gây chuyện xấu. Mặc dù hiện giờ tình cảm của nó và Tiểu Thiên Uy rất tốt và cũng có cảm tình với Trương Phương Linh, nhưng dẫu sao cũng không coi là thân mật với cô lắm, ngay cả người, ba ruột, Lương Vũ Phong này cũng rất hiếm khi chơi cùng nó. Hậu Nghệ, lại đây! Trương Phương Linh gọi thằng bé. Thằng bé đành phải đi qua, trước mặt nhiều người như vậy nên nó hơi mất tự nhiên. Vừa nãy khi Trương Phương Linh nói chuyện phiếm với Lương Vũ Phong đã hỏi lý do tại sao anh bỗng nhiên bày ra nhiều thứ như vậy để vẽ tranh. Lương Vũ Phong nói thẳng cho cô biết là để bồi dưỡng hứng thú của Hậu Nghệ. Hiện giờ, mặc dù họ chơi tới chơi lui thành chơi lệch hướng, biến thành cô vẽ tranh cho Lương Vũ Phong, nhưng mà... Cô chợt nảy ra một ý định, như vậy cũng chưa chắc không thể bồi dưỡng hứng thú của Hậu Nghệ. Chờ thằng bé đi đến bên cạnh, cô cầm một miếng bánh ngọt làm cảnh trên bàn lên cho thằng bé ăn rồi cười tủm tỉm hỏi, Hậu Nghệ có muốn chơi cùng ba và gì không? Thằng bé ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Trương Phương Linh vẫn mỉm cười, một mình ba làm người mẫu cô đơn lắm, hay là Hậu Nghệ cũng làm người mẫu đi. Dì Linh sẽ vẽ hai ba con vào tranh cùng nhau, bảo đảm sẽ rất đẹp cho mà xem. Có lẽ nụ cười rạng rỡ của cô đã truyền cảm hứng cho đứa trẻ, Lương Hậu Nghệ do dự rồi gật đầu. Lương Vũ Phong bèn kéo thằng bé đến ngồi xuống bên cạnh, tủm tỉm xoa mái đầu nhỏ của nó, rồi lấy cho nó một miếng bánh ngọt. Lương Hậu Nghệ hiếm khi được ba mình đối xử như vậy nên bỗng dưng có cảm giác được thương mà sợ. Thằng bé vội vàng ngồi thẳng người, cố gắng thể hiện mình tốt nhất để khiến ba và dì Linh thích hơn. Hậu Nghệ thật đáng yêu. Trương Phương Linh khen thằng bé rồi nhặt bút lên tiếp tục vẽ. Vẽ chân dung là một việc cần có kiên nhẫn, không chỉ họa sĩ mà người mẫu chân dung phải giữ yên một tư thế, không nhúc nhích trong 1-2 tiếng. Trương Phương Linh lo con còn nhỏ nên không yêu cầu cao lắm với thằng bé. Hậu Nghệ, con có thể ăn chút bánh ngọt và trò chuyện với ba. Như vậy thằng bé mới có thể ngồi yên, mới có hy vọng có thể tạo nên hứng thú với nghệ thuật cho thằng bé. Thằng bé vui vẻ đáp lời, vừa ăn bánh vừa nói chuyện phiếm với ba. Không bao lâu sau, sự gò bó và rụt rè đã bị cuốn bay, thi thoảng trong sân nhà lại vang lên từng tràng cười. Lương Vũ Phong thương xót đứa trẻ không nhận được sự chăm nom của mẹ ruột nên có phần kiên nhẫn với nó hơn. Anh cố ý chọn một số chủ đề thú vị để nói, thời gian cứ thế trôi qua. Trương Phương Linh quét nét bút cuối cùng trên vải dùng để vẽ tranh sơn dầu rồi nói, xong rồi. Hai người một lớn một nhỏ vô cùng sốt sắng, vội vàng chạy lên xem. Trong ánh sáng rực rỡ, một người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang nghiêng đầu nói gì đó với đứa trẻ. Sắc mặt anh chăm chú và dịu dàng, như thể coi đứa trẻ bên cạnh là báu vật quý giá nhất trên đời. Còn đứa trẻ kia hơi ngửa đầu, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và tôn thờ người đàn ông kia. Vẽ đẹp thật, Lương Vũ Phong ca ngợi bà xã nhà mình, hóa ra anh đẹp trai như vậy cơ đấy. Trương Phương Linh cười khẽ rồi lườm anh được hưởng sái của Hậu Nghệ. Đứa trẻ dễ thương như Hậu Nghệ sao có thể tôn thờ một kẻ xấu như Ma Lem được, đành phải vẽ anh đẹp lên chút thôi. Hai người bắt đầu đùa giỡn với nhau. Lương Hậu Nghệ vừa nghe họ nói chuyện, vừa nhìn bức tranh kia. Mình trong bức tranh quả thật rất dễ thương, mặc quần áo sạch sẽ, cầm miếng bánh nhỏ xinh, ánh mặt trời hắt lên gương mặt, cứ như toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời. Nhưng điều khiến thằng bé rung động là ánh mắt Lương Vũ Phong nhìn nó trong tranh, rất chăm chú, rất dịu dàng, làm nó cảm thấy mình được ba thật sự yêu thương. Hóa ra, ba vẫn rất thích mình. Trái tim của Lương Hậu Nghệ cảm thấy ấm áp, thằng bé vươn tay muốn chạm vào bức tranh kia. Màu vẽ vẫn chưa khô đâu. Trương Phương Linh cười khẽ kéo tay thằng bé về, nếu Hậu Nghệ thích thì dì tặng cho con bức tranh này nhé. Dì sẽ bảo người làm đóng khung cho đẹp rồi đưa đến phòng của con. Có thể chứ à? Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, Trương Phương Linh nói, Hậu Nghệ thích bức tranh này không? Thích ạ, thằng bé gật mạnh đầu. Vậy thì nó sẽ là của con. Những dụng cụ vẽ tranh và màu vẽ này cũng tặng cho con,
nếu còn thích thì có thể tự mình vẽ thử xem nhé. Trương Phương Linh cười ngọt ngào, sau này có khi lại trở thành họa sĩ lớn thì sao? Dạ, thằng bé lại gật đầu thật mạnh lần nữa, trịnh trọng nhận bút vẽ mà cô đưa. Những ngày kế tiếp, quả nhiên Lương Hậu Nghệ rất hứng thú đối với việc vẽ tranh. Lúc Thiên Uy đi học, một mình thằng bé bôi bôi chét chét. Ban đầu là những khối màu rất trừu tượng, sau đó dần dần có bố cục, cũng ra hình ra dáng. Trương Phương Linh thường xuyên đến xem thằng bé, khen ngợi nó, còn dạy cho nó cách vẽ. Nhìn ánh mắt tin tưởng và ngưỡng mộ của đứa trẻ, có đôi khi cô cảm thấy mình rất nhỏ nhen. Bởi vì dù có tận tâm dạy dỗ nó đến đâu cũng không che giấu được một sự thật, cô đang diệt trừ chướng ngại vật trên con đường tương lai của Thiên Uy. Có một cậu em trai là nhà nghệ thuật tốt hơn rất nhiều so với có một cậu em trai tham vọng. Bởi vì cảm thấy bứt rứt nên cô càng tận tâm với thằng bé. Việc lớn như mời gia sư riêng, việc nhỏ như ăn cơm mặc quần áo, cô đều tự mình lo liệu. Ngay cả Tiểu Thiên Uy cũng có đôi khi sẽ ghen tị, rồi xị mặt lẩm bẩm, mẹ đối xử với Hậu Nghệ tốt quá đi. Hiện giờ lịch học của cậu kín mít, vốn chẳng có nhiều thời gian rảnh để ở bên cạnh mẹ như Lương Hậu Nghệ, mà ở cùng với ba luôn không vui sướng gì cho cam. Hu hu hu, lúc ba dạy cậu các kỹ năng, không đúng một cái là ăn đòn, nào có dịu dàng và kiên nhẫn như mẹ với Lương Hậu Nghệ. Trương Phương Linh cười, dì Tào Hải Băng không ở đây, mẹ phải chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Thiên Uy chớp mắt không nói nữa. Đứa trẻ này rất thông minh, từ đầu khi Lương Vũ Phong gọi cậu đến nói chuyện riêng thì cậu đã hiểu người lớn không thích Lương Hậu Nghệ học quá nhiều kiến thức thực dụng. Lúc này cậu đã đoán ra, Trương Phương Linh quan tâm Lương Hậu Nghệ chỉ là một phần mà thôi, quan trọng hơn là đang muốn làm Lương Hậu Nghệ đắm chìm vào thứ nghệ thuật vô dụng để không gây ra mối đe dọa cho cậu trong tương lai. Nhưng cậu cũng biết, nói toạc ra những lời này cũng không thay đổi được gì. Ba mẹ đối xử tốt với cậu, cậu đều ghi tạc trong lòng, nhưng những ấm ức mà Hậu Nghệ chịu cũng luẩn quẩn rất lâu trong lòng cậu. Sao trên đời này lại không thể được hoàn hảo vẹn toàn vậy chứ? Đứa trẻ buồn bã ngước lên nhìn trời, đây có lẽ là vấn đề khó khăn đầu tiên trong cuộc đời cậu. Trương Phương Linh vẫn dốc lòng dốc sức chăm lo cho Lương Hậu Nghệ. Hiện giờ Lương Hậu Nghệ đã gần gũi với cô hơn rất nhiều. Nó đã bỏ được rất nhiều thói hư tật xấu nhờ sự dạy dỗ của cô và gia sư riêng, không còn đánh mắng người khác tùy tiện nữa, cũng có thể phân biệt rõ tốt xấu, cũng khiến người nhà hãnh diện. Ngay cả ông cụ Lương cũng rất hài lòng. Đúng là ông cụ muốn Lương Hậu Nghệ trở thành một đứa ăn chơi trác táng, nhưng không thể là một kẻ ăn chơi trác táng làm mất mặt nhà họ Lương. Lương Hậu Nghệ có vô dụng bất tài cả đời cũng không quan trọng, nhưng không thể làm câu chuyện cho người ta đàm tiếu, để người ta cảm thấy nhà họ Lương là nhà không có nề nếp gia giáo. Trước kia cách nuôi dạy của Tào Hải Băng quá cẩu thả, suýt nữa đã làm thằng bé trở thành một đứa trẻ hoang dã không khác gì dân đen ngoài phố, một kẻ nhà quê cục nghịch. Còn Trương Phương Linh thì cẩn thận dẫn dắt thằng bé đi lên con đường nghệ thuật, cũng làm sự hoang dã trên người đứa trẻ biến thành nét phóng túng và tự do của nghệ sĩ. Đó là khí chất cuốn hút của tầng lớp quý tộc. Ông cụ Lương dần dần thay đổi ấn tượng về Trương Phương Linh, vốn cho rằng cô chẳng có gì hay, ai biết đâu bắt đầu làm bà chủ gia đình thì trái lại cũng khá có tài. Ít nhất, ở mặt dạy dỗ con cái, cô đã vượt xa Tào Hải Băng không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, ông cụ Lương uống trà ở trong sân. Lương Hậu Nghệ ôm một bức tranh tới thăm ông ta, ông cố ơi ông cố, ông xem đây là chân dung cháu vẽ tặng ông, đẹp không ạ? Đôi mắt của thằng bé sáng lấp lánh, tràn đầy sự chờ mong được khen ngợi. Ông cụ Lương nhận lấy xem. Đó là một bản phác thảo rất đơn giản, có thể thấy bố cục và những mảng sáng tối đều còn rất non nớt, nhưng dường như có một khí chất toát ra trong bức tranh, thể hiện ra được thần thái của nhân vật. Ánh mắt hiền từ và sắc sảo của ông cụ sinh động như thật trên giấy vẽ. Ông ngắm bức tranh mà như mở cờ trong bụng, liên tục nói mấy chữ đẹp. Lương Hậu Nghệ được khen nên rất vui, dì Linh cũng nói cháu vẽ rất tốt. Giỏi hơn anh trai nhiều. Ông cụ Lương ôm thằng bé lên đầu gối và hiền hòa hỏi, dì Linh nói như vậy thật à? Dạ, thằng bé gật mạnh đầu, khuôn mặt tươi cười vì phấn khích nên hơi ửng hồng. Dì nói cháu rất có năng khiếu vẽ tranh và rất ít bạn có thể so sánh với cháu. Dì nói rằng anh trai không có năng khiếu như vậy. Không phải Lương Hậu Nghệ giáp tâm hạ thấp Thiên Uy mà là anh trai thực sự quá xuất sắc, bất kể là kỹ thuật bắn súng, chiến đấu hay kiến thức về toán lý hóa văn sử triết đều vượt xa cậu. Cậu tuy sùng bái anh trai nhưng thân là con trai, cảm giác luôn bị người khác đè đầu cũng không hề dễ chịu. Hiếm khi có được một thứ giỏi giang hơn anh, sao lại không khiến cậu phấn khích cho được? Cũng bởi vì như thế nên hứng thú của cậu đối với việc vẽ tranh càng ngày càng tăng. Lúc này, ông cụ Lệ Đại Khái đã hiểu được Trương Phương Linh dạy bảo con trai như thế nào rồi. Ông cụ cười ha hả, anh trai có năng khiếu của anh,
cháu cũng có năng khiếu của cháu, như vậy rất tốt. Dì Linh của cháu cũng rất tốt. Mấy ngày nay, ông cụ vẫn luôn ở trong biệt thự, Lương Vũ Phong đã từng tìm ông cụ nói chuyện rất lâu. Lương Vũ Phong vô cùng chân thành mong ông cụ đón nhận Trương Phương Linh. Anh nói với ông cụ, ông, bất kể ông có thích Tiểu Linh hay không, mấy chục năm tiếp của cuộc đời này, chuyện cô ấy là bà chủ nhà họ Lương sẽ không thay đổi. Không vui cũng là một ngày, mà vui vẻ hòa thuận cũng là một ngày. Tại sao chúng ta không thể cùng chung sống hòa thuận chứ? Ông cụ Lương tức giận đuổi Lương Vũ Phong khỏi phòng. Nhưng bình tĩnh lại, ông lại suy nghĩ về vấn đề Lương Vũ Phong nói. Trương Phương Linh là hòn ngọc quý của dòng họ Lánh đời vô cùng lớn, tình cảm với cháu trai lại tốt, địa vị của cô vì thế không thể bị dao động. Cho dù vận mệnh có nhiều khó khăn trắc trở nhưng cháu trai đã quyết tâm muốn sống chết có nhau với cô, chuyện này chẳng còn gì mà bàn nữa. Vì sự hòa thuận của dòng họ, ngoài con đường chấp nhận Trương Phương Linh ra thì cũng không còn cách nào khác. Điều khiến ông cụ không thoải mái chính là sao bà chủ quản lý việc nhà của nhà họ Lương lại có thể yếu đuối như vậy? Trương Phương Linh không có sự khôn khéo, không có mưu tính, khả năng bày mưu tính kế bằng không, không bằng 1/10.000 của Tào Hải Băng. Bà chủ nhà như vậy thì có thể giúp đỡ được gì cho dòng họ? Cho dù có nhà mẹ đẻ vượt trội nhưng công việc của nhà họ Lương không thể lúc nào cũng dựa vào nhà mẹ đẻ của bà chủ được, chuyện này sẽ bị người ngoài cười rụng răng mất. Bởi vậy, lòng ông cụ vẫn luôn có cảm giác không thoải mái. Cho đến khi xảy ra chuyện Lương Hậu Nghệ học vẽ, ông cụ Lương bỗng nhận ra cô cháu dâu này cũng không phải là đứa vô tích sự. Cho dù lòng dạ không sâu, không hiểu được cách bày mưu lập kế nhưng cô có thể khiến gia đình yên ấm, con cháu trưởng thành hòa thuận, đối với một dòng họ lớn vô cùng phức tạp thì có gì quan trọng hơn điều này đây? Nếu so ra, Tào Hải Băng có thể là một cấp dưới tốt, có thể trở thành phò tá đắc lực, thành tâm phúc của Lương Vũ Phong, nhưng trong chuyện dạy dỗ con cái và quản lý gia đình quả thật là không bằng Trương Phương Linh. Ông cụ Lương thở dài, mà thôi. Không có người nào là 10 phân vẹn 10, cấp dưới của nhà họ Lương nhiều như vậy, cũng không thiếu một người có lòng dạ thâm sâu. Nhưng người có thể dạy dỗ bọn trẻ thật tốt thì đúng là đã ít lại càng ít. Ông cố, ông đang nói gì vậy? Lương Hậu Nghệ tò mò nhìn ông cụ. Ông cụ hoàn hồn nhìn đứa cháu nuôi, cười hiền từ nói, cháu thích dì Linh không? Thằng bé trả lời không chút do dự, thích à? Dì Linh là tốt nhất, còn tốt hơn cả mẹ cháu nữa. Dì ấy biết dạy cháu vẽ tranh, dẫn cháu đi chơi, mua quần áo mới cho cháu, kể chuyện trước khi đi ngủ đi cháu. Cháu thích dì Linh nhất? Thế giới của trẻ con đơn giản như vậy đó, ai tốt với chúng đều khắc ghi trong lòng. Mấy câu nói khiến cho ông cụ Lương lại mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu thằng bé. Lần đầu tiên ông cảm thấy, có lẽ nhà họ Lương đã có được một cô cháu dâu, chuẩn, rồi. Chưa được mấy ngày, Tào Hải Băng lại tới. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xám thêu hoa bất lý, dáng vẻ tao nhã, xinh đẹp đứng trước cửa sổ bằng kính ở phòng khách, nói với Trương Phương Linh bằng giọng điệu chậm rãi nhỏ nhẹ, Hậu Nghệ đã tốt lên nhiều chưa? Đã lâu rồi không gặp nó, tôi đến thăm nó, cô cũng không thể ngăn cản chúng tôi gặp nhau mãi mãi được. Trương Phương Linh lười giả vờ giả vịt với cô ta mà trực tiếp gọi người giúp việc tới, đi tìm Hậu Nghệ đi, bảo với thằng bé là mẹ Tào Hải Băng của thằng bé tới rồi, hỏi thằng bé có muốn gặp hay không? Cô mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi, chất liệu mềm mại, thảnh thơi lười biếng, hoàn toàn khác biệt với sự xinh đẹp của Tào Hải Băng. Trên mặt cô mang theo vẻ điềm tĩnh như có như không, vừa nhìn là đã biết cuộc sống của cô rất hạnh phúc, cả người toát ra vầng hào quang rực rỡ, tựa như một bông hoa bung nở rực rỡ. So ra, Tào Hải Băng đẹp thật đó nhưng lại quá giả tạo. Tào Hải Băng nhìn cô, suy đoán những tháng ngày hạnh phúc của cô và Lương Vũ Phong, trong lòng ngập tràn sự ghen ghét. Vốn dĩ, những tháng ngày như thế phải thuộc về cô ta mới đúng. Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Mấy ngày nay Lương Vũ Phong xa lánh cô ta, cho dù vẻ bề ngoài của cô ta vẫn miễn cưỡng duy trì được sự xinh đẹp, hào hoa, nhưng trong lòng đã sớm mất đi niềm kiêu hãnh của trước kia. Cô ta đã trở thành một người phụ nữ dễ kích động. Cô ta nói với Trương Phương Linh, Hậu Nghệ nhất định sẽ gặp tôi, đừng giả vờ sai người đi hỏi, sao mà tôi biết được cô hỏi thật hay không? Hay là lại tùy tiện tìm lý do để lừa tôi? Trương Phương Linh cười lạnh, tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào nghĩ mình là tốt nhất như cô. Hậu Nghệ có gặp cô hay không là do thằng bé quyết định. Sao cô biết thằng bé nhất định sẽ gặp cô? Đừng có đùa, chỉ dựa vào việc cô từng suýt đánh chết thằng bé là nó có thể hận cô cả đời rồi. Thật ra nào có đứa trẻ nào thù hằn lâu như vậy, suy nghĩ của bọn chúng rất đơn giản. Cho dù lúc bị đánh sợ gần chết thì sau khi mọi chuyện đã qua, mẹ ruột chỉ cần vài câu xin lỗi, dỗ dành là đã có thể bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng Trương Phương Linh không muốn cho Tào Hải Băng cơ hội đó,
Cô gái này lòng dạ quá khó lường, hoàn toàn không biết chăm sóc tốt cho con cái. Nếu để Lương Hậu Nghệ tha thứ cho cô ta, lại coi cô ta là mẹ ruột, đồng thời thân thiết và tin cậy với cô ta thì sớm muộn gì cũng có ngày thằng bé bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Trương Phương Linh và Lương Hậu Nghệ sớm chiều ở chung, nói không có tình cảm thì là giả. Bây giờ Lương Hậu Nghệ đã thật sự giống như con của cô vậy. Cô dốc lòng chăm sóc thằng bé, dạy dỗ thằng bé, không muốn thằng bé tin nhầm người xấu rồi bị tổn thương. Hai cô gái đứng đối đầu nhau trong phòng khách, không ai nhường ai. Không lâu sau, người giúp việc đã quay lại, vô cùng cung kính nói với Trương Phương Linh, thưa cô chủ, cậu chủ nhỏ Hậu Nghệ đang vẽ bướm ở trong vườn hoa phía sau, nói là không muốn gặp mẹ. Trương Phương Linh lập tức cười khẽ rồi nhìn Tào Hải Băng, đã nghe thấy chưa? Mời về. Tào Hải Băng lắc đầu, tôi không tin. Chắc chắn là cô lừa tôi. Nhất định là thế. Tào Hải Băng. Một giọng nói điềm tĩnh chín chắn của một người đàn ông vang lên, là ông cụ Lương đã tựa ở cửa hông không biết từ lúc nào. Vừa rồi lúc Lương Hậu Nghệ vẽ bướm, ông đang ở bên cạnh thằng bé, cũng nghe thấy tiếng người giúp việc thông báo nên tới xem thử, là Hậu Nghệ không nói không muốn gặp cháu. Lúc vẽ tranh, nó ghét nhất có người quấy rầy. Cháu ngồi xuống nghỉ một lát đi, chờ Hậu Nghệ vẽ xong rồi nói sau. Ông cụ khác với Trương Phương Linh không có địch ý quá lớn với Tào Hải Băng, cho dù cảm thấy Tào Hải Băng không biết dạy con nhưng vẫn rất tán thưởng tài năng của cô ta ở các mặt khác, vẫn hy vọng có thể làm dịu quan hệ giữa mẹ con cô ta. Trương Phương Linh liếc nhìn ông cụ, rốt cuộc ai mới chủ của cái nhà này đây? Sao mà ông cụ cứ tự tiện giữ khách lại như vậy chứ? Đương nhiên là ông cụ Lương hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của cô nên đành nói, Tiểu Linh, cháu đi theo ông. Gần đây, quan hệ giữa ông cụ và Trương Phương Linh đã dịu hơn, nhưng dù sao cũng không quá thân thiết, lúc có chuyện bất đồng vẫn cần phải trao đổi. Trương Phương Linh dặn dò người giúp việc, chăm sóc cô Tảo cho tốt. Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ, chăm sóc, người giúp việc hiểu ẩn ý trong câu nói của cô nên theo dõi Tào Hải Băng rất chặt, chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của cô ta khiến Tào Hải Băng không thể làm bất kỳ động tác nhỏ nào. Tào Hải Băng cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Trương Phương Linh đi theo ông cụ tới phòng nghỉ phía sau phòng khách, bất mãn nói, ông à, đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau, cháu không muốn ông nhúng tay vào. Lời lẽ của cô rất thẳng thắn. Mặc dù đã cố gắng để mình nhỏ nhẹ uyển chuyển hơn nhưng vẫn không hề khách sáo. Ông cụ Lương nhìn cô, dù có nói thế nào thì Tào Hải Băng vẫn là mẹ ruột của Hậu Nghệ, giữa mẹ con nào có thù oán sâu đậm được. Nếu cô ta đã biết sai rồi, chứng bệnh rối loạn lưỡng cực cũng không tái phát nữa thì không bằng cứ để cô ta gặp Hậu Nghệ, sớm hòa giải với thằng bé. Trương Phương Linh không muốn thằng bé bị làm hư nên hừ nhẹ rồi nói, cháu không đồng ý. Tất cả người giúp việc trong ngôi nhà này đều nghe lời Trương Phương Linh. Chỉ cần cô không đồng ý thì ông cụ Lương có nói nghìn lời vạn lời cũng vô dụng. Ông cụ Lương vô cùng tức giận, mới phát hiện ra cô cháu dâu này được lắm, sao mà mới chưa được hai ngày mà cô đã dám làm theo ý mình rồi, dám ngăn cản, công thần, là Tào Hải Băng đến gặp con của cô ta sao? Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là làm mất lòng Tào Hải Băng hay sao? Thấy ông cụ Lương nghiêm mặt, Trương Phương Linh đành nói ra nỗi lo lắng của mình. Ông, đúng là cháu không thích Tào Hải Băng thật. Nhưng cháu ngăn cản Hậu Nghệ gặp cô ta không phải hoàn toàn vì điều này. Hậu Nghệ sống bên cô ta mấy năm bị nuôi dưỡng thành ra như thế nào thì ông cũng đã thấy rồi đó. Không biết lễ phép, không biết cảm ơn, lại còn hở ra là đánh chửi người khác. Ông có cảm thấy nó giống như bản sao của Lương Vũ Vân hay không? Ông hy vọng trong dòng họ lại xuất hiện một Lương Vũ Vân thứ hai hay sao? Ông cụ Lương sững lại. Đứa cháu Lương Vũ Vân này mãi mãi là nỗi đau trong đáy lòng của ông cụ. Nếu xét một cách công bằng thì Lương Vũ Vân cũng là một người rất xuất sắc, năng lực về súng ống, mưu kế hay nắm bắt tâm lý người khác. Tất cả đều là hạng nhất. Nếu nhà họ Lương không có Lương Vũ Phong thì bàn về năng lực, Lương Vũ Vân hoàn toàn xứng đáng được chọn là người thừa kế. Đáng tiếc, rõ ràng là một đứa bé xuất sắc như vậy nhưng lại có tính cách hận đời, cuối cùng còn hại cả người thân, cũng hại chết chính mình. Những lúc tỉnh mộng giữa đêm khuya, ông cụ Lương cảm thấy đau lòng vì thằng cháu trai mất sớm khi còn rất trẻ này. Nếu lúc đó ông cụ quan đến gã nhiều hơn, dạy dỗ gã đi theo con đường đúng đắn từ nhỏ thì có phải sẽ không có kết cục sau này không? Vẻ đau buồn hiện lên trên mặt ông cụ. Trương Phương Linh mềm giọng lại, cháu không thích Tào Hải Băng, Tào Hải Băng cũng không thích cháu. Ông ạ, cô ta không hề thông thái, lễ phép như ông thấy đâu. Ông cụ lấy lại tinh thần phản bác cô, Tào Hải Băng vẫn luôn rất hiểu chuyện. Trương Phương Linh cười khẽ, có ai khoan dung với tình địch được chứ? Được rồi. Cứ coi như cô ta chưa từng để lộ sự ghen ghét với cháu ở trước mặt ông, nhưng chắc ông cũng đã nhìn thấy thái độ lúc trước của Hậu Nghệ đối với cháu rồi nhỉ? Là ai dạy nó? Ông cụ Lương không nói được lời nào,
từ sâu trong lòng, ông thật sự không muốn Tào Hải Băng mà mình luôn coi trọng lại có địch ý lớn như vậy với Trương Phương Linh. Nhưng sau khi gác Thành Thành Kiến với Trương Phương Linh sang một bên, có rất nhiều chuyện chỉ cần tỉnh táo là ông cụ có thể phát hiện ra điều bất thường. Trương Phương Linh nói, cho dù ông không bận tâm đến cháu thì cũng phải bận tâm đến Thiên Uy. Tào Hải Băng hận cháu, đương nhiên cũng hận Thiên Uy. Thái độ của Hậu Nghệ với Thiên Uy lúc trước tồi tệ như vậy. Bây giờ, hai anh em khó khăn lắm mới hòa thuận với nhau, nếu lại bị Tào Hải Băng khích bác chia rẽ, khiến Hậu Nghệ hận Thiên Uy, mười mấy 20 năm sau anh em bất hòa thì đây mới là tai họa lớn nhất của dòng họ. Không phải cô có kiến thức rộng rãi về phương diện này mà là cô quan tâm đến con của mình nên nghĩ sâu xa hơn mà thôi. Cô nhìn ông cụ với vẻ chân thành, tin rằng ông cụ chắc chắn hiểu những đạo lý mà ngay cả cô cũng hiểu này. Quả nhiên, ông cụ yên lặng rất lâu rồi thở dài. Ông cụ nói, thôi, trước khi Tào Hải Băng cắt đứt tơ tưởng với Lương Vũ Phong, không cần để cô ta gặp Hậu Nghệ nữa. Trong lòng nó đã có mục đích thì chắc chắn sẽ nghĩ cách để làm cho bằng được, đừng để dạy hư thằng bé. Khóe ơi Trương Phương Linh hiện lên nụ cười, đó là nụ cười mỉm chiến thắng. Cô rất muốn bấm like cho mình, ông cụ từng vô cùng chán ghét cô, thiên vị Tào Hải Băng mà bây giờ cuối cùng cũng có thể đứng về phía cô, đề phòng Tào Hải Băng giúp cô rồi. Cho dù là nể mặt hai đứa trẻ thì cô cũng vẫn rất thỏa mãn, dù sao thì cô cũng không muốn có mâu thuẫn quá lớn với ông nội của người cô yêu. Hai người bàn bạc xong liền quay trở lại phòng khách. Tào Hải Băng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa uống trà, dáng vẻ xinh đẹp, sống lưng thẳng tắp, ánh nắng hắt lên người cô ta như tấm lụa mỏng, bất giác thu hút ánh nhìn của mọi người. Quả là người đẹp trời sinh. Trương Phương Linh lại không hề nể nang cô ta mà cười nói, cô Tào, đợi lâu rồi, vừa nãy tôi đã trao đổi với ông nội. Gần đây khối lượng chương trình học mỗi ngày của Hậu Nghệ rất lớn nên thằng bé rất mệt, nếu thằng bé đã không muốn gặp cô rồi thì tốt hơn là đừng gặp. Con trai mà, có chủ kiến là rất tốt, chúng tôi muốn tôn trọng nó từ nhỏ, cô nói xem có đúng không? Nói năng sằng bậy, Tào Hải Băng vô cùng tức giận nhưng vẫn cố đè nén lửa giận, nhìn về phía ông cụ Lương với vẻ không thể tin nổi. Trương Phương Linh không cho cô ta gặp thì cũng thôi đi, trong dữ liệu cả. Nhưng tại sao ông cụ Lương lại cũng ủng hộ Trương Phương Linh? Cô ta bỗng có cảm giác lo lắng. Tào Hải Băng đặt tách trà xuống rồi đứng lên, nói với vẻ vừa cầu cứu vừa tủi thân, ông. Ông cụ Lương nhìn cô ta với vẻ thương hại, Hải Băng, nếu cháu đã ở nhà họ Lương thì phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Lương, đừng chống đối với nữ chủ nhân của nhà họ Lương, cháu phải làm tấm gương sáng cho những người khác. Thằng bé đã có Tiểu Linh chăm sóc rồi, sống rất tốt, cháu yên tâm đi. Tiểu Linh không cho cháu gặp là vì có lý của nó. Chờ khi nào nó cảm thấy hai mẹ con thích hợp để gặp nhau rồi thì chúng ta lại sắp xếp để hai mẹ con gặp nhau cũng không muộn. Nghe lời đi, cháu phải biết điều chứ. Tào Hải Băng vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến mức cả người run lên bần bật vì tức. Rốt cuộc còn ả Trương Phương Linh đê tiện kia đã rót lời ngon tiếng ngọt gì cho ông cụ mà lại ông cụ nói ra những lời ấy. Cô ta lảo đảo lui lại mấy bước, nước mắt chảy dọc hai bên má, cầu xin các người, đừng như vậy. Ông cụ Lương nhíu mày, đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như thế cơ chứ? A Đại, tiễn cô Tào về. Chú ý chăm sóc cho cô Tào tử tế đó, biết chưa? Ông cụ trực tiếp sai một người làm. Người làm đó đáp lời rồi nói với Tào Hải Băng, cô Tào, mời. Sắc mặt Tào Hải Băng lúc xanh lúc trắng, cảm thấy mình chẳng thể bị đối xử như vậy. Cô ta chỉ thấp giọng nói, không cần tiễn, tôi tự đi được. Nói rồi, cô ta lại chảy hai giọt nước mắt như cố kìm nén sự tủi thân. Ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Lương, cháu nghe lời ông, vậy cháu đi đây, ông. Chăm sóc Hậu Nghệ nhiều hơn giúp cháu, bảo trọng. Nói xong, cô ta ôm mặt nức nở bước vội ra ngoài. Ông cụ Lương nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng hơi áy náy, nhưng đã từng nắm giữ nhà họ Lương rất nhiều năm, ông biết rõ rằng đôi khi để đảm bảo lợi ích của cả dòng họ, buộc phải hy sinh lợi ích của một vài người, cho dù là Tào Hải Băng cũng vậy. Quá nhân từ thì không thể quản được lính, đây là sự lạnh lùng vô tình mà một người ngồi trên vị trí cao nhất định phải có. Trương Phương Linh ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, sức khỏe tốt lên từng ngày, làn da lại trở nên mịn màng sáng láng, mặt mày xinh đẹp thanh tú, vô cùng tao nhã. Tâm trạng của cô cũng tốt lên theo, bắt đầu quay trở lại với công việc ở studio, thu âm ca khúc mới. Ca khúc được thu âm đầu tiên là Phản Âm mà cô biểu diễn khi Lương Vũ Phong bệnh tình nguy kịch lần trước. Đây là một bản nhạc không lời, nhưng nó lại cảm động hơn mọi giai điệu trên thế giới. Cảm giác kỳ ảo và hơi thở thần bí khó diễn tả bằng lời vang vọng không tan, mang theo thiền ý và thần tính của đạo Phật, khiến người nghe quên hết mọi phiền não. Phản Âm vừa được tung ra đã lập tức nhận được cơn mưa lời khen. Lượng tải về trong vòng một đêm đã lập nên kỷ lục mới, bạn bè đâu đâu cũng chia sẻ, tính chủ đề trên mạng cũng tăng vọt.
Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều tràn ngập bình luận về bài hát này. Cậu đã nghe Phản Âm chưa? Chính là ca khúc được phát hành mới nhất của nữ thần Trương Phương Linh đó, thật sự quá hay. Trong sân trường, các cô gái cũng bàn tán sôi nổi với bạn bè của mình. Rất nhiều cô gái khác kích động đáp lời, nghe rồi, nghe rồi. Trong số các ca sĩ nữ không có ai đỉnh hơn Tiểu Linh. Lần trước tớ có đến buổi concert cầu phúc. Lúc ấy tớ đã nghĩ nếu có thể thu âm, phạt âm thành bài hát thì quá tốt, không ngờ mới đó mà đã được tung ra rồi. Tớ muốn giới thiệu nó cho những người khác. Các fan âm nhạc tuyên truyền một cách tự phát, tự động. Ca khúc mới vốn đã là sản phẩm của thiên hậu đẳng cấp, đằng sau nó lại là câu chuyện tình yêu đẹp như vậy, hơn nữa lại được tuyên truyền hết mình, hiệu ứng truyền miệng của lượng fan trung thành đông đảo, bài hát này nhanh chóng nổi tiếng cả nước. Thậm chí không ít nơi ở nước ngoài cũng có thể nghe được giai điệu của nó. Ngay cả Trương Phương Linh cũng kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy lượng tải về. Trong công ty Phượng Thiên Thương, người đại diện Lâm Úc Nam đi đến sau lưng cô, cũng liếc nhìn lượng tải về rồi nhanh chóng tính nhẩm sau đó cười nói, phát tài rồi, chậc chậc. Mới vài phút đã lấy lại vốn cho buổi concert miễn phí cầu phúc lần trước của cô rồi. Số tiền dư ra đủ để cô tiêu xài thỏa thích rất lâu đó, giải thưởng ca khúc đơn bán chạy nhất năm nay ngoài ca khúc này ra thì không thể là bài khác. Nhìn dư luận mà xem, giải ca khúc xuất sắc nhất và nữ ca sĩ xuất sắc nhất cũng không cần lo nữa rồi. Bây giờ, Trương Phương Linh hoàn toàn không thèm để ý tới mấy giải thưởng này. Cô ngây ra một lát với con số trên trời hiển thị trên màn hình rồi nói với vẻ vui mừng, mọi người thích là tốt rồi, cũng không uổng công tôi tốn thời gian thu âm tặng bọn họ. Lâm Úc Nam nhún vai, với địa vị, thân phận thiên hậu của cô ngày hôm nay, đừng nói đến ca khúc được dày công sản xuất như thế này, cho dù chỉ lấy bừa một ca khúc trong đống ca khúc bị vứt đi để tung ra, đám fan cuồng còn không quỳ liếm sao? Anh ta vừa nói vừa hừ lạnh với vẻ vô địch là cô đơn, rồi thong dong rời khỏi phòng làm việc. Cùng với việc cô vô địch trong giới âm nhạc, người đại diện là anh ta cũng vô cùng cô đơn vì không tìm thấy đối thủ. Ca khúc này càn quét toàn cầu, không ngừng được truyền bá, lan tỏa. Chưa được mấy ngày, thậm chí còn có một truyền thuyết huyền diệu khó giải thích, mọi người biết không? Ca khúc Phản Âm này đã được chúc phúc đó, nghe nó trước khi thổ lộ với người trong lòng là có thể thành công đó, nghe nó trước khi thi thì chắc chắn sẽ đỗ. Thật sao? Để tôi thử xem, tôi cũng thử xem. Đám fan hâm mộ tràn ngập phấn khởi thử nghiệm, không ít người đã tỏ tình thành công thật hoặc là thi được thành tích lý tưởng, ai nấy đều vui mừng như điên, vội vàng phao tin, bài hát này thật sự rất linh nghiêm. Nữ thần Tiểu Linh không hổ là phượng hoàng chuyển kiếp của nhà họ Trương, ca khúc này quả thật chính là thần khúc. Thần khúc đã được chúc phúc. Chẳng mấy chốc, trước khi tỏ tình, trước cuộc thi, thậm chí là trước khi tìm việc, trước khi vào sòng bạc, trước đủ loại chuyện lớn trong đời. Càng ngày càng có nhiều người nghe ca khúc này, mong chờ ca khúc này có thể mang đến may mắn cho mình. Trương Phương Linh cũng dở khóc dở cười, sao cô lại không biết ca khúc này còn có tác dụng như vậy nhỉ? Trái lại, lúc Trương Mặc Ngôn tới thăm em gái đã giải đáp thắc mắc cho cô, em là Phượng Hoàng, ca khúc cầu phúc mà em hát với tấm lòng cảm tạ và gửi tặng sẽ có sức mạnh của ý niệm, mặc dù sức mạnh của ý niệm này không dành riêng cho đối tượng đặc biệt nào cả nhưng vẫn có thể phù hộ cho một vài người, để bọn họ có thêm may mắn. Trương Phương Linh không thể tin nổi, chuyện này là thật sao? Em còn tưởng là tin đồn thôi chứ. Trương Mặc Ngôn thản nhiên nói, đây là phúc phận của bọn họ, cũng là phúc phận của em. Phượng Hoàng ban phúc cũng là đang tích phúc đức cho chính mình. Tiểu Linh, cuộc sống của em sau này của em sẽ càng ngày càng thuận lợi. Trương Phương Linh bắt đầu thấy vui vẻ, thấy thật may vì mình đã thu âm ca khúc này. Đương nhiên, có người linh nghiệm thì cũng có người không. Có một số người nói cô là lừa đảo, nói ca khúc phạt âm này hoàn toàn không hề thần kỳ như vậy. Cho dù có nghe trước cuộc thi thì vẫn thi trượt, có nghe trước khi đi phỏng vấn thì vẫn thất bại như thường. Thế là, rất nhiều người chia sẻ với nhau kinh nghiệm thành công và thất bại, cuối cùng còn phát triển thành đủ loại nghi thức. Ví dụ như trước khi nghe thì phải thắp hương, tắm rửa, lúc nghe thì phải chắp tay trước ngực mà niệm, lúc đang nghe thì không thể bị người khác cắt ngang. Vậy mà lại được rất nhiều người làm theo. Thấy sức nóng của ca khúc này liên tục tăng lên, website của Trương Phương Linh mỗi ngày đều tràn ngập người cầu nguyện và lễ tạ, lượng truy cập khổng lồ đến suýt nữa là sập máy chủ. Cô không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người, nghĩ ngợi một chút rồi đang quyết định mở một buổi concert phát âm đi, báo đáp tình cảm yêu mến của mọi người. Trương Mặc Ngôn nói phúc phận khi đến nghe cô biểu diễn trực tiếp nhiều hơn so với việc tải về để nghe, mà cô cũng có thể nhận được phúc đức thiện báo hơn. Tin tức mở concert vừa được tung ra đã gây nên chấn động, rất khó để mua được vé vào concert. Bất đắc dĩ, phía ban tổ chức đành phải áp dụng hình thức rút thăm trúng thưởng,
khó khăn lắm mới chọn được mấy chục nghìn người may mắn có được tấm vé vào xem concert trong vô số những fan hâm mộ. Hôm diễn ra buổi concert, Thiên Huy cũng làm ầm đòi đi xem bằng được. Trương Phương Linh rất chiều con nên lúc này chỉ cười nói, được, tiện thể còn dẫn cả Lương Hậu Nghệ đi cùng. Phóng viên truyền thông chụp được ảnh ba người cùng nhau bước xuống từ chiếc xe limousine bản dài. Cô dắt tay hai đứa bé đi lên thảm đỏ, cẩn thận phối hợp với bước chân của bọn nhỏ, vô cùng dịu dàng săn sóc. Quả là một người mẹ tốt. Các phóng viên đua nhau cảm thán. Có phóng viên bàn tán với đồng nghiệp, so ra Tào Hải Băng không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Anh đã xem bức ảnh Tào Hải Băng dắt tay Lương Hậu Nghệ lúc trước chưa? Vừa nhìn đã thấy là không hề quan tâm đến đứa bé, có đôi khi đứa bé phải chạy theo mới đuổi kịp cô ta, so sánh với Dương Yến Linh thì quả thật là Dương Yến Linh giống mẹ ruột, Tào Hải Băng giống mẹ kế. Đồng nghiệp của anh ta mở bức hình lúc trước ra, thật đó. Đứa bé này là con ruột của Tào Hải Băng ư? Trong tất cả các bức ảnh chụp hai mẹ con, Tào Hải Băng không hề nhìn thằng bé mà chỉ chăm lo cho ngoại hình của mình. Các phóng viên nhanh chóng biên tập ra một bức ảnh so sánh giữa hai người rồi gửi cho công ty truyền thông. Sau khi được biên tập lại lần nữa, chúng được tung lên mạng. Bên này, buổi concert vẫn chưa chính thức mở màn mà ở bên đó, bức ảnh so sánh giữa hai người đã tạo nên những làn sóng bàn tán sôi nổi. Tào Hải Băng ở nhà một mình, cô đơn uống rượu vang. Nghe nói hôm nay là ngày diễn ra buổi concert của Trương Phương Linh, rất náo nhiệt. Ngay cả thằng con bất hiếu Lương Hậu Nghệ đó cũng đến, có phải thằng bé đó đã sớm quên rằng rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của nó rồi hay không? Thứ ăn cháo đá bát. Tào Hải Băng siết chặt ly rượu đế cao, ngắm nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly, hung tợn nói. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Cô ta nhận điện thoại, là của phóng viên, cô Tào, cô có ý kiến gì về việc Dương Yến Linh dẫn theo con của cô đến buổi concert không? Bây giờ có lời đồn là con của cô thích Dương Yến Linh hơn mà không thích cô thấy thế nào? Cô ta tức giận nhưng lại chú ý đến hình tượng nên không tiện nổi giận, đành nói với giọng điệu cứng ngắc, không thể trả lời. Sau khi cúp điện thoại được một lúc lâu rồi mà cô ta vẫn không thể bình tĩnh lại được, tại sao bên ngoài lại có lời đồn như thế? Cô ta tự nhận là mặc dù ghét Lương Hậu Nghệ nhưng ở trước mặt người khác, tài diễn xuất của cô ta vẫn rất tốt, nhất định là con ả Dương Yến Linh đó đã ác ý hãm hại. Thế nên mới có nhiều người mù quáng hùa theo như vậy, tất cả đều nghĩ rằng Lương Hậu Nghệ không thích mẹ ruột. Nhất định là như vậy. Ánh mắt Tào Hải Băng trở nên âm u, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là phỏng vấn cô ta chuyện liên quan tới Lương Hậu Nghệ. Lần này, cô ta vẫn đáp, không thể trả lời, bằng giọng điệu cứng nhắc rồi cúp điện thoại. Nhưng chuông điện thoại càng lúc càng reo nhiều hơn, Tào Hải Băng không chịu nổi phiền phức nên tắt nguồn. Tắt máy xong mà cô ta vẫn chưa hả giận. Còn ả đê tiện Dương Yến Linh này dám lợi dụng dư luận để công kích cô ta. Sắc mặt của cô ta càng lúc càng thêm âm u, cuối cùng ly rượu vang trong tay bị đập mạnh xuống. Cô ta quay về phòng ngủ, lấy một chiếc điện thoại khác từ trong ngăn kéo bí mật ra, bấm một dãy số. Chiếc điện thoại này đã được xử lý đặc biệt, không ai có thể tra ra chủ nhân của nó, rất an toàn. Cô ta nói với đầu bên kia điện thoại, nghe đây, hành động sớm, làm ngay tối nay. Người ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc, sớm. Không phải đã nói là 3 ngày sau mới ra tay hay sao? Tối nay là buổi mở màn concert của Dương Yến Linh, có rất nhiều phóng viên truyền thông và fan, mục tiêu quá lớn, không tiện ra tay. Giọng nói của Tào Hải Băng mang theo vẻ tức giận, tôi nói hành động sớm thì cứ hành động sớm đi. Nhân lúc rối loạn để ra tay, không phải cô ta có rất nhiều fan hay sao? Sau khi giết cô ta thì đổ tội lên đầu fan của cô ta, fan cuồng vì yêu mà giết người, phản âm mất hiệu lực cầu phúc dẫn đến sự trả thù gì đó. Có rất nhiều lý do. Anh cũng dễ thoát thân. Đối phương ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Được, vậy tôi sẽ hành động vào tối nay. Nhưng đến sát giờ thay đổi kế hoạch, tôi phải gánh chịu nguy hiểm, nhớ tăng thêm tiền đó, tôi muốn giá gấp đôi. Gấp đôi? Anh điên rồi hả? Tào Hải Băng chửi. Đầu bên kia điện thoại cười dữ tợn, không trả thêm phải không? Không trả thì tôi không làm vụ này nữa. Tôi sẽ quay ra báo tin có người muốn ám sát Dương Yến Linh với Boss Lương. Cô đoán xem Boss Lương sẽ hào phóng cho tôi bao nhiêu tiền đây? Mặt Tào Hải Băng đột nhiên biến sắc, anh nằm mơ đi. Lương Vũ Phong nhất định sẽ giết anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia càng lúc càng tàn nhẫn hơn, ông đây không dọa chơi đâu. Không đưa gấp đôi tiền thì cô có thể thử xem. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng chết với nhau thôi. Tào Hải Băng hít thật sâu, khuyên nhủ bản thân phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có gì hay mà lý lẽ với loại người liều mạng này chứ? Từ sau lần cô ta bị Trương Phương Linh đuổi ra khỏi nhà họ Lương, cô ta vẫn luôn tìm kiếm sát thủ, lên kế hoạch ám sát Dương Yến Linh. Cô ta đã tính toán cẩn thận,
với mức độ thắm thiết bây giờ của Dương Yến Linh và Lương Vũ Phong, những chiêu trò bình thường như tin tức tiêu cực, tung tin đồn nhảm hay bôi xấu vụ oan hoàn toàn không có tác dụng. Cách tốt nhất để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chỉ có cách ám sát. Cô ta khó khăn lắm mới tìm được sát thủ phù hợp, không muốn lại xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào vào lúc mấu chốt này. Được, gấp đôi thì gấp đôi. Cô ta thỏa hiệp, mặc dù chỉ là cái giá gốc đã khiến cô ta phải thắt lưng buộc bụng rồi, giá gấp đôi càng khiến cô ta đi đến bên vực táng ra bại sản, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ được Trương Phương Linh, lên làm bà chủ của nhà họ Lương thì bao nhiêu tiền mà không lấy được chứ. Vụ mua bán này rất đáng giá. Tào Hải Băng an ủi bản thân. Ở đầu bên kia điện thoại, tên sát thủ cười đắc ý, vậy mới là kẻ thức thời chứ. Đầu tiên gửi tiền cọc qua đã. Tào Hải Băng chắp vá chạy vạy khắp nơi, khó khăn lắm mới gom đủ tiền, gửi vào tài khoản mà tên sát thủ chỉ định. Gửi tiền xong, cả người cô ta mệt lả, ngồi sụp xuống cầu nguyện. Ông trời, thần thánh các nơi cũng được, mà cũng được, xin hãy phù hộ cho kế hoạch ám sát được thuận lợi, có thể diệt trừ được Trương Phương Linh, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trương Phương Linh hoàn toàn không biết gì về những điều cô ta làm. Trên sân khấu chói lòa ánh sáng, cô cất lên ca khúc Phản Âm của mình. Buổi concert được tiến hành rất suôn sẻ. Ngoài ca khúc mới nhất, cô còn hát rất nhiều ca khúc nổi tiếng từ lúc vào nghề đến giờ. Những tác phẩm ở Hải Vương kiếp trước cũng được biểu diễn qua hình thức cover. Bầu không khí trong buổi hòa nhạc vô cùng sôi động, đặc biệt là khi Thiên Huy và Lương Hậu Nghệ mặc trang phục biểu diễn lấp lánh đi lên sân khấu làm khách mời. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sắp lật tung cả chân trời. Hai đứa bé cười khúc khích đáng yêu, chơi đùa rất vui vẻ. Đặc biệt là Lương Hậu Nghệ, đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn như vậy, nhận được sự gieo hò của nhiều người như vậy, sự cảm kích và sùng bái trong lòng với Trương Phương Linh lại lớn thêm vài phần. Dì Linh quả thật hoàn toàn khác với mẹ. Trước kia, lúc sống bên mẹ, mỗi ngày đều tiếp xúc với những chuyện đau khổ không vui, nhưng sống bên dì Linh thì sao? Hình như mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ. Thằng bé ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Trương Phương Linh trên sân khấu, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ, nếu dì là mẹ ruột của mình thì tốt biết bao. Danh sách ca khúc chính thức của buổi concert đã hết, Trương Phương Linh phải hát lại theo yêu cầu của khán giả rất nhiều lần mới lui được xuống được sân khấu trong sự lưu luyến của toàn thể các fan tại sân khấu, tẩy trang, nghỉ ngơi một lát. Trong phòng trang điểm chất đầy hoa tươi mà các fan tặng, Lâm Úc Nam vừa nghịch đống hoa vừa nói với cô và bọn trẻ, các fan có mặt ngày hôm nay thực sự quá đông, lát nữa lúc bọn cô đến bãi đỗ xe nhất định phải cẩn thận vào, không khéo có người mai phục tìm cô xin chữ ký hoặc làm chuyện quá khích nào đó. Trương Phương Linh vừa tháo khuyên tai ra vừa hờ hững nói, tôi biết rồi. Tháo trang sức xong, cô thay quần áo thường ngày rồi lại dặn dò Tiểu Thiên Uy cùng Lương Hậu Nghệ thật kỹ lưỡng, lát nữa bọn con phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương đó, biết chưa? Đừng để người lạ bắt cóc đi mất. Vâng, hai đứa bé ra sức gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên sự phấn khích mơ hồ, wow, kích thích quá. Thay đồ xong, Trương Phương Linh dẫn bọn trẻ xuống bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe rất yên tĩnh, phần lớn mọi người đều bị bảo vệ ngăn ở ngoài nhưng không loại trừ một vài paparazzi hoặc fan có bản lĩnh lớn có thể lẻn vào, bởi vậy Trương Phương Linh vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Vệ sĩ đi bên cạnh cách cô mấy bước, Lâm Úc Nam đi trước cô, dẫn đầu mở cửa xe cho cô. Cô nắm tay hai đứa bé đứng ở ven đường chỗ bãi đỗ xe, đột nhiên cô cảm thấy khóe mắt có ánh sáng chói lóa rọi vào, cô vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe tải đang vọt ra từ góc rẽ ở phía trước, gầm rú lao thẳng về phía cô và bọn trẻ. Mẹ! Tiểu Linh! Mấy giọng nói đồng thanh hét lên kinh hoàng. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phương Linh không kịp nghĩ nhiều, vô thức đẩy hai đứa bé ra. Hai đứa bé lảo đảo, vừa khéo bị đẩy lên người vệ sĩ đang xông tới cứu người. Ba người cả túm tụm lại. Vệ sĩ giật thót, lao lên cứu Trương Phương Linh nhưng đã không kịp nữa rồi. Đây chính là ý trời sao? Người vệ sĩ buồn bực vô cùng, sao Trương Phương Linh lại đẩy bọn trẻ ra? Theo lời dặn dò của Lương Vũ Phong, đối tượng mà anh ta ưu tiên bảo vệ nhất phải là Trương Phương Linh mới đúng. Trong chớp mắt vừa mới phát hiện ra chiếc xe tải, anh ta đã phán đoán tình hình, gần như không có khả năng đồng thời cứu được cả ba người nhưng anh ta chắc chắn có thể đẩy cô đến chỗ an toàn. Nhưng tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói bởi vì hành động cứu bọn trẻ của cô. Bây giờ, hai đứa bé đã được cứu rồi, nhưng còn cô thì sao? Cô nên làm gì đây? Cú đẩy vừa rồi đã dùng hết sức bộc phát của Trương Phương Linh. Lúc này, khi đối mặt với chiếc xe tải lao đang vun vút tới, cô đã không còn sức tránh đi. Thấy chiếc xe tải cỡ lớn đã sắp đâm vào cô, nghiền nát cô. Mẹ! Thiên Uy nghẹn ngào gào tên mẹ. Mẹ! Lương Hậu Nghệ cũng hét lên, đến giờ, đầu óc thằng bé vẫn trống rỗng,
có thứ gì đó đã làm rung động tâm hồn của thằng bé. Vào giây phút nguy cấp, người phụ nữ xinh đẹp này không hề nghĩ đến bản thân mình mà lại liều lĩnh đẩy nó về phía an toàn, không quan tâm đến nguy cơ mình sẽ bị đâm. Dường như là bản năng, tiếng mẹ cứ như vậy được thốt ra, không phải mẹ kế, cũng không phải dí linh gì đó. Lúc này, thằng bé cam tâm tình nguyện coi cô gái đã liều mạng cứu mình là mẹ ruột. Ánh đèn chói mắt của chiếc xe tải cỡ lớn rọi đến. Đoạn, vào thời khắc quan trọng, vệ sĩ đã kịp thời rút súng ra, bắn một phát vào lốp của chiếc xe tải cỡ lớn. Lốp xe bị bắn thủng, chiếc xe tải lập tức mất thăng bằng, đầu xe lệch sang một bên, đổ, dầm, một tiếng rồi dừng lại. Trương Phương Linh bị đâm bắn ra ngoài, ngã trong vũng máu trên mặt đất. Mẹ, Tiểu Thiên Uy và Lương Hậu Nghệ bật khóc, chạy ào lên. Vệ sĩ ôm chặt hai đứa bé, hai cậu chủ nhỏ, nguy hiểm. Anh ta lôi hai đứa bé lên xe, sợ tên lái xe tải còn đồng bọn, anh ta khóa chặt cửa xe lại rồi vội vàng đi kiểm tra Trương Phương Linh. Lâm Úc Nam đang ngồi bên cạnh Trương Phương Linh gọi điện thoại, 120. 120, các người nhanh lên cho tôi. Dương Yến Linh đã gặp tai nạn. Đúng, chính là ca sĩ Dương Yến Linh. Nếu cô ấy có chuyện bất trắc thì chồng cô ấy và tất cả fan trên toàn thế giới sẽ không tha cho các người đâu. Chờ đã, đừng cúp máy, nói cho tôi cách cấp cứu, nhanh lên. Bằng sự chỉ dẫn qua điện thoại, vệ sĩ và Lâm Úc Nam cùng cấp cứu cho cô. Sắc mặt Trương Phương Linh trắng bệch như tờ giấy, khắp người toàn là máu, cũng không biết máu chảy từ đâu. May mà nhờ có vệ sĩ nổ súng bắn vào bánh xe kịp thời khiến chiếc xe tải cỡ lớn lệch khỏi tuyến đường đi ban đầu nên cú va chạm này không lấy mạng cô ngay lập tức. Hô hấp của cô rất yếu, đang giằng co với thần chết. Xe cứu thương gầm rú suốt đường đi đưa cô đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu. Lương Vũ Phong cũng vội vàng chạy đến. Chuyện gì vậy? Anh chất vấn Lâm Úc Nam và vệ sĩ như một con sư tử đang trong cơn cuồng nộ. Hai người kể lại đại khái quá trình sự việc cho anh. Cuối cùng, vệ sĩ nói thêm, bởi vì là lúc kết thúc buổi concert, các vệ sĩ khác đều đi ra ngoài đề phòng người ngoài đột nhập nên hiện trường xảy ra chuyện chỉ có một mình tôi, tên lái xe gây chuyện đã chạy trốn nhân lúc mọi người đang rối ren. Là tôi đã không làm tròn bổn phận, xin lỗi, cậu chủ. Lương Vũ Phong nói, điều tra cho tôi. Ai đã hãm hại vợ và các con tôi sẽ lấy mạng của nó. Vệ sĩ nghiêm nghị tuân lệnh, cùng với Đường Thế Mạnh vừa chạy đến đi điều tra vụ án. Hai mắt Lương Vũ Phong đỏ au, đi lại ngoài phòng cấp cứu. Không biết đã đi bao nhiêu tiếng mới nhìn thấy đèn trên cửa phòng tắt đi, một bác sĩ mặc áo phẫu thuật đi ra. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Lương Vũ Phong sốt sắng hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, trên người bệnh nhân có nhiều chỗ bị gãy xương, nhiều bộ phận mềm cũng bị thương, có điều không có vết thương nào ảnh hưởng đến nội tạng. Không có gì đáng ngại, chờ sau khi liền xương lại, tĩnh dưỡng thêm một thời gian thì sẽ không sao hết. Lúc này, Lương Vũ Phong mới thở phào nhẹ nhõm, cả người buông thõng xuống giống như mất đi tất cả sức lực, anh ngồi vật ra trên băng ghế dài ở hành lang. Trương Phương Linh nhanh chóng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu để đưa vào phòng bệnh. Lương Vũ Phong ở bên giường bệnh, không hề nghỉ ngơi chút nào mà trông coi cô, cuối cùng cô cũng mở mắt ra. Tiểu Linh, em tỉnh rồi. Anh vô cùng mừng rỡ cầm tay cô, hốc mắt hơi đỏ lên. Trương Phương Linh hơi khó nhọc nhìn anh, giọng nói rất yếu ớt, Lương Vũ Phong. Thiệu, Thiên Uy đâu rồi? Còn cả Hậu Nghệ nữa, nó sao rồi? Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu, cô chỉ nhớ rõ ánh đèn sáng chói đột nhiên xuất hiện và cả tiếng hét kinh hoàng của bọn nhỏ. Lương Vũ Phong nói, bọn nhỏ đều không sao, không bị tổn thương một sợi tóc nào. Em dưỡng thương cho tốt, đừng cử động nhiều. Lúc này, cô mới yên tâm nhìn hốc mắt đỏ lên của anh, khó nhọc nở nụ cười. Đừng khóc, đàn ông đàn an, xấu chết đi được. Cô muốn giơ tay lau khóe mắt của anh nhưng do cánh tay đang bị bó bột nên không thể nào nhấc lên nổi. Lúc này, cô mới nhớ ra hỏi về vết thương của mình, bác sĩ nói thế nào? Em, không sao chứ? Anh vừa đau lòng vừa tức giận nhìn cô, em vẫn biết sợ cơ đấy. Có vệ sĩ ở đó rồi, em nể coi làm gì? Không thể lo cho bản thân mình trước được sao? Cô vẫn còn rất yếu nhưng vẫn cố chấp nói, còn dỗ dành ngược lại anh. Em là mẹ của chúng. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Anh xem chẳng phải em vẫn rất tốt đó sao? Nhìn ánh mắt của anh, cô liền biết mình không sao. Nếu quả thật có chuyện lớn như tàn tật gì đó thì anh sẽ không nói với cô bằng giọng điệu trách cứ như vậy. Anh khẽ trừng mắt lườm cô, em như thế này mà còn nói là không sao. Tổn thương vào gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày, dưỡng thương thật tốt cho anh, không được để lại di chứng nào mới được. Cô lập tức cười mềm mỏng nghe theo, được. Hai người nói chuyện một hồi, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ở nửa sau cuộc đời ở kiếp này. Hồi lâu sau,
Lương Vũ Phong hỏi, em có nhìn được rõ lái xe là ai không? Trương Phương Linh lắc đầu, lúc đó đèn pha chói mắt quá, em không nhìn được bất cứ thứ gì. Sao vậy? Không tìm được tài xế gây tai nạn hả? Anh nghi ngờ là có người cố ý muốn đâm em. Vẻ mặt Lương Vũ Phong hơi âm u. Tại sao? Trương Phương Linh hỏi. Theo lý thì khả năng ngoài ý muốn cũng rất lớn mà, ví dụ như uống rượu lái xe, ví dụ như phụ nữ mới học lái xe gì đó. Tại sao anh lại nghi ngờ là có người cố ý? Lương Vũ Phong nói, lúc vừa có chuyện, anh đã lập tức phái người đi điều tra lái xe mà đến giờ vẫn không tìm được. Nếu thật sự là chuyện ngoài ý muốn thì tên lái xe gặp chuyện bỏ trốn không thể nào trốn thoát được thiên la địa võng của nhà họ Lương. Trừ khi là có chủ mưu, gã chủ tính xong phương án ẩn náu từ trước. Trương Phương Linh dùng mình, rốt cuộc là ai lại có thủ oán lớn như vậy với cô, ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Có manh mối liên quan đến hung thủ không? Cô hỏi Lương Vũ Phong. Lương Vũ Phong lắc đầu an ủi cô, sẽ có thôi. Anh trở lại phòng làm việc, gọi mấy cấp dưới Tâm Phúc đến triển khai việc điều tra, trong đó có cả Đường Thế Mạnh. Bây giờ Đường Thế Mạnh không chỉ là tổng giám đốc của trung tâm huấn luyện nữa mà còn gánh vác một chức trách quan trọng, đó là trợ thủ đắc lực cho anh. Lương Vũ Phong hỏi Đường Thế Mạnh, cậu ở trong nước lâu nhất, quen thuộc với giới showbiz nhất, bình thường bà chủ có những kẻ thù nào? Nếu không thể nào điều tra được lái xe gây chuyện thì suy luận ngược lại, xem bình thường Trương Phương Linh đã đắc tội với người nào, là ai mà có thâm thù đại hận đến vậy, muốn đẩy cô ấy đến chỗ chết. Đám anh nói, bình thường bà chủ có đắc tội với người khác, nhưng đều là mấy mâu thuẫn nhỏ như tranh giành tài nguyên thôi, vẫn chưa đến mức khiến người ta hận đến mức bất chấp nguy hiểm đắc tội với nhà họ Lương mà ám sát cô ấy. Boss, tôi đoán rất có thể là kẻ thù của nhà họ Lương. Đoán chừng là bởi vì không thể ra tay với anh nên mới chuyển hướng sang bà chủ và bọn trẻ. Cách nói của anh ta cũng có lý, Lương Vũ Phong châm một điếu thuốc, trầm ngâm. Một cấp dưới Tâm Phúc khác lại nói, người có thâm thù đại hận không phải là không có, bà chủ gả cho anh, lại còn nuôi dưỡng cậu chủ hậu nghệ, đối với cô Tào Hải Băng thì chính là thâm thù đại hận. Lương Vũ Phong giật mình, sao anh lại quên mất cô ta? Đường Thế Mạnh lên tiếng trách móc, rách, anh nói bậy bạ gì đó. Tào Hải Băng đã kề vai chiến đấu với chúng ta nhiều năm như vậy, cô ấy tuyệt đối trung thành với Boss, sao có thể ra tay với vợ con của Boss được? Jack nói, trung thành với Boss không có nghĩa là trung thành với bà chủ. Quan hệ của Tào Hải Băng ở nhà họ Lương đúng là rất tốt, nhưng vẫn luôn có người không bị ảnh hưởng mà tỉnh táo phân tích vấn đề. Đường Thế Mạnh còn định nói gì đó thì Lương Vũ Phong đã dập điếu thuốc, điều tra tập trung vào Tào Hải Băng, cả những kẻ thù khác của nhà họ Lương nữa, xem gần đây thế lực nào đang hoạt động ở thành phố Sao Băng. Điều tra hết cho tôi. Boss, anh làm như vậy sẽ khiến Tào Hải Băng mất lòng đó. Đường Thế Mạnh sốt sắng. Đường Thế Mạnh, Lương Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt của anh ta, dưới ánh mặt trời ảm đạm, ánh mắt của anh sắc bén như chim ưng đang đi săn, tôi có thể tin tưởng cậu hay không? Đường Thế Mạnh càng cuống cuồng hơn, đương nhiên. Đã bao năm rồi, ngài cũng đã nhìn thấu sự trung thành của tôi. Trong lúc nóng lòng muốn chứng minh lòng dạ, anh ta đã dùng chữ, ngài, hiếm khi nói đến. Boss, tôi nói giúp cho Tào Hải Băng chỉ là vì hy vọng mọi người có thể chung sống hòa thuận mà thôi, tôi không muốn nội bộ nhà họ Lương nổi sóng gió nào hết. Nếu Tiểu Linh có chuyện bất trắc thì đó mới thật sự là sóng gió. Tào Hải Băng để ý đến đại cục như vậy, cô ấy sẽ không ra tay với bà chủ đâu. Vậy sao? Lương Vũ Phong khẽ nói giống như là đang hỏi Đường Thế Mạnh, lại giống như là đang lẩm bẩm. Có lẽ trong các việc khác, Tào Hải Băng là một cô gái biết đại cuộc, nhưng liên quan đến tình yêu thì... Anh nhớ cô gái ấy từng một thân một mình xuyên qua rừng cây nguyên thủy, cố chịu đựng sự nhục nhã để cứu anh đang trọng thương hấp hối. Trong lòng anh hơi nhói đau, giống như bị chiếc gai đâm vào. Lương Vũ Phong nói, tôi cũng hy vọng không phải cô ấy. Nhưng đứng trước tình yêu, không mấy người có thể giữ được lý trí. Đường Thế Mạnh, tôi hỏi cậu, nếu thật sự là Tào Hải Băng đã ra tay với Trương Phương Linh thì cậu còn đứng về phía cô ta không? Tào Hải Băng sẽ không. Tôi nói là, nếu như... Đường Thế Mạnh yên lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lương Vũ Phong, vẻ mặt của anh ta cũng nghiêm túc, đưa ra câu trả lời của mình, nếu quả thật là Tào Hải Băng làm chuyện đó thì tôi tuyệt đối không bao che cho cô ấy. Mặc dù nếu xét về tình cảm cá nhân thì thiện cảm của anh ta với Tào Hải Băng lớn hơn với Trương Phương Linh rất nhiều. Nhưng anh ta càng hiểu rõ hơn rằng, bà chủ hiện tại của nhà họ Lương là Trương Phương Linh, mẹ đẻ của người thừa kế tiếp theo cũng là Trương Phương Linh, sự an nguy của Trương Phương Linh quan trọng hơn cả 100 Tào Hải Băng cộng lại. Anh ta sẽ không để tình cảm cá nhân làm mụ mị đầu óc. Lương Vũ Phong nhìn anh ta chăm chú. Được. Chuyện của Tào Hải Băng giao cho cậu đi điều tra. Rốt cuộc cô ta có tội hay không, cậu có thể đích thân kiểm chứng.
Boss, lần này là Jack sốt sắng, sao có thể để Đường Thế Mạnh đi điều tra Tào Hải Băng được? Lỡ như hung thủ thật sự là Tào Hải Băng mà lại bị Đường Thế Mạnh che giấu thì phải làm sao? Đường Thế Mạnh cũng kinh ngạc, không ngờ Lương Vũ Phong lại giao chuyện quan trọng như vậy cho anh ta. Boss, anh ta cũng nghi hoặc lên tiếng. Nếu cậu cho rằng mình không thể đảm đương được trách nhiệm này thì cũng có thể từ chối. Lương Vũ Phong bình thản nói, đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Anh không hy vọng vì chuyện của Tào Hải Băng mà khiến một cấp dưới quan trọng như vậy có khúc mắc trong lòng, không bằng nhân cơ hội này để Đường Thế Mạnh tự điều tra làm rõ chân tướng. Lương Vũ Phong cũng không hy vọng người phạm tội là Tào Hải Băng, nhưng lỡ như thật sự là Tào Hải Băng thì sao? Với kết quả do Đường Thế Mạnh kiểm chứng, rất nhiều người trong dòng họ Hướng về Tào Hải Băng cũng không thể nói gì được. Anh làm như vậy là vì Đường Thế Mạnh và những người cấp dưới đó, cũng là vì Trương Phương Linh. Chỉ có như thế thì trong trường hợp nếu thật sự là Tào Hải Băng đã phạm tội, mới khiến các thuộc hạ của anh không quay sang căm hận Trương Phương Linh. Nói tới nói lui thì Trương Phương Linh cũng là người ngoài, muốn đứng vững ở nhà họ Lương thì chỉ sinh một đứa con trai vẫn chưa đủ, còn phải trải qua sự hòa nhập và tiếp xúc, chăm chút cho các mối quan hệ dài về sau. Lương Vũ Phong hy vọng sẽ có một ngày, các cấp dưới có thể ủng hộ Trương Phương Linh giống như ủng hộ Tào Hải Băng. Đường Thế Mạnh nhìn Lương Vũ Phong với ánh mắt phức tạp. Thật lâu sau, anh ta mới nói, tôi có thể gánh vác được chuyện này. Lương Vũ Phong cười, đừng để tôi thất vọng. Cứ như thế chuyện này đã được quyết định xong, Đường Thế Mạnh bắt đầu điều tra Tào Hải Băng, điều tra truy xét tất cả hành tung không phân lớn nhỏ của Tào Hải Băng trong khoảng thời gian này, những nơi cô ta từng đi, người cô ta từng gặp, điện thoại mà cô ta từng gọi. Tào Hải Băng hoàn toàn không ngờ rằng người âm thầm điều tra cô ta lại là người vẫn luôn đứng bên cạnh cô ta, Đường Thế Mạnh. Cô ta không có nhiều sự đề phòng đối với Đường Thế Mạnh nên vô ý đã để lộ ra chút dấu vết. Những dấu vết này khiến Đường Thế Mạnh cảnh giác, cho dù anh ta không muốn thừa nhận nhưng tố chất chuyên nghiệp cực kỳ cao vẫn khiến anh ta lựa chọn hành động. Anh ta lắp đặt mấy camera giám sát và máy nghe trộm ở chỗ của Tào Hải Băng. Không lâu sau đó, anh ta đã lấy được chứng cứ. Đúng là đồ ăn hại, sao có một người mà cũng không đâm chết được. Trong phòng, Tào Hải Băng tức điên người gọi điện thoại cho tên sát thủ, thế mà còn có mặt mũi tới đòi tiền tôi hà. Cút, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó mà Tào Hải Băng mất kiên nhẫn, đừng lôi mấy thứ vô dụng ra để biện minh nữa, Lương Hậu Nghệ là con trai của tôi thì sao chứ? Một mình nó đổi được hai người là Dương Yến Linh, Lương Thiên Huy, đáng lắm. Lại một lát sau đó, bớt uy hiếp tôi đi, tự anh đâm thì tự đi mà giải quyết. Không phải còn ả đê tiện kia vẫn đang nằm ở bệnh viện hay sao? Anh nghĩ cách giết chết cô ta. Giá gấp bội, nếu không xử được cô ta thì anh đừng hòng có được một xu nào từ số tiền còn lại. Nói xong, cô ta tức giận cúp điện thoại. Đường Thế Mạnh nghe mà sợ hết hồn hết vía. Anh ta không ngờ hóa ra lại là Tào Hải Băng làm thật. Không ngờ Tào Hải Băng trước giờ luôn hào phóng trang nhã lại có bộ mặt hiểm ác như thế. Khi cô ta chửi lấy chửi để Trương Phương Linh là đồ đê tiện, có khác nào mấy mụ đàn bà chợ búa đanh đá chứ? Kinh khủng hơn cả là cô ta nói dùng Lương Hậu Nghệ để đổi lấy hai người Dương Yến Linh và Thiên Huy. Hổ dữ còn không ăn thịt con, lòng dạ cô gái này còn độc ác hơn cả hổ. Nếu chiếc xe tải cỡ lớn ấy đâm trúng thì không nói đến Dương Yến Linh mà ngay cả hai đứa con trai của Lương Vũ Phong cũng sẽ mất mạng. Nhà họ Lương chỉ có hai cậu chủ nhỏ này, cả dòng họ đều dốc sức bảo vệ. Vậy mà vào trong miệng cô ra đã thành vật chôn cùng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đường Thế Mạnh vô cùng kinh hãi, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt đối không thể cưới cô gái như Tào Hải Băng về làm vợ. Không còn thời gian để anh ta tiếp tục sợ hãi nữa. Tào Hải Băng vẫn chưa hết hy vọng, cô ta giục sát thủ tiếp tục ám sát Trương Phương Linh. Đường Thế Mạnh lo cho sự an nguy của Trương Phương Linh, ngay lập tức báo cáo kết quả điều tra cho Lương Vũ Phong. Lương Vũ Phong cầm tờ kết quả, ánh mắt thẳm sâu khó lường. Quả nhiên là cô ta. Đường Thế Mạnh lo lắng nhìn anh, Boss, anh định xử lý thế nào? Lương Vũ Phong quyết đoán, điều thêm người bảo vệ cho bà chủ, mau chóng bắt Tào Hải Băng lại, giam giữ thật chặt. Đường Thế Mạnh cầu xin, Boss, Tào Hải Băng đã theo anh lâu như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao, thôi thì coi như cô ta bị ma xui quỷ khiến, bị tình yêu làm cho u mê nên mới có hành động như vậy, xin anh. Làm tốt nhiệm vụ của cậu đi. Giọng Lương Vũ Phong trở nên lạnh lùng. Đường Thế Mạnh nhìn sắc mặt đáng sợ của anh, ngậm miệng. Anh ta không biết, Lương Vũ Phong có thể khoan nhượng tha thứ cho cô ta cho dù cô ta làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ những chuyện liên quan tới Trương Phương Linh, Lương Vũ Phong sẽ không nhượng bộ. Nếu như hôm nay anh dung túng cho Tào Hải Băng, thì ngày sau có kẻ khác bắt chước theo cô ta thì sao? Không thể vì lòng tốt bụng nhất thời mà khiến Trương Phương Linh gặp nguy hiểm được.
Lương Vũ Phong tới bệnh viện thăm Trương Phương Linh, thông báo với cô kết quả điều tra. Trương Phương Linh cũng rất khiếp sợ, lại là cô ta. Ngay cả tính mạng con trai mình mà cô ta cũng không quan tâm. Cô ta căm hận vì hậu nghệ thân thiết với em. Lương Vũ Phong nói, ngay cả anh cũng lần đầu tiên phát hiện Tào Hải Băng không những hung ác với kẻ thù mà cũng vô cùng độc ác với người thân của mình. Một người có thể xuống tay với cả con trai ruột thì còn có gì mà cô ta không làm được. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của Trương Phương Linh, suy nghĩ cách xử lý Tào Hải Băng. Trương Phương Linh cũng đã nghĩ tới chuyện ấy, anh định xử lý cô ta thế nào? Lương Vũ Phong trầm ngâm rồi nói ra quyết định của mình, nhà giảm ích thì sao? Nhà giảm ích, đây là lần đầu tiên Trương Phương Linh nghe thấy cái tên này, cô tò mò hỏi, đó là nơi nào? Một nơi vô cùng bí ẩn trên thế giới này. Lương Vũ Phong nói, nó được xây dựng bởi liên minh giữa các thế lực lớn và vài cường quốc trên thế giới, chuyên để giam giữ những tên tội phạm giết người liên hoàn, những tên tội phạm cực kỳ hung ác và biến thái. Họ bị giam giữ ở đó cả đời, người nào đi vào thì sẽ không ra ngoài được nữa, trong đó loạn tới mức ngay cả quản ngục cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhốt Tào Hải Băng vào đó là để trừng phạt cô ta, cũng cho cô một cơ hội, ở trong đó, người thảm nhất sẽ khổ hơn cả chết, vẫn sống tốt thì cũng có thể xưng vương xưng bá. Cô ta từng cứu mạng anh, lại là mẹ ruột của hậu nghệ, anh không muốn tuyệt đường sống của cô ta. Trương Phương Linh im lặng một lát, lúc này mới gật đầu, cũng được. Ơn cứu mạng không thể không báo đáp, nhưng tội mưu sát cũng cần phải trừng phạt, cách xử lý này là kết quả tốt nhất của sự đánh đổi rồi. Huống chi, đến khi Lương Hậu Nghệ trưởng thành, nếu như thằng bé biết chuyện mẹ đẻ mình vì cô mà chết, sợ là trong lòng cũng không thoải mái. Bây giờ, cô và Lương Hậu Nghệ càng ngày càng thân thiết, cô không muốn thằng bé xa cách cô. Lương Vũ Phong đau lòng ôm cô vào lòng mình, cảm ơn em. Cô khẽ cười nhạt, giữa chúng ta còn cần nói thế sao? Cũng như anh tin tưởng cô có thể xử lý tốt chuyện của Diệp Minh Thành vậy, cô cũng tin anh có thể xử lý tốt chuyện của Tào Hải Băng, nắm tay đến già, cùng hội cùng thuyền, nói chung chính là như thế. Tào Hải Băng bị bắt. Trong phòng giam, sắc mặt cô ta tái nhợt, nhưng vẫn cô cùng ngoan cố, tôi bị oan. Tôi muốn gặp Lương Vũ Phong. Đáp lại cô ta là tiếng cửa thép của nhà lao từ từ mở ra, Trương Phương Linh ngồi trên xe lăn, được một vệ sĩ đẩy vào trong phòng. Đã lâu không gặp, cô nhìn Tào Hải Băng, khẽ mỉm cười. Ánh mắt Tào Hải Băng thay đổi, cô bị liệt sao? Trương Phương Linh chỉ cười, thật tiếc đã để cô thất vọng, tôi vẫn còn khỏe lắm. Chỉ là bị gãy mấy cái xương mà thôi, vừa mới tháo thạch cao ra thôi, thực ra cũng có thể đi lại rồi, nhưng Lương Vũ Phong cứ khăng khăng không cho, bắt tôi phải ngồi xe lăn. Anh ấy vì yêu nên lo lắng quá mức thôi. Khoe khoang một cách lộ liễu. Nghe nói cô không bị sao cả, ban đầu Tào Hải Băng thất vọng lắm, lại thấy cô dương dương đắc ý khoe khoang tình cảm chỉ thì hận tới mức không thể xông tới xé nát mặt cô ra. Khó khăn lắm mới kìm nén được lòng đố kỵ cháy hừng hực trong lòng, Tào Hải Băng nén giận nói với Trương Phương Linh, nếu cô không sao thì quá tốt rồi, sao tôi có thể hại cô được? Tôi bị oan mà, thật sao? Trương Phương Linh khẽ cười lạnh, đã đến lúc này rồi, cô ta còn ngụy biện. Tào Hải Băng nhìn cô ta với ánh mắt chân thành, cô chủ, cô phải tin tưởng tôi. Lúc ấy hậu nghệ cũng ở đó, tôi yêu thằng bé còn không hết, làm sao có thể hại nó được? Cô vẫn còn mặt mũi mà nhắc tới hậu nghệ sao? Trương Phương Linh không thể kiềm được cơn giận, giữa tình địch với nhau thì chỉ có cô chết tôi sống. Kiếp trước cô đã khinh thường Trương Ngọc Vân một lần, nên cũng chẳng thấy kinh ngạc, thế nhưng là giữa mẹ con ruột thì sao? Tào Hải Băng cô còn là người không? Thằng bé còn nhỏ như thế cô cũng dám xuống tay. Lần trước suýt chút nữa đã đánh chết hậu nghệ, lần này còn định giết nó luôn. Dùng một mạng của nó đổi lấy mạng của tôi và Thiên Uy, có phải cô thấy làm việc cô làm lời quá không? Bị chọc trúng tim đen, Tào Hải Băng vẫn giả bộ, tôi không làm thế. Cô chủ, nếu cô đã không tin tôi, thì gọi Lương Vũ Phong đến đi, tôi sẽ giải thích ngay trước mặt anh ấy. Đã tới lúc nào rồi, cô vẫn khăng khăng đòi gặp Lương Vũ Phong à? Trương Phương Linh cười lạnh, máy giám sát, máy nghe lén đều ghi chứng cứ vô cùng xác thực. Người của Đường Thế Mạnh còn lần theo dấu vết bắt được tên sát thủ kia, tôi khuyên cô đừng nên khăng khăng cãi sống cãi chết thế nữa. Cái gì, ngay cả tên sát thủ kia cũng bị bắt rồi? Vẻ mặt Tào Hải Băng đen xì như tro tàn, cô ta biết mình không thể ngụy biện được nữa. Đã bị nhìn thấu bộ mặt thật, nên cô ta chẳng thèm giả bộ nữa, thay đổi phong cách yếu đuối vừa rồi, cô ta cười lạnh nhìn Trương Phương Linh, đúng rồi, là tôi thì sao? Đáng tiếc tên sát thủ kia quá củi bắp, không đâm chết cô ngay lúc đó. Nếu không giờ cỏ trên mộ cô cũng mọc dài rồi. Mặt cô ta hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, rốt cục cũng chịu nói thật rồi.
Trương Phương Linh vẫn cười lạnh, tôi phúc lớn mạng lớn cô không biết là. Nghe nói cô mời tên sát thủ giỏi nhất thế giới, chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào, cô mất số tiền rất lớn, táng ra bại sản mới mời được người ta. À, tôi cảm ơn cô, đã coi trọng tôi như thế. Nhưng quả là đáng tiếc, cô có biết tôi làm gì ở buổi hòa nhạc hôm đó không? Chúc Phúc, đáp lại, anh trai tôi nói nhạc phạn có ma lực như thế đấy, tôi chúc phúc hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới, thì hàng ngàn hàng vạn người đó cũng chúc phúc cho tôi, có nhiều lời chúc phúc tôi như thế, chết sao? Đừng đùa, Tào Hải Băng lắc đầu, tôi không tin. Những lời đồn đó toàn là mê tín cổ hủ. Đúng là ngu dốt, thiển cận. Trương Phương Linh chẳng chút nể tình chế giễu cô ta, cô tưởng tên tuổi nhà họ Trương không dưng mà tự nhiên nổi như thế sao? Lời quốc sư đại nhân nói cô cũng không tin, rơi vào thảm cảnh như thế cũng đáng đời. Dương Yến Linh, chẳng qua cô ỷ vào mình có xuất thân tốt thôi. Đúng, tôi có xuất thân tốt, đúng là tốt hơn cô đấy, thế thì sao? Trương Phương Linh chẳng bao giờ chịu thua thiệt khi cãi nhau. Phải làm cho người ta tức chết khiếp mới thôi, nói thật cho cô biết, tôi vốn chẳng phải Dương Yến Linh, tôi chính là Trương Phương Linh, thiên hậu Trương Phương Linh của Hải Vương. Rất khiếp sợ đúng không? Lúc trước khi tôi nhận tổ quy tông quay về nhà họ Trương đã tuyên bố tôi là Trương Phương Linh chuyển kiếp. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, mấy người ai ai cũng tự cho mình là thông minh, toàn tưởng đó chỉ là trò đùa. Sắc mặt Tào Hải Băng tựa như vừa thấy quỷ, làm sao có chuyện ly kỳ như vậy được? Trương Phương Linh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vì cô ngu dốt thôi. Tào Hải Băng, ngay từ lúc bắt đầu khi cô muốn cạnh tranh với tôi, cô đã sai rồi, cô có xuất thân tốt như tôi sao? Cô có nhà mẹ đẻ thế lực để dựa vào không? Cô có khiến Lương Vũ Phong vừa thấy đã yêu không? Có giống như tôi được người gặp người thích không? Cô có xinh đẹp như tôi không? Một loạt những câu hỏi như súng bắn liên thanh, khiến Tào Hải Băng suýt chút nữa thì nôn ra máu. Xuất thân hay thế lực nhà mẹ đẻ cũng thôi đi, cái gì gọi là Lương Vũ Phong vừa thấy đã yêu? Lương Vũ Phong không hề vừa thấy đã yêu cô. Tào Hải Băng nhịn không được ác độc nói móc cô, ngay từ đầu anh ấy chỉ muốn coi cô như một công cụ làm ấm giường. Đừng tưởng là tôi không biết, trước cô cũng chẳng biết đã có bao cô nàng qua lại với anh ấy rồi. Trong mắt anh ấy cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuối cùng lại giành được tình yêu của anh ấy chỉ vì đã dùng một vài thủ đoạn vô liêm sỉ mà thôi. Giọng Tào Hải Băng the thé, gào lên nói với Trương Phương Linh. Trương Phương Linh đã sớm biết tình sử phong lưu của bạn học Lương Vũ Phong, nhưng xem như sau khi yêu cô, anh đã dẹp hết những mối quan hệ mập mờ xung quanh, nên cô cũng chẳng để chuyện đó trong lòng nữa. Bây giờ nghe Tào Hải Băng nhắc lại thì không những chẳng đau chẳng ngứa mà còn vô cùng phấn khởi đả kích lại Tào Hải Băng. Đúng rồi, trước kia anh ấy từng yêu vô số người, chật chật, tôi nói này trợ lý Tào. À không, xin lỗi, tôi quên là cô đã mất tư cách làm trợ lý từ lâu rồi. Tôi nói này cô Tào, cô đúng là còn thảm hơn tôi nghĩ đấy, cô ở bên Lương Vũ Phong nhiều năm như vậy, thế mà cũng chẳng quản được anh ấy đi tìm hết từ người phụ nữ này tới người phụ nữ khác, còn tôi thì sao? Anh ấy vừa quen tôi, đã tự giác cắt sạch sẽ mấy nhánh hoa cỏ vớ vẩn bên ngoài, tôi quả thật không biết phải nói cô thế nào nữa. Bạn học Trương Phương Linh khẽ cười vui vẻ, nhìn sắc mặt Tào Hải Băng càng lúc càng khó coi. Ngực Tào Hải Băng phập phồng, cô đắc ý cái gì? Ngoại trừ gia thế và một tí may mắn đó, thì cô có gì hơn tôi nào? Điều duy nhất khiến cô ta không cam lòng, đó là mình lại bại bởi một cô gái ngu ngốc như Trương Phương Linh. Cô nàng ngu ngốc ấy, ngoại trừ ca hát thì không biết làm gì, không thể giúp Lương Vũ Phong xử lý mọi việc, thậm chí còn chẳng bảo vệ được mình khi gặp nguy hiểm. Ngốc như thế mà lần nào cũng có thể qua ải chót lọt, chẳng những xử lý được mấy kẻ ngu như Cố Thanh Trang, Tô Nhã Phương, thậm chí ngay cả Tào Hải Băng cũng bị xử lý. Phải biết, từ nhỏ cô ta đã được người ta khen là một cô gái thông minh hơn người. Cô ta mới là người có thể sánh vai bên Lương Vũ Phong. Bạn học Trương Tiểu Linh rất tức giận, đúng vậy, cô thông minh như thế thì sao chứ? Đúng rồi, vừa rồi cô không nghe thấy sao? Tôi nói, tôi còn xinh đẹp hơn cô đấy. Cô cười ngọt ngào, dưới ánh sáng mờ nhạt của phòng giam làn da trắng nõn càng trở nên rạng rỡ. Tào Hải Băng quả thực muốn tức nổ phổi, xinh đẹp sao? Nói đùa gì thế? Đến giờ cô ta còn nhớ bộ dạng Trương Phương Linh và lần đầu tiên gặp cô, vừa gầy lại nhỏ người, mặc bộ đồng phục thực tập sinh màu đất, mặt mũi cũng chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi, tầm thường đến mức trốn trong đám người còn chẳng tìm ra được. Khi đó Tào Hải Băng thì sao? Lúc nào cũng trang điểm tinh xảo, mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận, làn da, móng tay và cả vòng tay, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng sáng rực, xinh đẹp thanh thoát. Khi đó Tào Hải Băng đi ngoài đường, có biết bao người quay lại nhìn cô ta. Ngay cả Lương Vũ Phong thỉnh thoảng cũng hay nói đùa,
anh đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng Tào Hải Băng vẫn là người xinh đẹp nhất trong số đó. Nhắc đến anh, trái tim cô ta như hoa nở rộ, âm thầm chờ mong một ngày kia khi anh đã qua trăm ngàn con thuyền vẫn có thể quay đầu lại, sống yên bình bên cô ta. Cô ta vẫn cho rằng mình khác biệt với những người khác, tưởng rằng Lương Vũ Phong là người yêu mình nhất, chỉ vì không muốn chơi đùa qua đường nên mãi mà vẫn không động vào cô ta. Cô ta lâng chờ có ngày lãng tử quay đầu, cùng cô ta sống hết kiếp này. Mà trên thực tế, nếu không phải giữa đường tự dưng có Trương Phương Linh chen chân vào, nếu không có đứa con gái chết tiệt ấy thì có khi giấc mơ của cô ta sẽ thành sự thật. Ông cụ Lương đã từng tỏ ý Tào Hải Băng là một cháu giàu tốt, mà mỗi lần khi ông nội nói như thế, Lương Vũ Phong chỉ cười trừ không nói gì. Tào Hải Băng thấy anh cười thế thì lo lắng vô cùng. Cuối cùng, ông cụ Lương không nhịn được, an ủi Tào Hải Băng, Tiểu Phong từng nói, nếu đến độ tuổi phù hợp mà nó vẫn không tìm được người mà nó yêu, còn con vẫn muốn gả cho nó thì nó sẽ cưới con. Cô ta nũng nịu nói không muốn, đỏ mặt rời khỏi phòng trà của ông cụ. Trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ những lời đó, càng thêm ân cần chăm sóc Lương Vũ Phong. Nhưng không ngờ, người mà anh yêu vẫn xuất hiện. Lại là một người chẳng hề nổi bật, thậm chí trong mắt người thường thấy trai đẹp gái xinh như Tào Hải Băng thì cảm thấy cô chỉ là một con vịt xấu xí. Nhưng hôm nay, cô gái ngày xưa ấy đang diễu võ dương oai mà nói với cô ta, cô xinh đẹp hơn cô ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tào Hải Băng cười lạnh mà nói, xinh đẹp. Cô không cầm gương soi mặt mình xem, trước kia Đường Thế Mạnh bị mù nên mới chọn cô vào trường huấn luyện, mặt mũi cô như thế, không chừng cho đi tuyển tú cũng chẳng ai thèm. Cô cứ ghen ghét đi, tôi là người xinh đẹp hơn cô, đấy. Cô còn nhấn trọng âm vào hai chữ nào đó, còn rất quá đáng nghiêng đầu quay lại hỏi vệ sĩ, cậu nói xem, ai xinh hơn? Vệ sĩ trả lời nghiêm trang, tất nhiên là cô chủ đẹp hơn rồi ạ. Trời có mắt, anh ta không hề nói trái với lương tâm, Trương Phương Linh trước mắt quả thực nhìn xinh hơn Tào Hải Băng nhiều. Cô vừa khỏi bệnh nặng, mặc trên người chiếc áo hồng, càng làm nổi bật lên làn da vốn hơi tái nhợt, nhưng vẫn rất xinh đẹp, mái tóc đen dài đã được cắt tỉa gọn gàng, mượt mà bóng loáng, đôi lông mi bướm dài như cánh chim, bờ môi nhạt màu mỹ lệ như cánh hoa anh đào. So sánh tiếp, Tào Hải Băng thì sao? Mái tóc rối bù khô như rơm dạ, làn da vàng như nghệ, hai gò má sâu hõm vào. Vốn dĩ đã chẳng có gì đáng so sánh rồi. Lúc này Tào Hải Băng mới nhận ra điều gì đó bất thường, cô ta thoáng giật mình, bây giờ trông cô ta thật tiều tụy, lại có chênh lệch lớn với người sống an nhàn sung sướng như Trương Phương Linh đến vậy. Nhiều năm trước họ là thiên nga trắng và vịt con xấu xí, giờ thì hoàn toàn đảo ngược, Dương Yến Linh trở thành cô gái khuynh quốc khuynh thành cao cao tại thượng, còn cô ta mới là kẻ có đi tham gia vào sâu chọn sao cũng chẳng ai thèm. Người ta gọi đó là tướng do tâm sinh. Trương Phương Linh cúi đầu ngắm nhìn bộ móng tay của mình, giọng nói của cô đều đều, có vài người càng ngày càng xinh đẹp, có vài người càng ngày càng xấu đi. Tào Hải Băng này, cô muốn gặp Lương Vũ Phong đúng không? Cô có chắc với nhan sắc này của cô, sau khi gặp Lương Vũ Phong rồi sẽ càng khiến anh ấy càng yêu tôi hơn không? Cô nói bừa, Tào Hải Băng tức giận quát ầm lên, cô ta xông tới định đánh cô, lại bị vệ sĩ một tay giữ chặt. Tôi không nói bừa đâu. Trương Phương Linh cười tủm tỉm, cô từng nghe chuyện Đặng phu nhân thời xưa chưa? Nàng ấy được đế vương sủng ái cả đời, lại chết vào đúng lúc mà nhan sắc tiểu tụy nhất, trước khi chết còn biết từ chối gặp mặt đế vương, nàng ấy muốn để lại ấn tượng tốt nhất cho người ta. Huống chi Lương Vũ Phong còn chưa từng yêu cô, gặp cô lúc này chắc đêm về anh ấy mơ ác mộng mất. Tào Hải Băng tức giận không chịu được, con đàn bà thối tha này. Đến cùng ai mới là kẻ khốn nạn thối tha, trong lòng Lương Vũ Phong biết rõ nhất. Trương Phương Linh vẫn đang cười, không hề sợ cô ta, anh ấy không muốn gặp tiện nhân là cô, cho nên mới để tôi tới tiễn cô một đoạn đường. Tào Hải Băng ơi Tào Hải Băng, cô có lời gì muốn nhắn nhủ không? Tào Hải Băng nhạy bén bắt được tin tức trong lời nói của cô, tiễn tôi một đoạn. Trương Phương Linh nhìn cô ta, đúng vậy. Nể tình cô là mẹ ruột của Hậu Nghệ, lại còn từng cứu mạng Lương Vũ Phong. Anh ấy không có ý định giết cô mà chỉ quyết định tống cô vào nhà tù ích. Cô đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy rồi, chắc là cũng từng nghe nói về chỗ đó nhỉ. Dù sao tôi cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể chúc cô may mắn thôi. Toàn thân Tào Hải Băng run rẩy. Quả thật cô ta đã từng được nghe về chỗ đó. Nghe nói đó là nhất địa ngục trần gian kinh khủng nhất trên thế giới, hễ là tội phạm bị nhốt vào đó thì đều không thể sống trở ra. Chỗ đó là khu vực không quốc gia nào quản lý, độc lập với thế giới, không biết nơi sâu trong nhà tù ẩn giấu bao nhiêu tội phạm vô cùng tàn bạo mà ngay cả cai ngục cũng không dám tiến vào. Lương Vũ Phong muốn đưa cô ta đến chỗ đó sao? Cô ta cười buồn rười rượi, đây chính là kết cục của việc tôi cứu anh ấy một mạng sao? Trương Phương Linh nhíu mày, Tào Hải Băng,
ân tình dù có lớn hơn nữa thì cũng bị tiêu hao hết. Cô hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh ấy, bày mưu lập kế hãm hại tính mạng vợ con anh ấy. Người cô muốn giết không chỉ có tôi mà còn có cả con ruột của anh ấy, người thừa kế trong tương lai của nhà họ Lương. Cho dù một mạng trả một mạng thì bây giờ cô vẫn còn nợ anh ấy một mạng đó. Anh ấy tha chết cho cô đã là phúc phận lớn nhất của cô rồi, cô còn không biết xấu hổ oán trách anh ấy sao? Tào Hải Băng hung ác nhìn cô, sao cô và thằng con hoang của cô có thể đổi được mạng của anh ấy? Vẻ mặt Trương Phương Linh hơi lạnh lùng, có đổi được hay không không phải do cô nói là được. Còn nữa, không có ai nói với cô là chớ nên tùy tiện chửi người khác hay sao? Chúc mừng cô, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày phải đến nhà tù X, cô không có cơm mà ăn đâu. Trong lòng Tào Hải Băng giật thót, ở bên ngoài không có cơm ăn là một chuyện, nhưng để bụng đói tới nhà tù X lại là chuyện khác. Nghe nói chỗ đó là nơi ăn thịt người không nhả xương, có trời mới biết có đủ đồ ăn hay không, có được ăn một bữa no hay không. Cô ta đến đó lạ nước lạ cái, vào nhà tù trong trạng thái đói bụng không còn chút sức lực thật sự không phải hành động sáng suốt. Tào Hải Băng suy đi nghĩ lại trong lòng, nhìn Trương Phương Linh, ánh mắt biến ảo khó lường. Trương Phương Linh cố tình hù dọa cô ta, không phải là cô cảm thấy mình xinh đẹp hay sao? Nghe nói trong nhà tù đó tội phạm nam nữ hoàn toàn không được giam riêng đâu, cô gái, xinh đẹp, như cô mà đi vào. Ô, có thể sẽ bị những người đó tra tấn mấy ngày nhỉ? Tôi rất mong chờ đó. Đừng trách cô độc ác, mà là chuyện Tào Hải Băng mua sát thủ ám sát quả thật đã khiến cô tức giận, không cẩn thận thì chính là ba mạng người, nhất là thiên uy của cô cũng bị cuốn vào trong đó. So ra, hù dọa Tào Hải Băng như vậy vẫn còn nhẹ chán. Mà sắc mặt Tào Hải Băng đã trắng bệch. Cả đời cô ta không sợ trời không sợ đất, cho dù phải đối mặt với chủng ma túy hung tàn nhất hay mưa bom bão đạn cũng có thể không hề lộ chút sợ hãi nào. Nhưng chuyện cưỡng hiếp đó thì... Cô ta từng phải hứng chịu tất cả những thứ đó trong rừng nguyên thủy, thường nửa đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô ta không muốn trải qua chuyện như vậy lần thứ hai. Vẻ mặt cô ta hoảng loạn, cuối cùng cũng khuất phục với Trương Phương Linh, Tôi sai rồi, tôi không nên chửi cô, không nên chửi cậu chủ nhỏ Thiên Uy. Xin cô hãy tha thứ cho tôi, đừng bỏ đói tôi. Ăn no thì mới có sức tự vệ, mới có cách đánh nhau với đám tội phạm ấy. Cô ta không muốn vào nhà tù trong trạng thái thảm hại, không hề muốn chút nào. Trương Phương Linh, cô nói gì cơ? Tôi không nghe thấy. Tào Hải Băng cắn môi, lớn tiếng nói, tôi sai rồi. Cầu xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Nhìn cô gái ở trước mặt, Trương Phương Linh vô cùng cảm khái, lúc mới gặp mặt. Đó là cô gái vừa cao quý vừa kiêu ngạo biết mấy, sự cao ngạo toát ra từ trong xương tủy. Nhưng hôm nay thì sao? Cô ta lại bị dồn vào nước buộc phải cầu xin cô tha thứ, cảm giác này nhất định là rất khó chịu. Nếu không phải vì sự cố chấp ở sâu trong lòng thì sao cô ta có thể đi đến nước này? Trương Phương Linh bất giác trào dâng lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn này nhanh chóng bị cô đè xuống, có người từng nói với cô, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Cô nhìn Tào Hải Băng, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo hơn, biết sai chưa? Biết rồi, Tào Hải Băng nuốt giận nói. Muốn để tôi cho cô ăn cơm sao? Xin cô hãy cho tôi ăn cơm. Tào Hải Băng nghiến răng mạnh đến mức sắt cắn nát cả hàm, người run bần bật, sự khuất nhục chưa từng có bao trùm cô ta, sự căm hận cắn nuốt trái tim của cô ta. Nhưng cô ta còn cách nào nữa đây? Trương Phương Linh hơi nheo mắt lại nhìn cô ta, trong lòng đang tính xem có thể dùng sự cầu xin của cô ta để làm gì? Khiến cô ta thề thốt đoạn tuyệt tâm tư với Lương Vũ Phong ư? Đừng đùa nữa, suy nghĩ cố chấp mơ tưởng hão huyền này há có thể nói là đoạn tuyệt được. Khiến cô ta cam đoan không được làm tổn thương mấy đứa Thiên Uy nữa ư? Chẳng có ý nghĩ gì hết, không nói đến việc không thể tin được lời cam đoan của cô ta, một khi đã vào nhà tù X rồi thì không bao giờ ra được nữa, có cam đoan hay không cũng chẳng có gì khác. Rốt cuộc có thể chèn ép được gì nữa đây? Bạn nhỏ Trương Tiểu Linh nhìn Tào Hải Băng đang tinh thần sa sút ở trước mặt như nhìn miếng thịt trên thớt. Tào Hải Băng bị cô nhìn đến mức sống lưng run rẩy. Cô ta mơ hồ hiểu được suy nghĩ của cô, dò xét cô chủ. Tôi còn có thể làm gì cho cô nữa không? Chỉ cần cô nói thì tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi có thể đưa tất cả tài sản của tôi cho cô, có thể nói cho cô những chuyện cơ mật liên quan tới nhà họ Lương. Trương Phương Linh cười khẩy, chỉ với chút tiền của cô sao? Tôi cần để làm gì chứ? Lại còn nói gì mà chuyện cơ mật của nhà họ Lương sao? Nếu Lương Vũ Phong đã quyết định lưu đày cô thì chứng tỏ rõ ràng là chuyện cơ mật trong tay cô chẳng đáng đồng nào. Cô đã không làm trợ lý của anh ấy rất nhiều năm rồi, còn có thể tiếp xúc với chuyện quan trọng gì được? Đừng tự ảo tưởng về bản thân nữa.
Mặc dù cô không có năng lực phán đoán công việc của nhà họ Lương, nhưng cô tin tưởng khả năng phán đoán của Lương Vũ Phong. Sắc mặt Tào Hải Băng lúc xanh lúc trắng, tất cả mọi thứ mà cô ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, bao gồm dung nhan xinh đẹp, trí tuệ, tài sản, thông tin tình báo, đều bị Trương Phương Linh dẫm đạp dưới chân. Mà ánh mắt Trương Phương Linh nhìn cô ta giống như đang nhìn thứ rác rưởi vô dụng vậy. Cô ta đã bị người ta đối xử như thế bao giờ chứ? Nhất thời, cô ta vừa khuất phục vừa phẫn nộ, hòa với sự kinh hoàng không rõ vận mệnh ra sao khi phải vào nhà tù ích khiến cả người cô ta bất giác run rẩy, càng lúc càng dữ dội hơn. Trương Phương Linh cũng cảm thấy buồn rầu, chẳng lẽ thật sự không bóc lột được chút giá trị nào hết sao? Cô hơi mất kiên nhẫn nói, được rồi, cô đừng sợ hãi như vậy nữa. Chẳng phải cô cảm thấy mình rất thông minh hay sao? Vậy thì suy nghĩ cho kỹ xem cô còn có thể làm được gì cho tôi, nếu nghĩ ra thì tôi sẽ cho cô cơm để ăn, nếu không nghĩ ra. Ha ha, vậy thì chỉ có thể để bụng đói vào nhà tù thôi. Đừng nói cô không cho Tào Hải Băng cơ hội, cô đánh giá tài năng và trí tuệ của Tào Hải Băng rất cao đó. Nói xong, Trương Phương Linh ra hiệu cho vệ sĩ đẩy cô ra khỏi phòng giam. Chờ đã, Tào Hải Băng cái khó ló cái khôn, vậy mà lại thật sự nghĩ ra một cách, cô chủ, có rồi. Cô mang Lương Hậu Nghệ đến, tôi sẽ đích thân nói cho nó biết chân tướng chuyện tai nạn xe. Đến lúc đó chắc chắn nó sẽ rất hận tôi, sau này sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, coi cô như mẹ ruột. Trương Phương Linh hơi nhấc tay lên, ra hiệu cho vệ sĩ không cần vội, ô. Cô tốt bụng vậy sao? Tập 47 đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi diễn biến câu chuyện đầy kịch tính này. Tình hình đang ngày càng căng thẳng và nhiều bí mật dần được hé lộ. Đừng quên đón chờ tập tiếp theo để cùng khám phá những bất ngờ mới. Hẹn gặp lại mọi người trong tập mới nhé. Bye bye mọi người.